Lão già áo tím vuốt râu, cũng quay đầu lại để nhìn kỹ hơn. Vừa dứt lời, hai kẻ đó nhìn nhau, đôi mắt của cả hai đều lóe sáng. Không nhầm. Thanh niên áo đen hừ lạnh một tiếng, điều khiển huyết điêu quay lại, đuổi theo Triệu Bân. Lão già áo tím cũng nhanh chóng đuổi theo. Hai kẻ đó quả thực đang tìm kiếm, và thứ mà hai kẻ đó đang tìm kiếm chính là Triệu Bân. Chỉ cần bắt được Triệu Bân trở về, bất luận sống chết cũng đều có thể lĩnh tiền thưởng. Hai kẻ đó đã tìm kiếm nhiều ngày, vốn đã không còn ôm hy vọng, thế mà hôm nay lại gặp được, hơn nữa hắn vẫn chưa chết, còn rất khỏe mạnh và đang bay lượn lung tung. Hửm. Triệu Bân cau mày liếc nhìn một cái, hắn vừa mới bay lướt qua hai con huyết điêu, thế mà bây giờ bọn chúng lại quay đầu lao hết tốc lực về hướng này, nhìn khí thế lại hết sức hung hãn, hiển nhiên là muốn đuổi theo hắn. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết đây không phải là chuyện tốt đẹp gì, nói không chừng hai kẻ đó còn đang muốn giết người cướp của. Đi! Triệu thiếu gia có chút kinh sợ, hắn không sợ thanh niên áo đen, mà hắn sợ lão già áo tím. Lão già đó có tu vi không thấp. Hắn chỉ là một tên nhóc cảnh giới chân linh, bùa chú trong túi càn khôn đều đã bị hắn sử dụng sạch sẽ, những thứ còn dư lại cũng đã thất thoát hết trong đêm qua. Nếu như phải đánh nhau thì hắn không còn bất cứ ưu thế nào nữa. Cho nên hắn mới phải lo nhanh chân chạy trốn. Triệu Bân, ngươi chạy không thoát đâu. Thanh niên áo đen quát lớn, ném ra mười mấy ngọn phi đao. Con mợ nó, ta trêu chọc gì ngươi? Triệu Bân thầm mắng, kiếm tử tiêu đã xuất ra, xoay một vòng chặn phi đao. Keng! Lão già áo tím cũng đã công kích tới. Tuy chỉ là một đạo kiếm khí nhưng lại bá đạo vô cùng, ma sát trong không khí mạnh tới mức làm tóe ra tia lửa, uy lực mạnh mẽ như thế, nếu như hắn trúng một đòn này thì chắc chắn sẽ bị đâm xuyên người. Quác! Đại bằng kêu lên một tiếng, lao thẳng vào màn đêm, tuy tránh được kiếm khí nhưng vẫn bị dư lực của kiếm khí đánh trúng, cánh của nó bị rạch ra một đường máu đỏ thẫm, khiến cho nó không thể bay ổn định, mà Triệu Bân suýt chút nữa cũng bị ngã xuống. Giữ vững! Triệu Bân lấy hồ lô nhỏ ra, rót linh dịch vào vết thương của đại bằng, vết thương trong nháy mắt liền khép miệng. Hắn vẫn còn sót lại một lá bùa tốc hành, hắn liền dính nó lên thân của đại bằng, đây cũng không phải là bùa tốc hành của hắn mà là của Liễu Sĩ Nguyên. Vèo! Tốc độ của đại bằng tăng mạnh, tàn ảnh như một cái bóng đen lướt qua bóng đêm. Vèo! Vèo! Hai con huyết điêu sau lưng cũng không hề chậm, vạch trên không trung hai đường tàn ảnh màu đỏ. Nhìn xem, đó là thú cưỡi kìa. Trên mặt đất cũng có rất nhiều người, dường như cũng tới đây để tìm kiếm thứ gì, tụ năm tụ ba lại, thấy trên không náo nhiệt như vậy nên tất cả đều ngẩng đầu lên hóng chuyện, hai mắt sáng rỡ đầy hâm mộ nhìn những con thú cưỡi đang bay lượn trên đầu. Thú cưỡi là vật chân quý, tuy cũng có không ít người bán nhưng người bình thường thì không thể nào mua nổi. Con chim vằn vện kia hình như ta đã gặp ở đâu đó rồi. Ừ. Triệu thiếu gia thành vong cổ cũng có một con chim giống như vậy. Thành thật mà nói, nó đúng là quá khó coi. Đám đông tụ tập nhìn lên trời, cũng tụ tập nói chuyện phiếm. Ngay sau đó, bọn họ lại liếc mắt nhìn nhau, rồi lại đồng loạt nhìn lên trời. Con mợ nó, đó chính là Triệu Bân. Tìm mỏi mắt không thấy, cuối cùng lại có thể tình cờ đụng phải ở đây. Cuối cùng cũng tóm được. Bọn họ tới đây chính là để tìm Triệu Bân, bất luận sống chết, chỉ cần mang hắn về là có tiền thưởng. Tiền thưởng của Triệu Bân còn cao hơn của cô lang dạ hành trước kia. Chạy đi đâu? Có kẻ đã nhanh tay giương cung, bắn một mũi tên về phía đại bằng. Mà người bắn cũng không chỉ có kẻ đó. Cho dù hắn có phải là Triệu Bân hay không thì cứ bắn rơi xuống trước rồi mới nói sau. Chíu, chíu, chíu. Mấy chục mũi tên xé gió bay tới, khí thế vô cùng ác liệt. Đám người này ăn no rảnh việc lắm hay sao vậy? Triệu Bân lại mắng thầm, bộ các người chưa bao giờ nhìn thấy thú cưỡi bay trên trời hay sao? Còn nữa, sau lưng ta còn có hai con huyết điêu, tại sao không bắn bọn chúng mà lại đi bắn đại bằng của ta? Chỉ vì đại bằng của ta trông hơi xấu xí thôi hay sao? Cả mảnh rừng bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. Triệu Bân bỏ chạy ở phía trước, thanh niên áo đen cùng lão già áo tím đuổi giết ở phía sau, một bên đuổi một bên đánh. Nhìn xuống phía dưới, khí thế cũng sục sôi ngất trời.
người không có thú cưỡi cũng đuổi theo vừa ngửa đầu nhìn, đại bằng là thông linh thú, có thời gian bay hạn chế, đến khi hết thời gian thì Triệu Bân cũng sẽ tự đáp xuống đất. Ta hiểu rồi. Triệu Bân hơi nheo mắt lại, tựa hồ như đã đoán ra được điều gì. Đêm đó hắn rơi vào con sông dài, không rõ sống chết, những kẻ này chắc chắn là đang muốn tìm hắn để lĩnh tiền thưởng, theo như hắn suy nghĩ, những kẻ này chia làm hai phe, một phe của mấy người Dương Hùng muốn hắn sống sót trở về, còn một phe của Vương gia và mấy gia tộc lớn muốn hắn phải chết. Hầu hết trong số này bây giờ thuộc về phe thứ hai. Bất luận là do ai ra lệnh thì mục đích đều giống nhau. Hiểu ra được điều này hắn cũng không lấy làm lạ, có quá nhiều người muốn hắn chết. Thật sự quá nhiều. Triệu Bân, ngươi chạy không thoát đâu. Những tiếng quát tháo không ngừng vang lên, trên trời dưới đất đều có, vô cùng ngang ngược. Cảnh tượng rất hỗn loạn, ai nhìn thấy mà không hiểu rõ sự tình thì có khi còn tưởng Triệu Bân có thủ giết cha với đám người này. Giữ vững. Triệu Bân nói với Đại Bằng. Trong khi đó, hắn lấy đạo cụ vẽ bùa ra, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, hắn chỉ còn có một lá bùa tốc hành, khẳng định là không đủ dùng, cho nên hắn đành phải lâm trận mới mài dao, tại chỗ vẽ ra bùa tốc hành, vẽ được càng nhiều thì khả năng sống sót càng cao. May cho hắn là đạo cụ vẽ bùa vẫn còn vừa đủ. Nhưng giấy vẽ bùa chỉ còn lại 8 miếng. Sớm biết như vậy thì hắn cũng không vội vã về nhà mà đã đi tìm một nơi để sắp xếp lại. Nhà đã dột mà còn gặp phải mưa rào. Bởi vì trên không trung không được thăng bằng, lại đang có người đuổi giết, Đại Bằng tuy đã cố hết sức nhưng vẫn không thể nào bay ổn định được, cho nên hắn đã vẽ hư 3 lá bùa. Trong điều kiện vừa né tránh công kích vừa tập trung giữ vững tốc độ, hắn muốn đứng vững còn khó chứ đừng nói là vẽ bùa. Tới lá bùa thứ 4 thì hắn mới có thể vẽ thành công. Lãng phí hết 3 lá bùa, sau đó mới có thể miễn cưỡng vẽ ra 5 lá. Vèo. Có bùa tốc hành trong tay, tốc độ của Đại Bằng vẫn được giữ vững. Tên nhóc, ngươi giỏi lắm. Lão già áo tím cười lạnh, không hề tức giận. Chạy đi, ngươi cứ chạy trối chết đi, chờ thông linh thú hết thời gian thì xem ngươi còn chạy như thế nào nữa. Triệu Bân, có Triệu Bân. Phía dưới thất thanh hô to như bắt gặp bảo bối. Từng đợt sóng người càng lúc càng lớn đang đuổi giết tới. Chỉ cần hắn ở mãi trên trời thì không sao, một khi rơi xuống đất thì chắc chắn sẽ bị làn sóng người này quật cho tơi tả. Hôm nay quả thật quá may mắn. Phía sau có kẻ truy kích, phía trước lại có thêm kẻ chặn đường, mười mấy con huyết ưng từ phía đối diện xông tới. Trên lưng của con huyết ưng nào cũng có chở theo một người. Quác! Đại Bằng kêu lên một tiếng rồi quay đầu bay về hướng khác. Chạy đi đâu? Tất cả những người đang truy giết Triệu Bân đều đổi hướng đuổi theo, bất luận là trên trời hay dưới đất. Đều muốn đuổi giết ta. Triệu Bân nghiêng đầu nhìn một chút, trong lòng bỗng cảm thấy nôn nao. Hắn đã nghĩ là có hai phe. Một phe muốn hắn sống. Một phe muốn hắn chết. Vậy tại sao ở đây toàn là những kẻ muốn hắn chết thế? Những người muốn hắn sống sót trở về đã chết ở đâu hết rồi? Soạt. Đại Bằng dương cánh, như một bóng đen vừa lướt qua vòng trời. Bên kia, qua bên kia. Triệu Bân vừa cầm bản đồ vừa giơ tay chỉ về phía xa xa. Chạy đi đâu? Sau lưng là tiếng gầm thét vang đầy trời, thú cưỡi bay thành đàn thành đống. Đám người bên dưới cũng tụ thành một đống đen ngòm, không có thú cưỡi nên chỉ có thể dùng chân để chạy, thế mà vẫn sống chết đuổi theo Triệu Bân không tha. Có trời mới biết số tiền thưởng là bao nhiêu mới khiến bọn họ chuyên nghiệp như thế, nhất quyết phải bắt bằng được Triệu Bân, làm giàu một phen. Hắn quả là một đứa trẻ xui xẻo. Triệu Bân ngoái đầu nhìn lại, ra ngoài có một chuyến mà đi tới đâu cũng bị đuổi giết. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Quay đầu lại nhìn, một đống mũi tên và kiếm khí lọt vào tầm mắt, trên dưới đâu đâu cũng có, tạo thành một mảng lớn bay đến. Vậy nên... phải chạy nhanh một tí. Chậm một nhịp chắc hắn sẽ bị bắn thành cái lưới mất. A! À, Đại Bằng rít lên, có vẻ thể lực của nó không thể gắng gượng nổi nữa, bùa tốc hành cũng sắp cạn rồi. Triệu Bân không lắm lời vô nghĩa, nhanh chóng lấy hồ lô nhỏ ra. Đúng vậy, chân nguyên của Đại Bằng có thể bổ sung được, thời gian thông linh lại không thể bổ sung nổi, dù sao nó cũng là thú. Gắng gượng nhé. Cho nó uống linh dịch, Triệu Bân vung tay lấy ra bùa tốc hành.
đây chính là lá bùa tốc hành cuối cùng mà hắn có. Triệu Bân, đừng hòng chạy được. Tiếng hét lại vang lên từ trên trời, ngay trước mặt. Đúng là sau có truy binh, trước có kẻ ngáng đường, lúc lướt qua một ngọn núi thì Triệu Bân lại thấy thú cưỡi bay, huyết điêu bay đầy trời, không biết là nhà nào, trên mỗi con huyết điêu đều có một người, ngoài ra, dưới đất cũng có hơn 10 người cảnh giới huyền dương hùng hổ, sát khí ngập trời. Đáng chết! Triệu Bân thầm mắng. Đại bàng có tâm linh tương thông với hắn, lại đột nhiên chuyển hướng. Đi thế nào đây? Hai phe đuổi giết trước và sau đều đổi hướng theo. Chạy đằng trời. Triệu Bân ho khan, gãi đầu thật mạnh. Đúng là hắn mang theo bản đồ, đường đi được sắp xếp sẵn cũng không phải giả. Đi một đường lại bị đuổi giết một đường. Cả trước lẫn sau đều bị chặn. Mỗi lần bị chặn lại phải đổi hướng, càng đổi thì lại càng sai, cách thành vong cổ ngày càng xa, nếu không có bản đồ, hắn cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ biết là chạy chậm một chút thôi thì sẽ bị diệt. Tên đó chính là Triệu Bân hả? Không thể giả được. Để bắt tên đó, không biết bao nhiêu thế lực treo thưởng, cao nhất là 10 vạn hai đấy. Người qua đường cũng không ít, hầu hết đều ngước mắt lên nhìn. Bình thường chẳng mấy khi thấy thú cưỡi bay, hôm nay lại trông thấy cả bầy. Hình ảnh, khá là mỉa mai. Để bắt một tên cảnh giới chân linh nho nhỏ thôi mà dùng tới thế trận lớn như vậy, để người ta biết chắc cười thối mặt. Nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng, có bạc để cầm thì chút mặt mũi đó có đáng gì. Gào. Trong tiếng ồn ào, đại bằng hí lên dồn dập. Thời gian thông linh đã sắp giảm xuống mức không, sắp đến lúc phải quay về linh giới. Nó đi rồi thì không sao nhưng Triệu Bân lại thảm. Tới đó. Triệu Bân cất bản đồ đi, chỉ về điểm xa xa, đó là một tòa thành cổ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thành Thương Lang, hắn đã tới rồi. Lại phải nói là trong thành này có một người hắn quen. Cũng chính là thiếu chủ thành Thương Lang, cái tên Hán Triều đó. Trời đất chứng giám, hắn không muốn tới đây. Ngượng ngùng là cả trước lẫn sau đều có người chặn đường, chặn hết lần này đến lần khác, đổi hướng 3 lần 7 lượt rồi lại dẫn tới đây, bị đuổi giết thế này cũng hết cách, đúng lúc phải tìm một chỗ để tránh đầu sóng ngọn gió, khi tuyệt vọng thì cái gì cũng phải thử. Thành Thương Lang cũng khá là thích hợp, cũng hết cách rồi, hắn cần gấp chút thời gian để thở dốc. Triệu Bân, người khiến lão tử tìm mệt thật đấy. Tiếng cười to vang vọng trên bầu trời, một đám chạy vội tới Thành Thương Lang. Cầm đầu chính là tên Hán Triều đó, nghe nói đã tìm thấy Triệu Bân nên chẳng nói chẳng rằng đã vội chạy ra khỏi thành, điều khiển một con huyết ưng, có thể nói là đầy khí phách, đầy sát khí, vẫn còn nhớ mối thù ngày trước. Tiếc là Triệu Bân cứ trốn mãi ở thành vong cổ nên hắn ta không dám làm bừa, lần này còn định chạy hả? Thiếu chủ, không chỉ có mình Hán Triều đánh tới. Sau lưng còn có mấy con huyết ưng bay theo, đội hình không nhỏ, có đến vài kẻ cảnh giới huyền dương. Giết tới đó, vẻ mặt Triệu Bân đầy nghiêm nghị, tiếng quát vang vọng. Cục diện thế này, hắn chỉ có thể đánh tới, vào thành Thương Lang thì hắn sẽ có cơ hội sống. Nếu bị chặn lại ở đây thì cái chết đó sẽ rất khó coi. Hắn đang ở cảnh giới chân linh, không thể chịu nổi trận chiến tập thể thế này. Gào! Đại bằng cánh vàng rít lên, bắt đầu tăng tốc. Thời gian đang giảm xuống, hết cách rồi, cũng chỉ có thể xông vào đó. Sẽ chém chết ngươi. Hán Triều nhe răng cười, xung phong liều chết lao lên, vẫn còn cách rất xa đã tạo thành một mảnh kiếm khí. Triệu Bân lấy kiếm ngự hồn ra cố gắng chống đỡ. Định. Khi đang ngự kiếm, hắn cũng đọc chú định thân, không đánh Hán Triều, chỉ đánh thú cưỡi. Chú định thân ấy mà, lúc quan trọng vẫn dùng rất tốt. Huyết ưng đối diện bỗng nhiên khựng lại trong nháy mắt. Hán Triều đứng trên người nó không kịp đứng vững, lao đầu xuống, cũng do thú cưỡi của hắn có cấp bậc quá thấp nên mới bị đánh đến nỗi không kịp trở tay, tư thế té xuống vẫn khi phách lắm. Mau, mau cứu thiếu chủ. Giết tiểu từ đó đi. Mấy tên cảnh giới huyền dương chia thành 2 nhóm, một nhóm cứu Hán Triều, nhóm còn lại đánh giết Triệu Bân. Ép ta phải liều mạng hả? Mắt Triệu Bân sáng như đuốc, chân nguyên trong người tăng vọt. Gào. Ánh mắt đại bằng cũng trở nên sắc bén, tiềm năng của nó đã được kích hoạt, có lẽ là do chủ nhân kéo theo nên cơ thể khổng lồ đó bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Bộ lông đủ màu rụng đi kha khá, hóa thành lông chim màu vàng.
Nó, Niết Bàn đấy ư? Triệu Bân giật mình hoảng hốt, chỉ cảm thấy Đại Bằng giờ phút này có thứ uy áp khó hiểu nào đó. Uy áp thế này phải đến từ huyết mạch của Đại Bằng cánh vàng. Gào. Hết sức kinh dị, tốc độ của Đại Bằng nhanh hơn rất nhiều, khiến Triệu Bân suýt chút nữa đã rơi xuống. Muốn chết? Giết cho ta. Chết đi. Ba tên cảnh giới huyền dương hét to, trong nháy mắt, kiếm khí đã lao ra đầy trời. Triệu Bân vội vàng dùng chân nguyên bao bọc lấy cả người mình và Đại Bằng. Hắn là một tên điên, Đại Bằng cũng đủ mạnh mẽ. Tại sao lại nói thế hả? Là do cả người lẫn thú đều. Lao thẳng tới chỗ kiếm khí đầy trời. Phụt, phụt. Màu máu liên tục hiện ra. Chân nguyên hộ thể bị phá, Triệu Bân và Đại Bằng đẫm máu, cả người bị chém ra rất nhiều vết máu. Nhìn bên kia, cũng không khá hơn là bao. Ba con huyết ưng đều bị Đại Bằng đụng bay tứ tung. Giữ vững. Ba tên huyền dương hừ lạnh, bị tông đến nỗi nghệt cả mặt ra. Lẽ ra cấp bậc thú cưỡi của bọn họ cũng không thấp, không thể bị một con chim xù lông tông ngã được. Chờ họ giữ được thăng bằng thì Triệu Bân đã bay qua rồi. Đuổi theo. Ba tên huyền dương gào lên, chỉ về phía xa xa. Nhưng nói xong thì ba người lại gặp phải hạn vì đám người đuổi giết phía sau đã chạy tới, một đám đông thật đông khiến ba người vừa đứng vững lại bị tông thêm lần nữa, không thể giữ vững nổi nên rơi xuống. Gào. Trước mặt, Đại Bằng rít lên thật to, lọt vào thành Thương Lang. Cũng sau âm thanh đó thì nó đột nhiên biến mất, thời gian thông linh đã không còn, nó đã về linh giới. Thế là đủ rồi. Triệu Bân tung người nhảy xuống, cũng không cao lắm. Phía dưới, một quán rượu gặp phải tai ương, bị hắn dẫm ra một cái lỗ thủng to đùng. Mẹ nó! Tiếng mắng vang lên, đang uống vui vẻ thì trần nhà lại sụp, một giám mặt mũi xám xịt không thấy người đó là ai, chỉ thấy một tên đầy máu lẫn vào đường cái, lập tức biến mất không thấy xác. Xoạt, xoạt! Chỉ trong vài phút, những kẻ đuổi giết đã mò tới, hơn nữa còn là một đống lớn. Người có thú cưỡi thì bay qua bay lại trên cao, ai cũng híp mắt quan sát phía dưới. Kẻ không có thú cưỡi thì kéo theo một tên đang ăn cơm nào đó, cứ đi sồng sộc trên đường như cướp giật, chạy tới chạy lui, tóm hết người này đến người khác, chẳng những thô lỗ mà còn hung hăng khiến ai cũng phải mắng. Buồn cười nhất là không thấy đâu cả. Tên Triệu Bân đó cứ như đá chìm đáy biển, biến mất. Đáng chết. Đám người đuổi giết hùng hùng hổ hổ. Cẩn thận đuổi theo cả ngày trời, cuối cùng người lại biến mất. Chuyện quái gì thế? Nghe nói là bắt Triệu Bân. Triệu Bân nào, tên ở thành vong cổ ấy hả? Ngoài tên đó ra thì còn ai? Những người trên đường lớn xắn tay áo lên, nghe tới tên Triệu Bân lại bắt đầu xì xào bàn tán. Triệu Bân nhà họ Triệu ấy mà, chẳng những nổi tiếng ở thành vong cổ mà sang tới thành Thương Lang cũng nổi danh không kém, phá Vọng Nguyệt Lâu, ác chiến với Nghiêm Khang. Đánh bại Khô Sơn. Truyền thuyết quá nhiều, từng đó thời gian đủ để hắn nổi tiếng một phen. Không phải hắn chết mất xác rồi à? Làm gì có, mạng lớn lắm, làm gì có chuyện chết dễ thế được. Chạy đến thành Thương Lang này rồi thì đừng hòng chạy, thiếu chủ thành Thương Lang chúng ta chẳng phải là người tốt đâu. Anh hùng đầy mưu lược. Đa số mọi người đều khoanh tay chờ xem kịch hay. Đúng là Hán Triều không phải là người tốt. Chuyện đó, cũng không quan trọng. Quan trọng là Triệu Bân và Hán Triều có thủ oán, từ rất lâu trước đó đã có rồi. Đóng cửa thành lại cho lão tử. Nhắc tới Hán Triều cái là Hán Triều xuất hiện ngay. Bấy giờ, hắn ta đang đứng trên con huyết ưng, cứ gào lên như một con chó điên, một kẻ tâm thần. Đáng sợ. Con mẹ nó quá đáng sợ. Sau khi họ hét đòi chém đòi giết chạy ra ngoài lại bị một cái chú định thân làm cho ngã ngửa, ức chịu không được. Tâm trạng khó chịu, phải tìm kẻ nào đó để chút. Triệu Bân nhà họ Triệu cũng khá là thích hợp, hắn ta đã chờ cái ngày này rất lâu. Đóng kín thành. Lời của thiếu chủ thành Thương Lang vẫn rất có trọng lượng. Sau khi ra lệnh, bốn cửa thành Đông Tây Nam Bắc đều đóng lại thật kín, có rất nhiều binh vệ đeo đao đứng trước cửa. Dưới tường thành, chú truy nã, độn thổ, xuyên tường gì đó đều không dùng được. Ngoài ra còn có xe bắn nỏ xếp đầy.
Ai dám bay trên trời đều sẽ bị bắn xuống đất. Được, xong chuyện rồi. Những người đuổi giết Triệu Bân trước đó đều trở nên im lặng. Đây là thành Thương Lang, là địa bàn của nhà Hán Triều. Soạt, tìm thật kỹ cho ta. Hán Triều gầm lên, một đội lính đeo đao xông ra đường cái. Không chỉ thế, lại có quân đội tăng cường vào thành. Trong tình hình này có vẻ không chỉ là tìm thấy Triệu Bân, mà còn phải bắt sống. Quân đội, tất nhiên là do thành chủ thành Thương Lang điều đến, Dương Hùng có quyền điều binh khiển tướng thì tất nhiên thành chủ thành Thương Lang cũng có, trận thế lớn như vậy để bắt Triệu Bân, tiểu tử đó quả là đáng tiền. Nghe nói, Triệu Bân có rất nhiều bùa nổ, người không sợ hắn có liên quan đến người hoàng tộc ư. Dưới mái hiên phủ thành chủ, quản sự phủ thành chủ nhìn lướt qua thành chủ thành Thương Lang. Từ trận hỏa hoạn xảy ra ở Hoàng Thành vào trăm năm trước, cách vẽ bùa nổ đã được lưu truyền ra dân gian, thuật bùa chú không còn là thứ thuộc về riêng hoàng tộc nữa, thành chủ thành Thương Lan lập tức cười âm u, nếu hắn thật sự liên quan đến hoàng tộc thì cần gì phải chật vật như thế, nhà họ Liễu nho nhỏ nào dám dẫm lên tôn nghiêm nhà họ Triệu. Vẫn phải cẩn thận, phải hay không thì cứ bắt Triệu Bân rồi hỏi là biết, thành chủ thành Thương Lan cười nói, tìm Phượng Vũ tới đây, thuật nhiếp hồn của nàng ta có thể khiến Triệu Bân ngoan ngoãn mở miệng. Nếu liên quan đến hoàng tộc thì sẽ trở thành khách quý của ta, còn không thì tất cả mọi thứ của hắn sẽ thành vật của Hán Diễm này. Mau mau mau! Tối nay thành Thương Lang đánh mất sự phồn hoa, hỗn loạn lại quá nhiều. Có thể thấy được binh vệ đeo đao ở bất kỳ đâu, hết đội này đến đội khác tỏa ra khắp nơi. Có thể nói là quy mô lần này còn lớn hơn cả Bát Cô Lang. Rất nhiều người núp trên lầu ghé vào cửa sổ nhìn xuống dưới quan sát, giọng đầy thổn thức. Triệu Bân này cũng thật là, chạy thế nào không chạy, lại cứ thích mò đến thành Thương Lang. Chắc là bản thân hắn cũng không muốn đến, mà bị chặn đủ đường nên buộc lòng phải chạy tới đây. Tình huống này, có mọc cánh cũng khó thoát. Tiếng xì xào bàn tán rất nhiều, đều là những khán giả rất trung thực. Không có ai xem trọng Triệu Bân, quân đội đã vào thành rồi, đừng nói là một cảnh giới chân linh nho nhỏ, dù có là địa tàng tầng cao nhất cũng không chạy ra được. Bắt giữ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế thì tiếp theo đây sẽ có một tuồng kịch. Hán Triều là một kẻ có thù tất báo, năm lần bảy lượt trêu chọc hắn ta, hiền lành được mới là lạ, nếu bị bắt, muốn chết nhanh chết gọn cũng là hy vọng xa vời, không có gì khó đoán, chắc chắn sẽ cực kỳ máu me, Triệu Bân cũng sẽ chết cực kỳ thảm. Xem trọng ta thật đấy. Triệu Bân chật lưỡi, nhanh nhẹn tránh né binh vệ. Hắn không muốn trốn. Cũng không trốn nổi, tìm một chỗ ngồi thở mới là vương đạo. Tự tách mình ra khỏi tai mắt, hắn bước vào một gian tạp hóa. Hôm nay đóng cửa, mai hắn đến. Ông chủ tiệm tạp hóa xua tay, Triệu Bân chưa kịp mở miệng đã đuổi người đi. Thời buổi loạn lạc thế này, về nhà trốn cho an toàn. Giấy vẽ bùa, mực vẽ bùa, bút vẽ bùa, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Triệu Bân bình thản nói. Lấy ra tờ ngân phiếu đập lên quầy. Chờ. Thấy bạc, hai mắt ông chủ sáng lên, mặt cười hơ hớ. Có tiền rồi, tối nay không về nhà cũng được thôi. Có tiền rồi, tay chân hắn ta cũng nhanh nhẹn hơn hẳn. Những thứ Triệu Bân cần, những thứ hắn ta có, tất cả đều được nhét vào cái túi to đùng. Cảm ơn. Còn chưa trả tiền thừa đây mà. Cho ông. Triệu Bân nói xong lập tức ra khỏi cửa hàng, rẽ vào con ngõ nhỏ, không rảnh chờ ông chủ lấy tiền, phải nhanh chóng rời đi mới tốt, nếu bị chặn trong cửa hàng đó thì mới vô nghĩa ấy. Vấn đề quan trọng ở đây là mạng đáng giá hơn bạc nhiều. Một tên lắm tiền. Ông chủ cửa hàng vui vẻ ra mặt, buôn bán lời kha khá. Men theo ánh trắng, bóng Triệu Bân lướt qua con ngõ nhỏ, tìm trăm lượng mua một căn nhà có sân vườn vào ở rồi mới rót linh dịch vào miệng. Vết thương nhanh chóng khép lại, sau đó bắt tay vào vẽ bùa, nếu có người tìm đến hắn cũng không sợ, hắn đã có cách để phá, hù người hắn lại cực kỳ chuyên nghiệp. Mau mau mau! Bên ngoài, tiếng hét vang vọng trên đường cái. Ngoài ngã tư đường, trừ binh vệ đeo đao thì chẳng có một bóng người, ai dọn quán, uống rượu, ghẹo gái. Đều bị đuổi về nhà, rồi lục tìm từng nhà, thành chủ đã ra lệnh, đào ba thước đất cũng phải tìm bằng được người. Gượng gạo nhất chính là những kẻ đuổi giết Triệu Bân trước đó. Chẳng những không thể bắt được Triệu Bân mà còn bị nhốt trong thành chứ đừng nói là thoát được,
bấy giờ cả cửa phòng cũng không được bước ra, Hán Diễm dàn trận lớn như thế, ý đồ rất rõ ràng, tất cả mọi người đều phải thành thật chờ đợi vệ binh tới điều tra. Triệu Bân, đừng nấp nữa. Ngươi không chạy được đâu. Tối nay Hán Triều lại đặc biệt hăng hái, chẳng những thế còn cực kỳ hào hứng, đến giờ vẫn còn đứng trên lưng huyết ưng bay vòng vòng, đi tới đâu la tới đó, nếu tìm được Triệu Bân sẽ lao tới đánh trước, đã nghĩ rất kỹ cách để gọi hồn tên khốn đó, chẳng mấy khi hắn lạc tới thành Thương Lang, thiếu thành chủ này tất nhiên phải làm tròn đạo chủ nhà, không nghiền xương thành cho thì không họ Hán. Tưởng ta sợ người đấy hả? Triệu Bân nghe thấy, cũng không ngu ngốc đến nỗi chạy ra. Chờ xem, chẳng được bao lâu nữa binh vệ sẽ lục soát tới đây. Vô dụng, một dám vô dụng. Hán Triều vẫn còn đứng đó quát tháo không ngừng. Có lẽ là chờ quá lâu cộng với cơn tức bị nén trong lòng khiến tiếng hét to của hắn ta biến thành tiếng mắng. Người bị mắng tất nhiên là binh vệ, dàn trận lớn như thế mà tìm mãi vẫn không thấy người đâu. Trở về. Hán Diễm lạnh giọng nói. Tốt xấu gì cũng là thiếu chủ của thành. Vậy mà lại mắng binh lính của phụ thân mình như thế à? Hán Triều lập tức im hơi lặng tiếng. Dù thế vẫn không thể che giấu được sự thật hắn ta đã mắng binh vệ, lời của hắn khiến các binh vệ khó chịu, thành Thương Lang lớn như vậy, tìm người chẳng khác gì mò kim đáy bể, người trâu bỏ thế thì cứ tự đi mà tìm. Không có phụ thân Hán Diễm nhà ngươi, nếu ngươi không phải là thiếu chủ thì chắc đã bị đánh chết 800 lần rồi. Không vội. Chúng ta không vội. Minh vệ lại càng ăn ý với nhau hơn, lẽ ra đang nghiêm túc tìm kiếm, nghe lời Hán Triều nói xong thì chẳng thèm đi nữa, vừa tìm vừa tán gẫu với nhau, trông chẳng khác gì đang tản bộ, tất cả đều là những người tàn nhẫn ăn nằm trên chiến trường, không thể lọt tai mấy lời gào thét đó. Mắng bọn ta á? Thế thì ngươi cứ thong thả ở đó mà chờ đi. Khỏi cần phải nói, bọn họ càng lười biếng thì Triệu Bân lại càng có nhiều thời gian để thở dốc hơn. Mỗi lần có nguy cơ thì hắn lại càng chuyên nghiệp, từng lá bùa được vẽ đều được dồn lại, đến lúc quan trọng có thể cứu lấy mạng sống. Màn đêm dài dằng dặc lặng lẽ trôi qua. Sắc trời ngày càng sáng, vẫn không thể tìm thấy Triệu Bân. Tất cả đều là do đám minh vệ, nói là tìm người chứ thật ra nó giống đi dạo trên đường hơn, những lời Hán Triều nói tối qua khiến họ khó chịu nên làm việc chẳng có chút tích cực nào. Càng là như thế thì Hán Triều càng muốn chửi má nó. Tiện thể đá một cú, cả Triệu Bân cũng bị mắng từ trên xuống dưới, mẹ nó ngươi chẳng khác gì con rùa rụt đầu. Nhiều người như vậy tìm suốt cả một đêm nhưng vẫn không thể tìm thấy, con mẹ nó ngươi cứ trốn tiếp đi, đừng để lão tử bắt được. Hắt xì. Triệu Bân hắt hơi một cái, có thể thấy ai đó đang mắng mình. Minh vệ tìm suốt một đêm, Hán Triều cũng mắng suốt cả đêm, hắn vẽ cũng hết đêm, nhìn trên bàn, hết lá bùa nổ này đến lá bùa nổ khác. Nhìn thôi cũng thấy sướng, thành quả cả đêm đều nằm đây, bấy giờ chúng xông vào cũng có thể đánh ra ngoài được. Đang vẽ thì chợt thấy một luồng sáng vàng hiện lên. Hôm nay Nguyệt Thần tâm trạng không đến nỗi tệ nên truyền lại một bộ bí pháp. Nói chính xác hơn là bùa lơ lửng. Tú Nhi, càng ngày càng hiểu chuyện hơn rồi. Triệu Bân cười hà hà, một bộ não làm hai việc, vừa vẽ bùa vừa tìm hiểu. Bùa chú tiếp theo được vẽ chính là bùa lơ lửng. Ai bắt được Triệu Bân, tiền thưởng 5 vạn. Bên ngoài kết giới, lời Hán Diễm nói lan truyền khắp thành Thương Lang, nhi tử bảo bối nhà lão ta lại bị dân chúng mắng từ trên mắng xuống, binh vệ thì vờ ngớ ngẩn cho qua chuyện, chẳng có kẻ nào làm việc đàng hoàng, thế thì dùng chút tiền thưởng để kích thích đám vệ binh là được. Nói thế mới giống tiếng người chứ. Hai mắt của tất cả binh vệ thủ thành đều sáng lên. Cái gì mà thành chủ với thiếu chủ, cút hết mẹ nó đi. Chẳng hề có chút lợi ích thực tế nào như bạc, chỉ cần có tiền thì mắng mỏ mỗi ngày bọn ta cũng nghe. Có thấy hắn đâu không? Dám lớn gan che giấu Triệu Bân, giết không tha. Tìm ra cho ta. Một ngày vây bắt mới, tình hình lại càng nghiêm trọng. Có tiền thưởng để dùng, binh vệ cả thành đều lên tinh thần. Phủ thành chủ, Hán Diễm đã pha được một ấm trà ngon, vẻ mặt nhàn nhã. Chỉ cần Triệu Bân vẫn còn trong thành thì sẽ không chạy đi đâu được. Thấy Hán Triều có vẻ rất bực tức, vội vã muốn bắt bằng được Triệu Bân, nếu không có phụ thân ở đây chắc hắn ta lại chạy ra ngoài lớn họng mắng rồi. Không thể kiềm chế được cảm xúc thì sao làm nên đại sự. Hán Triều lại khá là ngoan ngoãn, trước mặt phụ thân mình, cái gì nên bớt thì phải bớt. Cần tuân phụ thân dạy bảo,
vi phụ đã sắp xếp hết rồi, qua một khoảng thời gian nữa sẽ đưa người đến Thiên Tông. Thiên Tông, mắt hắn chiều sáng lên, thánh địa tu luyện của môn phái duy nhất trong nước Đại Hạ không phải chỗ mà ai muốn vào cũng có thể vào được. Vào được Thiên Tông là niềm vinh dự vô cùng to lớn và cũng là sự tượng trưng cho thân phận, bất kể đi đến đâu cũng đều được mọi người chú ý. Mẹ kiếp, thế này là muốn lên hương luôn rồi. Phấn khích, tên này rất phấn khích, cơn tức giận đã lập tức giảm đi một nửa. Phù. Trong phòng, Triệu Bân thở ra một ngụm khí đục ngầu, cuối cùng hắn cũng đặt bút bùa xuống. Quạc. Sau đó thì liền nghe thấy tiếng đại bằng kêu lên, nó lại được triệu hồi. Triệu Bân vuốt nhẹ cằm, đi một vòng quanh đại bằng, chốc chốc lại còn đưa tay ra, bóp nhẹ lên cánh của nó. Nhớ năm xưa, ở bên ngoài thành Thương Lang, một mình nó đã tông đổ ba con huyết ưng cảnh giới huyền dương, phong độ khí phách biết là bao. Đúng thật là kỳ lạ. Triệu Bân lẩm bẩm, nhìn rồi lại nhìn. Đại bằng của hiện tại đã khác với trước đây, lông của nó đã có thêm màu vàng kim, còn cả huyết mạch của nó nữa, ẩn chứa uy áp bên trong, luôn phóng ra trong vô tình, dù là chủ nhân của nó hắn đây cũng cảm thấy áp lực, là cảm giác đè nén bởi huyết mạch. Lấy một giọt máu của nó. Nguyệt thần đang giả vờ ngủ đột ngột lên tiếng. Triệu Bân thấy hơi thắc mắc, nhưng vẫn cứ làm theo. Máu của đại bằng không có màu đỏ mà hơi nhuốm vàng, chắc đó là nguyên nhân của sự niết bàn, mà máu của đại bằng cánh vàng thật sự thì lại có màu vàng thuần khiết. Sau đó thì sao? Triệu Bân liếc nhìn Nguyệt thần một cái, chắc không đơn giản chỉ là lấy máu thôi nhỉ? Nguyệt thần không nói gì, cũng không mở mắt mà cô ta chỉ nhẹ nhàng hít một hơi. Cô ta không hít thở gấp, máu đại bằng trên lòng bàn tay của Triệu Bân biến thành một tia khói đen, bay vào hốc mũi của hắn, tiến thẳng vào trong ý thức của hắn và được Nguyệt thần hít vào cơ thể. Còn có chiêu này nữa sao? Triệu Bân chau mày, biểu cảm hơi kỳ lạ. Có điều, khi nghĩ lại thì hắn đã hiểu ra, Nguyệt thần có thể dùng miệng của hắn để nói chuyện thì đương nhiên cũng có thể dùng mũi của hắn để hít, máu đại bằng đã được cô ta hấp thụ. Không đủ. Nguyệt thần than vãn một tiếng rồi lại ngủ thiếp đi. Triệu Bân khẽ vuốt cằm, dường như đã hiểu được ý của cô ta, chắc là Nguyệt thần muốn mượn máu của đại bằng để bổ sung lực hồn của mình, tiếc là đại bằng này lại không có huyết mạch thuần khiết, tinh túy trong máu của nó vẫn còn đang bị kiềm hãm, không có tác dụng gì với Nguyệt thần. Quạc! Đại bằng thân mật, cọ tới cọ lui cái đầu đầy lông của mình lên người Triệu Bân. Nó cũng chỉ cư xử như vậy với hắn. Nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn nó đã nổi điên lên rồi. Đi với ta sẽ có tiền đồ. Triệu Bân đưa tay ra, vuốt nhẹ lên người đại bằng. Đợi ngày nào đó, khi đại bằng thức tỉnh hoàn toàn thì lúc đó mới thật sự kinh thiên động địa. Khi màn đêm buông xuống, hắn mới cho đại bằng rời khỏi. Còn hắn thì lại cầm bút bùa lên lại, chăm chú vẽ bùa. Soát, lục soát từng nhà một cho ta. Tiếng hét bên ngoài càng lúc càng gần. Theo Triệu Bân thấy thì không bao lâu nữa họ sẽ tìm đến đây thôi. Bụp. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, cửa nhà hắn đã bị đạp bung ra, hai ba binh vệ xông vào trong, rõ ràng là những chiến sĩ từng ra trận chiến đấu nhưng bây giờ lại trông rất giống mấy tên cướp bóc vậy. Người bên trong mau ra đây. Binh vệ chỉ vào trong nhà, hét lớn lên, vì là buổi tối nên có thể nhìn thấy được bóng người đang cầm bút qua cửa sổ. Không biết là đang viết chữ hay là đang vẽ tranh. Một lúc lâu sau, vẫn không thấy hồi âm. Minh vệ nhìn vào mắt nhau rồi cùng tiến về trước, cứ muốn ép bọn ta dùng biện pháp mạnh à. Đột nhiên, lúc vừa mới đến trước cửa phòng thì họ liền gặp phải một luồng khí thế tuôn ra từ trong phòng. Thiên, thiên võ. Minh vệ đột nhiên mặt mày biến sắc, bước chân lảo đảo, liên tục lùi về sau. Họ không thể nào nhận nhầm được. Luồng khí thế đáng sợ trước đó nhất định là uy áp của cảnh giới thiên võ. Sao có thể? Một thành Thương Lang nhỏ bé mà lại có người cảnh giới thiên võ sao? Tiền bối tha tội. Minh vệ hoảng loạn bò dưới đất, cả người run lên. Cảnh giới thiên võ đấy, nếu muốn giết bọn họ thì người ta chỉ cần một ngón tay thôi. Đúng là xui tận mạng, đi tìm người để kiếm tiền thưởng mà lại đụng phải thứ dữ. Cút! Triệu Bân lạnh lùng nói, giọng nói bình thản nhưng nó lại như sấm sét khi lọt vào tay binh vệ, chỉ có một chữ nhẹ nhàng thôi mà như có uy lực có thể hủy diệt tinh thần của con người.
Minh vệ mừng rỡ nhanh chân bỏ chạy. Hắn rất chuyên nghiệp trong việc hù dọa người khác. Triệu Bân tiếp tục vẽ bùa, đấy chỉ là binh sĩ tép diêu, đại tướng vẫn còn ở phía sau. Người gọi là đại tướng là chỉ Hán Diễm. Quả nhiên, chưa tới một khắc sau thì đã nghe thấy tiếng gió xào xạc. Hán Diễm đã đến, vuốt mồ hôi suốt dọc đường, lão ta nghe thuộc hạ báo lại thì vô cùng kinh ngạc, sao Thành Thương Lang lại có cao thủ cảnh giới thiên võ? Là người đã đi ra từ hang động Quỷ Minh sao? Nếu không phải thì người đó từ đâu mà đến? Và đến được bao lâu rồi? Vị tiền bối đó đã biết được bao nhiêu về những hành động trong mấy năm nay của mình? Đến bây giờ lão ta vẫn thấy mơ hồ. Hoặc cũng có thể nói là lão ta đang lơ ngơ. Không thể tìm thấy Triệu Bân nhưng lão ta lại tìm được một nhân vật lớn. Mẹ nó, thú vị gớm đấy. Niềm vui bất ngờ này cũng bất ngờ quá rồi đấy. Đi cùng với lão ta còn có quản gia của thành chủ, tim lão ta cũng đập thình thịch. Vãn bối Hán Diễm, xin chào tiền bối. Hán Diễm tiến về trước, lúc còn cách cửa rất xa thì đã đứng lại, chắp tay hành lễ. Khí thế của thành chủ Thành Thương Lang cũng lớn thật. Triệu Bân lạnh lùng nói với giọng già nua, bút vẽ bùa trong tay dừng lại, người không biết nhìn từ bên ngoài vào thì còn tưởng hắn đang đứng đó vẽ tranh nữa. Lời lẽ của hắn vẫn bình thản, thế nhưng lại cùng cộng hưởng với võ hồn, thêm một chút uy áp thiên võ. Vậy là đủ rồi, đủ để hù họa Hán Diễm rồi. Vốn dĩ hắn còn muốn nói thêm câu nữa Triệu Bân là đồ đệ của ta. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hay là thôi vậy. Đồ đệ không thể nhẫn lung tung được, nếu bị Hán Diễm vạch trần thì không chừng còn sẽ chọc đến cao thủ cấp thiên võ thật sự, chẳng hạn như Đại Hạ Hồng Uyên. Vậy thì hắn sẽ gì vào thế khó rồi. Không cẩn thận còn có khả năng bị tiêu diệt nữa, đó cũng là lý do mà đến nay hắn vẫn không dám công khai với thế giới, động đến cấp thiên về thì chuyện gì cũng phải cẩn thận. Chúng vãn bối vô tình đã làm phiền đến tiền bối. Hán Diễm lại chắp tay, mồ hôi lạnh rơi liên tục, lão ta không dám thở mạnh. Triệu Bân không nói gì, chỉ nhàn nhã vẽ bùa. Trong một vài tình huống, sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh, cao thủ thiên võ không nói chuyện, không khí như muốn đông đặc khiến Hán Diễm không dám động đậy. Ta nên đi hay là nên đứng ở đó đây? Tiền bối cũng nên ra lệnh đi chứ. Hán Diễm không dám lên tiếng, chỉ sợ họa từ miệng mà ra. Cao thủ thiên võ mà, toàn là mấy ông lớn thôi, hơn nữa tính khí cũng rất kỳ quặc. Ngươi, có biết tội không? Một lúc lâu sau mới nghe Triệu Bân lên tiếng. Tên này rất biết tạo khí thế cho mình, chỉ có mấy chữ mà đã có đầy uy nghi và sự lạnh lùng, nếu đã muốn hù dọa thì phải ra oai phủ đầu trước. Nói thật, hắn cũng không hề biết Hán Diễm có tội gì. Chuyện này thì để Hán Diễm tự nói thôi. Những người làm thành chủ, bao gồm cả Yên Thiên Phong, Dương Hùng, và cả thành chủ thành Xích Dương, có ai tay chân sạch sẽ đâu. Chẳng qua là làm đến mức độ nào thôi. Với những người thế này thì bắt ai là chúng nấy. Nói chứ, câu nói đó của hắn thật sự đã khiến Hán Diễm sợ khiếp vía, quỳ xuống đất một cái rầm. Tiền bối tha tội. Mặt Hán Diễm trắng bệch, nỗi sợ toát ra từ tận sâu trong linh hồn. Đúng là lão ta đã gây ra không ít tội ác. Mấy năm nay, lão ta làm thành chủ cũng đã tham ô không ít, đã phạm không ít lỗi lầm, chỉ là không biết rốt cuộc người bên trong đó đã biết được bao nhiêu. Có điều, bây giờ, người đó biết được bao nhiêu cũng không quan trọng nữa vì tội nào cũng đủ để hắn mất mạng. Hơn nữa, cấp thiên võ giết người mà còn cần lý do sao? Không chỉ có lão ta quỳ xuống, quản gia của thành chủ cũng quỳ xuống theo. Nếu cấp thiên võ thật sự hỏi tội, Hán Diễm không thoát được thì ông ta cũng không thoát được. Ngươi biết tội chưa? Tiền bối thứ tội. Nói xong một câu, tiểu viện lại trở nên tĩnh lặng. Hoặc là nói, chính là Triệu Bân cố tình im lặng, chỉ lấy bút chấm mực, lẳng lặng vẽ bùa. Yên lặng cũng chính là một loại uy hiếp rất đáng sợ. Hán Diễm sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Quản gia bên cạnh thành chủ cũng toát mồ hôi lạnh, không dám động đậy. Thứ mà Triệu Bân muốn chính là bầu không khí này. Vẫn là câu nói kia, các người đã phạm vào tội gì thì cứ tự mình nghĩ lại đi. Điều đó khiến cho Hán Diễm bị một phen lúng túng. Chuyện gì đã chọc đến vị bên trong kia vậy? Hay là nói, ngày thường chuyện khuất tất mà lão ta làm quá nhiều, cho nên hôm nay mới bị bắt đằng chui. Đối phương không nói rõ,
lão ta cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao thì, lão ta cũng có tội. Đêm dần sâu, bầu không khí tĩnh lặng càng lúc càng trở nên đáng sợ. Đối với Triệu Bân mà nói, ánh trăng tối nay rất đẹp. Còn đối với Hán Diễm mà nói, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cho lão ta cảm thấy lạnh như băng, mỗi một cái chớp mắt đều khiến cho lão ta cảm thấy đau khổ, một lần quỳ xuống này chẳng khác nào đang quỳ xuống trước quỷ môn quan, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ném vào cửu u tăm tối. Ngài, xin ngài hãy nói gì đó đi chứ. Lão ta tự nhủ, cho dù đó chỉ là hy vọng xa vời, nhưng nếu như vị trong kia còn không lên tiếng thì lão ta sẽ vỡ tim mà chết mất. Ngươi biết tội chưa? Trải qua hồi lâu yên lặng, cuối cùng Triệu Bân mới lên tiếng lần nữa. Biết tội, vãn bối biết tội. Vậy ngươi trở về tự viết ra tội trạng của mình đi, ngày mai mang tới gặp lão phu. Viết, vãn bối quay về nhất định sẽ viết. Hán Diễm như được đại xá, cảm kích đến mức rơi nước mắt. Phải cảm kích đến mức rơi nước mắt là đúng rồi. Đó là bởi vì trong lời nói của Triệu Bân đã có ý tứ bắc cho lão ta một bậc thang để leo xuống, thân là thành chủ một thành, làm sao lão ta có thể không nghe ra được. Đã hiểu được ý tứ, tất nhiên lão ta sẽ ngoan ngoãn làm theo. Ngày mai lúc tới đây nộp lên bảng tội trạng của mình, lão ta còn phải thuận tiện nộp lên thứ khác, ví dụ như vàng bạc hay đan dược. Để có thể khiến cho lão tiền bối vui vẻ, cho dù lão ta có phải bỏ ra thứ gì thì cũng không thành vấn đề. Hán Diễm đã rời đi. Quản gia của thành chủ cũng rời đi, rất cung kính lui ra ngoài. Lúc ra tới cổng, cả hai người đều không thể bước đi vững vàng được, suýt chút nữa là đã ngã, rõ ràng là bọn họ chỉ đi vào một tiểu viện, nhưng lại có cảm giác như mình mới vừa dạo qua địa ngục một lượt vậy, đều bị dọa đến mơ mơ hồ hồ. Vị kia là cảnh giới thiên võ thứ thiệt, muốn tiêu diệt bọn họ thì chỉ cần một bạt tai quạt xuống. Tú Nhi, có phải ta nói chuyện càng lúc càng thông minh hay không? Triệu Bân vừa nói vừa vuốt tóc lên, nét mặt vô cùng tự mãn. Nguyệt Thần không đáp, chỉ liếc hắn một cái. Cái tên nhóc này, lá gan càng ngày càng lớn rồi, ở địa bàn của người ta mà cũng dám làm như vậy. Trong hiểm nguy tìm được một con đường làm giàu. Giờ chỉ cần ngồi chờ thu bảo bối thôi. Triệu Bân lại tiếp tục vẽ bùa, không ngừng cười ha hả. Đi ra ngoài một chuyến lại ngẫu nhiên bắt được một lão thành chủ lắm tiền, hắn chắc chắn phải bẫy lão ta rồi. Chỉ cần bẫy được Hán Diễm một lần, thì tiết kiệm cho hắn phải phấn đấu hơn mấy năm ấy chứ. Cảnh giới thiên võ, ở đâu ra cảnh giới thiên võ vậy? Trên đường quay về, sắc mặt của Hán Diễm vẫn ảm đạm như cũ, Triều Long Đại Hạ cũng chỉ có vài người đạt tới cảnh giới thiên võ, sao lại đúng lúc để cho lão ta đụng phải một người chứ? Vừa bước vào đã hỏi tội thành chủ, người đó là một người thuộc hoàng tộc có cảnh giới thiên võ sao? Quản gia của thành chủ trầm ngâm, dò xét nhìn về phía Hán Diễm. Có thể. Hán Diễm hít sâu một hơi. Suy đoán này rất đáng tin. Lão ta không chỉ là thành chủ thành Thương Lang mà còn là bề tôi của Triều Long Đại Hạ, vị tiền bối đó nếu như thật sự là người của hoàng tộc, thì 8-9 phần là đang cải trang vi hành. Bất kể là vị đó đại diện cho hoàng thượng hay đại diện cho hoàng tộc, trước mắt có bề tôi phạm tội, ra tay áp chế cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, người có địa vị như vậy thì cho dù muốn tiêu diệt lão ta cũng không cần phải xin phép hoàng đế trước. Cũng còn may, vị tiền bối đó tuy có tính tình cổ quái, nhưng cũng không phải là quá mức cứng nhắc. Tiền bối bảo lão ta nộp lên tội trạng, đó chính là dấu hiệu tốt nhất để chứng minh. Tiền bối đơn giản chỉ muốn nhìn thử xem lão ta có hiểu chuyện hay không, có biết cách làm đẹp lòng tiền bối hay không, nếu như có thể làm đẹp lòng tiền bối thì mọi chuyện xem như ổn thỏa. Đại hạ Hồng Nguyên, quản gia lại nhìn Hán Diễm. Nếu là người của hoàng tộc, thì nhất định là vị đó. Hán Diễm lau mồ hôi lạnh, hoàng tộc có hai vị cảnh giới thiên võ, một nam một nữ, chuyện này toàn bộ đại hạ ai cũng biết, vị tối nay hiển nhiên là một nam tiền bối. Nếu nói người đó không phải là đại hạ Hồng Nguyên đệ nhất thiên hạ thì quỷ cũng không tin. Nói chuyện một chút, cả hai người liền cảm thấy chắc chắn. Bởi vì chắc chắn, nên hai người đi đứng mới càng loạng choạng, trái tim nhỏ bé như nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực. Dùng tiền giải hạn. Quản gia của thành chủ nói, cũng lau mồ hôi lạnh. Chuyện này cấm truyền ra ngoài. Hán Diễm trầm giọng nói một lời, nhịp bước sau đó tăng nhanh.
Quản gia vội vàng đuổi theo, tự biết mình nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Đêm nay, vệ binh trong thành cũng yên ắng. Thành chủ đã ra lệnh, bất kỳ ai cũng không được đến gần tiểu viện kia. Về phần thiếu chủ Triệu gia thì vẫn phải tiếp tục tìm kiếm, nhưng phải tìm kiếm trong bí mật. Đêm nay, phủ thành chủ cũng đủ náo nhiệt. Hán Diễm như ngồi trên đống lửa, đích thân đến kho bạc nhà mình chú tâm chọn bảo bối. Phải tặng cho vị tiền bối kia thứ tốt nhất. Chuyện này liên quan đến tính mạng, không thể lơ là. Trong tiểu viện, Triệu Bân đã khoanh chân ngồi xuống, cầm kim chỉ vá lại túi càn khôn, phải vá nó kín lại thì ngày mai mới có thể chứa được bảo bối. Người đứng đầu một thành nhất định là có không ít tiền tài, lừa được bao nhiêu thì lừa, sau đó nhanh chân chuồn đi là được. Trời cao hoàng đế xa, chỉ có quỷ mới biết ai là ai. Hắn cũng chẳng hề lo lắng về những kẻ đang tìm kiếm hắn ở bên ngoài. Tiểu viện này đã trở thành nơi an toàn nhất trong thành, có cho vệ binh 10 lá gan thì bọn họ cũng không dám lục soát nơi này, cho nên mới nói, Nguyệt Thần truyền cho hắn thuật dọa người là rất chính xác, khí thế cảnh giới thiên võ đã cứu được hắn không ít lần. Tối nay cũng chưa thấy Hán Triều nhảy ra la lối. Chắc Hán Diễm đã có dặn dò rồi, hơn nữa còn là hạ lệnh cấm, chọc vào người khác không sao, chứ chọc vào cảnh giới thiên võ thì bất cứ lúc nào cũng có thể xuống Diêm Vương Điện báo cáo. Ở đâu ra cảnh giới thiên võ? Không biết Hán Triều đã lẩm bẩm câu này bao nhiêu lần, lúc vừa nghe thấy tin này hắn ta quả thật đã sợ hết hồn, toàn thân rét run, cũng may là hắn ta không làm quá. Nếu như không có mắt mà bước vào tiểu viện đó thì chắc chắn hắn ta đã chết rất thảm. Chết tiệt. Sau khi hết bàng hoàng, hắn ta lại rủa thầm trong lòng. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Không ngờ Triệu Bân lại đến thành thương lang của hắn ta. Không ngờ lại còn xuất hiện thêm một vị cảnh giới thiên võ. Chuyện này khiến cho hắn ta không dám manh động, không dám ngang nhiên bắt người. Như vậy. Hiện tại cũng không dễ dàng tìm ra được Triệu Bân. Hắn ta vẫn phải đợi. Trong lòng của Hán Triều vô cùng bực bội, nhưng vẫn phải nín nhịn. Một ngày lặng lẽ trôi qua. Vào đêm thứ hai, Hán Diễm lại đến tiểu viện. Tội trạng đã viết xong rồi, đều là những tội nhỏ tầm thường, cho dù là tội nặng thì nhất định Hồng Uyên cũng không thèm nhìn tới, mấu chốt chính là bảo vật. Tiền bối phải nhận bảo vật thì lão ta mới giữ được mạng. Lão ta bước vào tiểu viện, liền nhìn thấy Triệu Bân đang treo mình trên không trung, người ngã ra sau, chắp tay sau lưng lẳng lặng thưởng thức ánh trăng sáng mờ ảo khiến cho hắn trông như một lão thần minh, tất nhiên ánh sáng mờ ảo phụ họa đều do công pháp tạo ra, còn việc hắn treo giữa không trung như thế được là nhờ vào bùa lơ lửng, người bình thường căn bản không thể nào nhìn ra. Hắn có thể nhìn ra Liễu Sĩ Nguyên dùng bùa lơ lửng bởi vì hắn có thiên nhãn. Hắn treo mình giữa không trung để tạo ra ý cảnh. Tất nhiên, cũng là để đánh lừa Hán Diễm. Quả nhiên, Hán Diễm nhìn thấy cảnh đó liền sửng sốt, không hổ là cảnh giới thiên võ đệ nhất thiên hạ, có thể đứng ở trên không, công pháp mà tiền bối tu luyện nhất định hết sức nghịch thiên. Bái kiến tiền bối. Hán Diễm đứng tại chỗ, cung kính cúi chào. Đáp lại lão ta là một tiếng sấm kinh thiên động địa. Thiên lôi đến quá đột ngột, khiến cho Triệu Bân giật mình, suýt tè cả ra quần. Ngay cả hắn còn giật mình thì huống chi là Hán Diễm, cả thân thể của lão ta run lên bần bật, chủ yếu là vì tinh thần của lão ta vốn đang rất căng thẳng, thiên lôi này đánh xuống cũng quá đúng lúc rồi. Ta đã xem qua thiên tượng, hôm nay không mưa mà. Triệu Bân nhìn lên bầu trời, trong lòng lẩm bẩm. Hắn xem không sai, quả nhiên không có mưa, nhưng có sấm sét. Hắn liền vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Chợt nhìn thấy thiên lôi đã đánh xuống rất gần, Hán Diễm sợ đến thất kinh hồn vía. Thiên lôi đánh trúng thân thể của Triệu Bân lại bị hắn hấp thu, khiến cho lôi tức quanh quẩn bên ngoài thân thể của hắn, phối hợp với võ hồn, lại phóng ra thêm một tia khí tức cảnh giới thiên võ, thể hiện ra uy nghiêm vô thượng. Công pháp này thật bá đạo. Hán Diễm trợn to hai mắt, trong lòng nổi lên sóng gió kinh hoàng. Lão ta tu võ đạo mấy chục năm nay mà đây là lần đầu tiên mới nhìn thấy công pháp bá đạo bậc này, bị thiên lôi đánh chúng chẳng những không hề hấn mà còn có thể hấp thu lôi điện, tiền bối cảnh giới thiên võ quả thật không phải là chuyện đùa. Lão ta càng chắc chắn Triệu Bân chính là Hồng Uyên đệ nhất thiên hạ,
chỉ có vị đó mới có thể sử dụng phương pháp nghịch thiên này. Trời không có mưa, thiên lôi đánh xuống nhanh mà đi cũng nhanh. Tiểu viện lại trở nên yên ắng lạ thường, Hán Diễm vẫn rất cung kính cúi đầu ở phía dưới, Triệu Bân thì vẫn treo người trên không trung, diễn xuất vô cùng nhập tâm. Tiền, tiền bối. Hồi lâu Hán Diễm mới nhỏ giọng gọi một tiếng. Ta thích thanh tĩnh. Lời nói của Triệu Bân đơn giản và lạnh lùng. Bốn chữ này có ngụ ý rất rõ ràng, có vật phẩm thì để xuống đó, còn người thì ra chỗ khác chờ, đừng có mà ở đây làm phiền lão phu đếm bảo bối. Ừm, là ngộ đạo tính tu. Vãn bối cáo lui. Hán Diễm rất biết điều, lẹ làng thi lễ một cái rồi cung kính lui ra, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, Hồng Uyên không hỏi tội của lão ta, cho nên lão ta không cần phải lo lắng đến tính mạng ngàn cân treo sợi tóc của mình nữa. Đã nói mà, chỉ cần làm đẹp lòng lão tiền bối là được. Sau khi Hán Diễm rời đi, Triệu Bân cũng đáp xuống mái hiên. Đêm tịch mịch, Triệu Bân lẹ làng cất giấu bảo bối của Hán Diễm rồi vọt vào phòng. Về phần bảng tội trạng, hắn còn không thèm nhìn lấy một cái, lo ôm bảo bối vẫn thiết thực hơn. Cánh cửa đóng chặt, hắn lại ngồi xếp bằng. Hán Diễm mang tới bảo vật rất đa dạng, ngân phiếu 50 vạn lượng, 3 viên đan 2 vân, cộng thêm một bụi dược liệu chân quý, nói cho đúng, đó là một bụi hoa, hình dáng tựa như hoa sen bị niêm phong, vẫn còn có ánh sáng lóe lên. Tú Nhi, đây là hoa hồn linh. Khóe miệng của Triệu Bân giật giật, lại ôm bụi hoa kia nhìn. Ừ. Nguyệt Thần đáp lại, vô cùng nghiêm túc. Triệu Bân đen mặt lại, rất muốn văng tục. Nếu sớm biết Hán Diễm có hoa hồn linh, thì hắn tội tình gì phải mạo hiểm đi tới hang động quỷ minh, cứ tới thẳng thành thương lang lừa gạt Hán Diễm là được, còn mợ nó, hắn phải trải qua cửu tử nhất sinh mới có thể lấy được hoa hồn linh, tới đây lại dễ dàng được Hán Diễm dâng lên một bụi, càng nghĩ càng cảm thấy nhức nhối, hắn chỉ đi tới cấm địa một đêm mà bảo bối trong túi càn khôn của hắn gần như đã bị phá hủy sạch sẽ. Có hai bụi hoa hồn linh thì cơ hội sống lại sẽ tăng lên rất nhiều. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Phải vậy chứ, trong lòng ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Triệu Bân lại cười, gom ngân phiếu và đan dược lại. Hán Diễm đúng là quá hào phóng, bụi hoa hồn linh này cho dù có tiền cũng không thể nào mua được. Nguyệt Thần tặc lưỡi. Phàm giới nhỏ nhoi lại có tận hai bụi hoa hồn linh, thật con mẹ nó bất ngờ. Đáng giá. Triệu Bân cười ha hả đứng dậy. Hắn lừa gạt thật tài tình. Vèo. Trước khi hắn nhấc chân lên, hắn nhìn thấy một bóng trắng xuyên tường đi vào. Triệu Bân chỉ cảm thấy như trước mặt vừa xuất hiện một bóng ma lướt qua, thì trong phòng liền có thêm một người. Người đó là một thanh niên mặc quần áo trắng trông như thư sinh, không quá cao, dáng người hơi mảnh khảnh, đôi lông mày thanh tú, đặc biệt là đôi mắt trong veo như nước, tựa hồ như không vướng chút bụi trần nào. Có thể thi triển khí tức cảnh giới thiên võ, Triệu gia, Triệu Bân. Quả nhiên phi thường. Thư sinh nhỏ mỉm cười, không hề khách khí liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới, từ khi vào phòng liền đi lại nhìn xung quanh, lúc đi ngang qua bàn còn cầm lên một tách trà, ánh mắt nhàm chán đánh giá khắp nơi. Triệu Bân không nói gì, quan sát tiểu thư sinh từ trên xuống dưới. Mẹ kiếp, cái tên này chui từ đâu ra thế? Thân pháp huyền diệu khiến người ta phải khiếp sợ. Có thể tránh khỏi cảm ứng của Tiểu Linh Châu và sự theo dõi bằng võ hồn của hắn, bước vào đây mà thần không biết, quỷ không hay. Thân pháp như thế, khả năng ẩn núp như thế khiến hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Quan trọng nhất là, đối phương còn biết được thân phận của hắn. Hắn nhìn một lúc thì có một luồng chất lỏng nóng chảy từ mũi ra. Vì hắn có thiên nhãn nên đã vô tình nhìn phải thứ không nên nhìn. Không ngờ tên thư sinh này lại là nữ. Mặc dù là nữ cải trang thành nam nhưng trước thiên nhãn thì không thứ gì che giấu nổi. Cũng chính vì không thứ gì che giấu được nên hắn mới nhìn thấy điều chân thật nhất. Đúng là nhìn xuyên được quần áo, nhưng với hắn thì lại chẳng khác gì là không mặc quần áo, chỉ 2-3 giây thôi mà đã có thể nhìn thấy hết sạch rồi. Không phải cố ý đâu. Ta không cố ý đâu, quỷ mới biết cô là một cô gái. Tiểu thư sinh thấy hắn chảy máu mũi thì nhíu mày. Tên này đã uống nhiều thuốc bổ quá sao? Còn cả ánh mắt đó nữa, sao lại kỳ lạ đến thế? Gái, có gái đẹp. Nguyệt Thần đang ngủ say bỗng ngồi dậy, đôi mắt xinh đẹp sáng lên.
thiên nhãn đúng là món đồ tốt. Bên này, Triệu Bân chỉ lo cúi đầu, lau máu mũi. Mẹ kiếp, lại tạo nghiệp rồi, nửa đêm rồi mà còn có lộc thế này, không ngờ mắt của hắn còn có thể nhìn xuyên thấu, chỉ là không biết những thiên nhãn khác có được năng lực phi thường như vậy không. Hắn lau máu mũi xong thì mới rút kiếm Tử Tiêu ra. Cô gái này biết thân phận của hắn, nếu tiết lộ ra ngoài thì không hay đâu. Đây là Thành Thương Lang, chú ý một chút. Tiểu thư xinh liếc Triệu Bân một cái, cô ta không xem mình là người ngoài, tự tìm chỗ ngồi xuống. Ý trong lời của cô ta rất rõ ràng, với sức của ngươi thì có thể giết chết được ta sao? Câu đó của cô ta không phải là nói khoác. Mà Triệu Bân cũng tự biết sức mình, tiểu thư xinh là cảnh giới huyền dương, theo hắn đoán thì chắc chắn không thua kém Xích Hiên, cũng không phải cấp huyền dương bình thường. Với tu vi như thế thì hắn vẫn có thể giết chết nhưng nhất định sẽ gây ra động tĩnh lớn, vậy sẽ làm kinh động đến những người bên ngoài. Nếu thân phận bị bại lộ thì chỉ có kết cục là chết mà thôi. Ngang nhiên gài người khác như thế đúng là lá gan không nhỏ mà. Tiểu thư xinh mỉm cười nhìn Triệu Bân, xem bộ dạng thì chắc đã biết hán diễm đến tặng bảo bối. Nhà nghèo. Triệu Bân cảm thán. Hắn nói xong còn kèm theo một câu bàn tay ta làm nên tất cả. Tiểu thư sinh đã bật cười bởi câu nói đó của hắn. Sao ngươi lại biết thân phận của ta? Triệu Bân hà một hơi lên kiếm Tử Tiêu rồi dùng ống tay áo lau. Chuyện đó quan trọng sao? Tiểu thư sinh nhún vai. Triệu Bân nghe xong thì thấy cũng có lý, đúng là không quan trọng. Nếu đã nhận ra hắn rồi thì nói những thứ đó đã không còn quan trọng nữa. Có điều, hắn vẫn thấy tò mò, rốt cuộc hắn đã để lộ sơ hở ở đâu. Từ khi đến Thành Thương Lang, hắn cũng chưa từng gặp qua cô ta mà. Lẽ nào ngay từ khi vào thành, hắn đã bị cô ta theo dõi rồi sao? Nếu là như vậy thì tên tiểu thư sinh nữ giả nam này thật sự quá đáng sợ. Triệu Bân ngồi xuống, cuối cùng cũng cất kiếm Tử Tiêu vào. Đến giờ binh vệ vẫn chưa đến, chứng tỏ tiểu thư sinh cũng không tiết lộ thân phận của hắn. Tạm thời hắn vẫn an toàn. Nửa đêm đến đây, chắc không phải là đến để tìm ta nói chuyện phiếm đấy chứ. Có được bảo bối mà không định chia cho ta một nửa sao? Đã từng, có một tình yêu chân thành đặt ở. À! Triệu Bân đang nói thì đột nhiên bụng miệng lại. Là Nguyệt Thần không chịu ngồi yên, câu nói giang dở đó là do cô ta nói ra. Tiểu thư xinh liếc mắt, đánh giá Triệu Bân từ trên xuống dưới. E là đầu óc của tên này không được bình thường rồi, đang nói bảo bối mà, sao lại lật sang chuyện yêu đương. Đừng đùa nữa. Triệu Bân liếc nhìn Nguyệt Thần, chọc cô gái này nổi điên thì chúng ta cũng không cần phải đi nữa. Còn về phần chia bảo bối thì mơ đi. Ông đây bị đuổi đánh suốt dọc đường, vất vả diễn xuất, khó khăn lắm mới lừa được chút bạc, vậy mà cô đến chia một nửa ngon ơ như vậy sao? Ăn hớt tay trên như thế có hợp lý không? Muốn lấy tiền thì không có. Muốn lấy mạng thì, ta sẽ dùng thiên nhãn nhìn cô. Không chia bảo bối cũng được, nhưng phải giúp ta một chuyện. Tiểu thư xinh thu ánh nhìn lại, không biết lấy từ đâu ra một cái gương nhỏ, chỉnh lại tóc tai. Cô ta rất đẹp, dù cho là nữ giả thành nam nhưng cũng vô cùng điển trai, so với cô ta thì Triệu Bân thua kém rất nhiều. Vậy thì còn nghe được. Triệu Bân đưa tay lên, phất tay áo. Động tác của hắn rõ ràng là đang có ý muốn nói chuyện gì. Nói để ta giúp cho. Mượn uy thế thiên võ của ngươi, giúp ta cứu một người. Đối phương có tu vi gì? Địa tạng, đỉnh cao, tiểu thư sinh không giấu giếm. Chuyện này. Triệu Bân sắn tay áo lên, rồi lại từ từ thả xuống lại. Tìm địa tạng đỉnh cao đánh nhau hả? Bị điên rồi sao? Ngươi phải giúp ta, hai con mắt của tiểu thư sinh long lanh. Không giúp được. Nếu ngươi nói như thế thì ta sẽ la lên đó. Lính đánh thuê nhiều lắm mà, người bỏ tiền ra thuê đi, sao lại tìm một tên mới có cảnh giới chân linh như ta? Ai bảo ngươi, có thể diễn ra uy thế của thiên võ chứ? Tiểu thư sinh lại nhún vai, cô ta rất kinh ngạc và tò mò về Triệu Bân, cấp chân linh mà lại có thể ngụy tạo uy áp của thiên võ, trong lịch sử chưa từng có trường hợp nào như thế, chính vì biết bí mật của Triệu Bân nên cô ta mới đến đây lúc nửa đêm. Thay vì tìm một tên lính đánh thuê không đáng tin thì khí thế thiên võ càng có sức đe dọa hơn, vất vả một lần nhưng lại tránh được rắc rối về sau. Chỉ là hù dọa người khác thôi thì cũng không phải lần nào cũng linh nghiệm.
Triệu Bân ho gượng gạo, đấy là lời thật lòng, chẳng hạn như lấn trước, hắn đâu có hù được hai người cảnh giới địa tạng, nếu không có vua Am Nguyệt hỗ trợ thì đã bị đánh thành tương từ lâu rồi. Không cần đánh nhau, hù dọa một chút là được rồi. Ta, cứ coi như ngươi đã đồng ý, sau này ta sẽ đến thành Vong Cổ tìm ngươi. Tiểu thư xinh mỉm cười rồi lại leo tường rời đi. Sau đó, còn có một câu nói vọng lại ta tên Phượng Vũ. Phượng Vũ, tên hay đấy. Triệu Bân vừa nói vừa trùm áo khoác đen lên. Có giúp hay không thì để đó trước đã, vào thời khắc quan trọng này, chuồn là thượng sách. Cô nhóc đó cũng khá lắm. Nguyệt Thần cười tươi, lại nhen nhóm ý định tìm vợ cho đồ đệ mình. Cô ta nhìn ra được thân phận của ta bằng cách nào? Triệu Bân đã ra khỏi cửa, hắn không có thời gian để nói nhảm nhí với Nguyệt Thần, hắn vẫn tò mò về chuyện bị lộ thôi. Cô ta là võ tu cảm giác, lại có thiên phú thần thông. Nguyệt Thần nói ra nguyên nhân, Triệu Bân không biết nhưng cô ta lại biết rất rõ. Từ khi vào thành này, Phượng Vũ đã biết được thân phận của hắn, chỉ có điều đối phương không nói với Hán Diễm mà thôi. Thiên phú thần thông à? Triệu Bân lẩm bẩm, hắn đã từng xem giới thiệu trong huyền môn thiên thư, có một nhóm người đặc biệt đã có thiên phú từ khi sinh ra, là thiên phú thần thông bẩm sinh trời ban mà Phượng Vũ lại thuộc nhóm người đó, đến cả Hán Diễm cũng không nhận ra nhưng cô ta thì lại có thể nhận ra từ sớm. Xem ra sau này tốt hơn nên bất hù dọa người khác lại. Nói không chừng ngày nào đó lại gặp phải người như Phượng Vũ. Đi bên bờ sông nhiều thì cũng sẽ ướt giày, rồi cũng có một ngày hắn bị lật thuyền trong mương thôi. Hắn thuận lợi ra khỏi thành, không có ai ngăn cản. Có uy thế của thiên võ thì sẽ không có ai dám cản. Phù! Sau khi hắn đi, Hán Diễm thở phào, của đi thay người thôi. Chắc là bảo bối của lão ta đã phát huy tác dụng. Cao thủ cảnh giới thiên võ đã không truy cứu tội lỗi của lão ta nữa. Nghĩ đến bảo bối thì lão ta lại thấy tiếc hùi hụi. Bạc là chuyện nhỏ, hết rồi có thể kiếm lại, thứ quý giá là đan dược và hoa hồn linh, đặc biệt là hoa hồn linh đó, thứ ấy là bảo bối có một không hai đấy. Bao nhiêu năm nay lão ta cũng không nỡ dùng đến. Nghĩ thoáng chút đi, ít ra vẫn còn giữ được mạng. Quản gia của phủ thành chủ mỉm cười nói rồi vỗ nhẹ lên Hán Diễm. Câu nói đó rất dễ dùng. Hán Diễm đã thoải mái hơn nhiều, nếu không còn mạng thì hoa hồn linh có tác dụng gì? Đã tìm thấy Triệu Bân chưa? Đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu. Lục soát tiếp, dù có phải đào ba tấc đất lên thì cũng phải tìm ra hắn. Hán Diễm hừng một tiếng lạnh lùng, trước mặt cảnh giới thiên võ, lão ta dạ dạ vâng vâng, nhưng hôm nay thiên võ đi rồi, lời của lão ta lại trở nên uy nghiêm. Lão ta mất nhiều bảo bối như thế. Vậy thì phải kiếm về từ chỗ của Triệu Bân, tên nhóc đó rất giàu có. Mau, mau, mau. Trong đêm khuya, thành Thương Lang lại náo nhiệt, binh vệ nối tiếp nhau từng đoàn. Đáng tiếc là chắc chắn bọn họ không thể tìm thấy. Không chuyên nghiệp lắm. Phượng Vũ nhìn các binh vệ lục soát khắp thành thì ho một tiếng sượng sùng, cô ta đã được Hán Diễm tìm đến từ sớm, chỉ đợi bắt được Triệu Bân là sẽ dùng ngay thuật nhiếp hồn. Nhưng không ngờ cô ta đã gặp Triệu Bân trước, hơn nữa hai người họ còn có thỏa thuận với nhau nữa. Mỗi nhà mỗi cảnh. Cô ta cần Triệu Bân giúp đỡ, cần uy áp thiên võ của Triệu Bân. Đêm đã về khuya. Triệu Bân từ thành đông lén lút ra khỏi thành, độn thổ mà đi. Chạy đến khu rừng bên ngoài thành, hắn mới trồi ra, đứng trên một mỏm núi nhỏ mà ngóng ra xa. Hắn trông thấy nhiều tòa kỵ biết bay lượn vòng trên bầu trời, trên tòa kỵ nào cũng có bóng người đứng sừng sững, ai nấy đều dịch dung cả, đồng thời còn mặc áo đen và bịt mặt. Hắn trông thấy người của đại gia tộc, từng thấy ở thành Vong Cổ. Những kẻ khác, tuy khá lạ mặt, nhưng mục đích chắc hẳn như nhau cả, nhanh chóng giết hắn cho rồi. Nói thế nào nhỉ, không nghe được tin hắn chết, e rằng chúng đi ngủ cũng không yên giấc. Thế nhưng Thương Lang đóng thành. Họ chỉ có thể lượn lờ bên ngoài thôi. Bất chấp đường xa, bầy trận lớn quá. Triệu Bân nhìn thấy mà cảm thán không thôi, vì muốn đập chết hắn mà đám người này chuyên nghiệp ghê. Có kẻ muốn hắn chết, đương nhiên cũng có người mong hắn sống, nhưng hắn chưa thấy Lão Huyền Đạo và đám người kia đâu. Có lẽ họ chưa đến, cũng có thể họ đang ở phía thành tây của Thương Lang. Hắn đoán không sai,
quả thực đám người này đang ở phía thành Tây. Cũng trên một mỏm núi nhỏ, Lão Huyền Đạo, Lão Huyền Không, Lão Mập và Dương Hùng có mặt đầy đủ, biết Triệu Bân đang ở thành Thương Lang nên vội vội vàng vàng chạy tới đây. Đóng thành rồi. Những người khác không vào được, họ cũng không vào được. Cùng là thành chủ như nhau mà có vẻ thể diện của ngươi không đáng mấy đồng. Lão Mập bĩu môi nói với Dương Hùng. Dương Hùng ho khan. Quả thực, thể diện của lão ta không đáng kể gì lắm, từ đó đến nay đã từng có tin Hán Diễm muốn vào thành uống trà không chỉ một lần, thực chất là muốn lôi được Triệu Bân ra ngoài. Lúng túng thay, Hán Diễm không nể mặt, không vào được cổng thành. Lão ta đã dự đoán được điều này từ trước, nguyên do cũng vì quan hệ của lão ta với Hán Diễm chẳng ra sao, nếu là Yên Thiên Phong thì dễ chịu hơn. Ai bảo Triệu Bân chui vào thành Thương Lang, ai bảo Hán Diễm là kẻ có thù tất báo, chịu nể mặt nhau mới lạ. Càng kéo dài thì càng lắm biến động, đừng giấu nữa. Lão Huyền Không chậm rãi lên tiếng, trong lời nói ẩn nhiều hàm ý. Dương Hùng đương nhiên cũng hiểu được, thêm một lá bùa từ trong tay lão ta bay vào thành Thương Lang, trên đó chỉ có một câu, Triệu Bân chính là đồ đệ của Đại Hạ Hồng Nguyên. Vốn không định tiết lộ ra ngoài. Nhưng với cục diện hiện giờ thì nói sớm sẽ tốt hơn, giữ tính mạng là chuyện quan trọng. Động tĩnh lớn thế này, đáng lẽ Hồng Nguyên phải biết rồi mới đúng, chứ Cát Huyền Đạo trầm ngâm hỏi, đến giờ vẫn chưa thấy người này xuất đầu lộ diện, không sợ đồ đệ bị tiêu diệt hay sao? Chắc hẳn là đang bế quan đấy. Lão Mập vuốt chòm râu, thần sắc có vẻ thâm sâu. Giải thích như thế cũng rất hợp lý. Trong thành, Hán Diễm đã nhận được lá bùa của Dương Hùng. Sau khi nhìn xong, lão ta chẳng có biểu cảm gì, tiện tay đưa lá bùa cho quản sự. Triệu Bân là đồ đệ của Hồng Nguyên. Thần thái của viên quản sự cũng chẳng bình thường cho lắm. Hay lắm, tên Dương Hùng này, vì cứu Triệu Bân mà lôi cả Hồng Nguyên ra. Hán Diễm cười khẩy, khẽ chắp tay sau lưng. Có khi là thật đấy. Quản sự búng tay đốt lá bùa. Nếu hắn là đồ đệ của Hồng Nguyên, đâu đến mức chật vật như bây giờ. Hán Diễm cười khẩy thêm lần nữa, một tên võ tu chân linh quèn, mà lại là đồ đệ của Hồng Nguyên. Lừa ai thế hả? Không sai. Lục soát, tiếp tục lục soát. Hán Diễm hô lên đầy kiên quyết, không bắt được Triệu Bân thì không chịu thôi. Đám người bên ngoài thành. Không có mệnh lệnh của ta, không một ai được vào thành. Lời nói của Hán Diễm thể hiện rõ tôn nghiêm và uy thế của thành chủ. Lão ta đang bực đây này, nếu cứ cố đối đầu, lão ta cũng không ngại đại khai sát giới. Đây là thành Thương Lang, đây là địa bàn của lão ta. Triệu Bân, làm con rùa rụt cổ hả? Hán Diễm tức giận, Hán Triều cũng không chịu yên, hắn ta cưỡi trên lưng huyết ưng, liên tục trao liệng trên bầu trời thành Thương Lang. Hắn ta không mắng binh lính nữa mà đổi sang chửi mắng Triệu Bân. Chiêu khích tướng này tuy hơi cùi, nhưng lỡ nó có tác dụng thì sao? Chủ yếu là hắn ta thấy khó ở nên dùng cách này để chút giận. Hắt xì. Trên mỏm núi ngoài thành, Triệu Bân lại hắt hơi thêm lần nữa. Nếu nhìn từ góc độ của Thượng Đế thì chuyện này chỉ là sai lầm ngẫu nhiên, chuyện Dương Hùng biết thì Hán Diễm không biết, chuyện Hán Diễm biết thì Dương Hùng không biết, mà người biết rõ mười mươi là Triệu Bân. Bí mật mà hắn không muốn tiết lộ ra ngoài đã bị Dương Hùng tiết lộ, nhưng nực cười ở chỗ Hán Diễm không tin. Cũng phải trách lão ta, nếu chịu nói sớm thì đâu rắc rối thế này. Lúc này đây, cục diện càng thêm khôi hài. Hán Diễm tìm Triệu Bân khắp nơi, Dương Hùng chỉ biết trơ mắt chờ lão ta thả người, chẳng ai biết Triệu Bân đang ở ngoài thành thưởng thức ánh trăng kìa. Cạc, cạc. Hai tiếng chim ưng kêu vang vọng khắp bầu trời khi có thêm hai con chim to nữa bay sượt qua, hóa ra là hai con diều hâu, tốc độ cực kỳ nhanh. Khi Triệu Bân nhìn sang, diều hâu đã lao qua mỏm núi, bên trái là một thanh niên còn bên phải là một ông lão. Đôi ta đúng là có duyên nhỉ. Đôi mắt Triệu Bân lóe sáng, nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên kia. Là một người quen, Hoa Dương. Ngày đó, ở phủ thành chủ, chính gã đã dùng kim châm tẩm độc định ám sát hắn. Không ngờ tên này cũng chạy tới đây hóng chuyện. Có lẽ vì phát giác ra ai đó đang nhìn trộm nên Hoa Dương liếc mắt nhìn sang. Một trên một dưới, bốn mắt nhìn nhau. Đánh không lại. Chỉ mất một thoáng chốc, Triệu Bân đã quay người trốn luôn. Không phải hắn không đánh lại Hoa Dương, mà là không đánh lại ông già đi cùng Hoa Dương,
vì người ta là cao thủ địa tạng hàng thật, nếu bị bắt gọn thì đừng hòng đi đâu nữa. Bóng lưng quen ghê. Hoa Dương lầm bầm, đôi mắt gần như nheo thành một đường thẳng. Nhưng đến tận khi Triệu Bân biến mất trong bóng đêm, gã vẫn không nhớ ra đây là ai. Cứ từ từ mà tìm, ta trốn trước nhé. Triệu Bân dùng hai lá bùa tốc hành, chạy thẳng về thành Vong Cổ. Nhưng hắn không dám mượn sức đại bằng để bay lên trời nữa, thông linh thú của hắn có diện mạo quá nổi bật, rất dễ bị nhận ra, chuyện này từng có ví dụ tàn khốc luôn. Còn về Chư Cát Huyền Đạo và mấy người kia, hắn không chắc chắn họ đã đến hay chưa, cũng không biết họ đang ở đâu, quả thực không dễ tìm. Vì thế, hắn về thành Vong Cổ trước mới là chính đạo. Sau đó, hắn truyền tin ra ngoài, ai cũng sẽ nhanh chóng về nhà thôi. Nhân vật chính đi rồi nhưng kịch hay còn chưa mở màn, càng lúc càng có thêm người chạy tới, người của đại gia tộc, các thế lực đối đầu với Triệu gia, La Sinh Môn, Huyết Hy Môn. Có thể nói là ngư long hỗn tạp, giống như Triệu Bân từng nói, hắn không chết thì những người này không ngủ nổi. Một võ tu cảnh giới chân linh mà lôi ra được nhiều người thế. Lão Huyền Đạo đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ riêng bề ngoài thì trận địa này đã đủ hoành tráng rồi, sau lưng không biết còn giấu rất nhiều nữa, đến cả một cao thủ địa tạng như ông ta còn thấy hơi rén. Lúc này đây, nếu Hán Diễm thả Triệu Bân ra, chỉ dựa vào mấy người như ông ta thì không thể bảo vệ được, trừ phi lại lôi tên tuổi Hồng Nguyên ra hù dọa. Tu vi rõ thấp mà tiềm lực thì đáng sợ thật. Lão Huyền không vuốt chòm râu, nói một câu thôi đã trúng trọng tâm rồi. Lúc này Triệu Bân không tạo ra được uy hiếp gì, chứ nếu cho hắn thêm mười mấy 20 năm nữa, e rằng không ai có thể trấn áp được. Bóp chết thiên tài phải làm ngay từ trong trứng nước, từ xưa đã vậy rồi. Ra rồi, thể diện cũng không dùng được nữa. Lão mập thờ dài một tiếng, dù sao ông ta cũng là người của Thiên Tông, sao Hán Diễm không nể mặt chứ? Nghĩ cũng phải, Hán Diễm cũng có chống lưng, nếu không cũng sẽ không cứng rắn như vậy. Kể ra thì chống lưng của Hán Diễm to hơn Dương Hùng hay Yên Thiên Phong rất nhiều. Xoạt, xoạt. Dưới ánh trăng, Triệu Bân như một bóng đen xuyên qua rừng cây. Trên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua một vài tòa kỵ biết bay, tất cả hướng về phía thành Thương Lang. Khi ngang qua rừng cây, không ít người từng ghé mắt nhìn xuống vì thắc mắc có phải ai đó đang luồn lách ở bên dưới. Đã vậy tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm tích. Đừng nhìn nữa. Tới thành Thương Lang thôi. Đợi khi thu hồi tầm mắt, từng con tỏa kỵ lại sải cánh bay cao. Hiếm người để ý tới bên dưới. Càng không biết rằng người ở bên dưới là Triệu Bân của Triệu gia. Triệu Bân chạy trốn không ngừng nghỉ, cũng từng có vài lần ngẩng đầu lên. Hắn có thiên nhãn, thị lực cực tốt, trong số những kẻ ngang qua có vài người mà hắn biết, từng đối đầu với Triệu gia, thế nên chúng tới thành Thương Lang không phải để ngao du sơn thủy đâu. Khi ngang qua một tảng đá lớn, hắn khẽ một tiếng, vô thức quay đầu nhìn lại. Từ đằng xa, hắn trông thấy một bóng đen, nói cho chính xác hơn, là một con diều hâu. Đứng trên lưng diều hâu chính là Hoa Dương. Có vẻ như Hoa Dương đã nhớ ra bóng dáng quen thuộc kia là của ai rồi. Triệu Bân dừng lại, hắn cũng cười, cười rất vui vẻ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa. Thế nào ấy nhỉ, ngươi tự đâm đầu vào. Trước đó không xử lý ngươi là vì tình cảnh không phù hợp. Bây giờ hả, chúng ta phải tính sổ rồi, ám sát ta sẽ phải trả giá đắt đấy. Nghĩ như vậy, hắn nấp sau tảng đá, lặng lẽ đợi Hoa Dương bay tới. Tú Nhi, cao thủ địa tạng kia có đi cùng không? Cứ yên tâm mà đánh. Nguyệt Thần chẳng buồn mở mắt, chỉ lười nhác trả lời đúng một câu này là đủ rồi. Hiểu ngay. Triệu Bân mỉm cười, có thể đoán ra được chút tâm tư của Hoa Dương. Triệu Bân này là một bảo bối đó nha. Tất nhiên, Hoa Dương sẽ không muốn chia sẻ cùng người khác, ví dụ như với lão già đi cùng đường với gã. Nói thẳng ra, tên này muốn độc chiếm chiến lợi phẩm, nên mới một mình đuổi theo. Như thế thì rất hợp ý của hắn. Đâu mất rồi. Hoa Dương đã đến, gã đứng trên lưng diều hâu. Cố gắng liếc mắt nhìn xuống dưới. Mấy giây trước còn loáng thoáng thấy bóng dáng Triệu Bân. Đến chỗ này thì không thấy đâu nữa. Keng. Tiếng kiếm gầm đột nhiên vang lên, một tia sáng màu tím chợt xuất hiện. Là kiếm Tử Tiêu.
Triệu Bân dùng võ hồn ngự kiếm, chém xuống từ trên cao. Ta đã bảo mà. Khóe miệng Hoa Dương khẽ nhếch lên, lập tức giơ tay. Định. Không đợi gã tung trưởng đã thấy Triệu Bân khẽ quát một tiếng, hắn vừa ngự kiếm vừa dùng chú định thân, nhắm thẳng vào tòa kỵ của Hoa Dương, nhất định phải đánh cho gã rơi xuống. Cạc. Con diều hâu đang giang cánh bỗng khựng lại. Nó khựng lại trong giây lát cũng không sao, nhưng Hoa Dương không đứng vững nên cắm đầu ngã xuống, cùng lúc đó, kiếm Tử Tiêu cũng lao tới, đâm xuyên qua con diều hâu. Chết tiệt! Hoa Dương vẫn đang ngã giữa không trung hừ một tiếng. Mẹ kiếp, không kịp trở tay. Keng, keng, keng! Triệu Bân cũng không rảnh tay, hắn ném ra mười mấy thanh phi đao, bên trên gắn đầy bùa nổ. Đứng cao quá chưa chắc đã là chuyện tốt. Hoa Dương chưa kịp tiếp đất chính là một cái bia ngắm sống sờ sờ. Mười mấy lá bùa nổ, nổ cho ngươi banh xác luôn. Nhưng điều lạ lùng là bùa không nổ. Nói cho đúng hơn, trên người Hoa Dương có ấn chú chống nổ. Cũng rất đặc biệt nhỉ, Triệu Bân cảm thán. Đệ tử của Thiên Tông quả nhiên không phải chỉ để nói chơi. Uỳnh. Hoa Dương cuối cùng cũng tiếp đất, nhưng gã không ngốc. Ngay trước khi tiếp đất đã vung một chưởng vào nền đất, dùng phản lực của chưởng này để hóa giải tình thế rơi xuống, nếu không, chắc chắn gã sẽ ngã đến tàn phế. Phụt! Theo sau gã là con diều hâu kia, ngã xuống đất mà máu me lênh láng. Hoa huynh, đã lâu không gặp. Triệu Bân cười tươi hơn hớn, chậm rãi bước ra. Triệu Bân, đúng là đã đánh giá ngươi hơi thấp rồi. Hoa Dương nhếch môi. Tuy ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt, nhưng câu nói này cũng xuất phát từ tận đáy lòng. Thương lang đã đóng thành mà Triệu Bân vẫn chạy ra ngoài được, không chỉ khiến gã bất ngờ mà còn khiến gã mừng thầm, bởi vì Triệu Bân đúng là một bảo bối. Nếu bắt được, chắc chắn sẽ bới ra được không ít thứ hay ho, đã vậy còn không ai tranh giành với gã. Chiến lợi phẩm mà, nuốt trọn vẫn tốt hơn. Cảnh giới chân linh đạt đỉnh đối đầu với võ tu chân linh tầng 5, gã có lý nào để thua? Thù mới hận cũ, hãy thanh toán một lần đi. Triệu Bân cười nói, hắn cũng muốn xem thử đệ tử Thiên Tông có bản lĩnh gì. Được. Hoa Dương cười lớn, gã dậm chân một cái, từng tấc đất dưới chân liền biến thành hàn băng, ngay cả đá cuội, cỏ cây, đầm nước cũng đều bị hàn băng bao trùm, sau đó nát thành từng mảnh vụn. Chân lực hàn băng. Triệu Bân nhíu mày, dường như đã nhận ra. Thành thật mà nói. Hắn cũng có chút bất ngờ, hắn chỉ biết Hoa Dương thuộc âm hàn, nhưng cũng không biết gã có chân lực hàn băng, trạng thái chân nguyên này quả là cực kỳ kinh khủng. Lỡ như bị trúng chiêu và bị đông thành băng đá thì chỉ cần gõ một cái là hắn sẽ nát vụn. Trong chớp mắt, hàn băng đã lan tràn tới, bàn chân và cổ chân của hắn cũng đã bị đóng băng, hơn nữa, hàn băng vẫn tiếp tục dâng lên cao, rất nhanh hắn sẽ bị đóng băng toàn thân, tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng. Kỳ kinh bát mạch cũng sẽ bị đông thành băng đá. Cảm giác tốt không? Hoa Dương cười gian ác, Triệu Bân đã phải đứng yên tại chỗ, còn gã thì từng bước một đi tới, trong tay còn hóa ra một thanh kiếm hàn băng, khí lạnh quanh quẩn thân kiếm, ánh sáng bắn ra bốn phía, uy thế càng lúc càng áp sát. Cũng được. Triệu Bân vừa nói vừa dẫn động địa hỏa, khiến cho hàn băng dần dần tan chảy, địa hỏa cũng mạnh mẽ tiêu diệt khí lạnh quẩn quanh thân hắn. Nhưng nếu thật sự muốn bàn về cấp bậc thì địa hỏa của hắn còn kém xa chân lực hàn băng, nếu để thân thể bị đông lại hơn phân nửa thì hắn cũng sẽ không có cách nào làm tan chảy. Đừng vội, còn nữa. Hoa Dương vung kiếm, cách không nhắm vào Triệu Bân. Đột nhiên, một luồng khí hàn băng cuộn trào. Triệu Bân sửng sốt, luồng khí hàn băng còn chưa tới người thì hắn đã ngay lập tức dẫn động địa hỏa hộ thân. Cảnh giới chân linh bình thường mà bị chìm ngập trong luồng khí hàn băng kinh khiếp này thì chỉ có chết không kịp ngáp. Luồng khí hàn băng này không hề tầm thường. Chỉ có điều hắn cũng không phải là cảnh giới chân linh bình thường, nên cho dù có bị chìm ngập trong luồng khí hàn băng đó thì nhiều nhất cũng chỉ có thể nếm chút khổ sở chứ không thể ảnh hưởng đến tính mạng của hắn. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không đứng yên để cho người khác đánh mình. Vèo. Hắn phi thân ra phía sau, một tay bắt pháp quyết. Một tay thi triển thuật độn gió, thổi tan luồng khí hàn băng. Keng, keng. Khí hàn băng đã bị thổi tan, nhưng nó vẫn ngưng tụ lại thành những lưỡi đao băng, xé gió phóng tới. Triệu Bân định thân,
Vũ động kiếm tử tiêu, chặn lại được toàn bộ. Hàn băng trận. Hoa Dương hô lên một tiếng, cắm thanh kiếm xuống mặt đất. Ngay lập tức, mặt đất nứt ra, tự lòng đất bắn ra hàng trăm lưỡi đao băng, mỗi một lưỡi đao đều vô cùng sắc bén, đá cuội bị chém nát như đậu hủ. Đây chính là tuyệt chiêu quần công của gã, công kích bên trong chu vi trăm trượng, không ai có thể công phá được. Thân đã ở trong hàn băng trận thì không có cách nào thoát ra được. Hàn băng trận, được lắm. Triệu Bân không né tránh, vì dù có né tránh cũng không thoát được. Cánh tay kỳ lân bên trái của hắn vươn ra, tràn đầy nguồn năng lượng bá đạo, hắn đập một quyền xuống mặt đất, khiến cho toàn bộ mặt đất dưới chân bị chấn động khủng khiếp. Những lưỡi đao băng đang phóng tới va chạm với lực chấn động khủng khiếp này đều bị chấn diệt, hàn băng trận của Hoa Dương vừa thi triển đã bị phá ngay. Hoa Dương kinh ngạc lui về phía sau, có chút không thể tin được. Đó là cảnh giới chân linh tầng 5 sao, một quyền của hắn mạnh đến mức không khỏi có chút quá dọa người. Nào, đến lượt ta. Thiên lôi trận. Triệu Bân quát lên một tiếng vang rền, tay cầm kiếm tử tiêu cắm xuống mặt đất. Mặt đất lại nứt ra một lần nữa. Chỉ có điều, thứ bắn ra từ trong lòng đất không phải là lưỡi đao băng, mà là lưỡi đao lôi điện. Không sai, cái tên này đã học được rồi. Hắn đã học lén hàn băng trận, dùng thiên lôi diễn giải thành thiên lôi trận, cũng chính là một tuyệt chiêu quần công, bên trong chu vi trăm trượng là hàng trăm đạo lôi điện thay nhau sâu xé, cũng đủ sắc bén, chém đá như chém bùn. Tên nhóc này được lắm. Nguyệt thần đang nhắm mắt giả vờ ngủ cũng không thể không nhướng mắt lên nhìn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thì hắn không thể nào học được, đây phải gọi là sao chép mới đúng. Ngươi cũng có. Hoa Dương hơi biến sắc, trong lòng hoảng sợ không thôi. Thiên phú của tên nhóc này cũng quá nghịch thiên rồi. Trong thời khắc nguy cấp, chân lực hàn băng lại được thi triển, hóa thành khôi giáp bảo vệ gã. Keng, keng, keng. Từng lưỡi đao lôi điện phóng tới thân thể của Hoa Dương. Những lưỡi đao lôi điện này tuy ác liệt nhưng vẫn không thể phá nát khôi giáp hàn băng của Hoa Dương, không phải là do Triệu Bân không đủ mạnh, mà là do thiên lôi trận vẫn còn thiếu sót, cho nên uy lực cũng không bộc phát ra được bao nhiêu. Phá! Hoa Dương chợt quát, một lá bùa băng khác ở trên mặt đất, phá thiên lôi trận. Keng! Triệu Bân nâng kiếm đâm tới, một kiếm xé gió dễ như bỡn. Keng! Hoa Dương không sợ, tay cầm kiếm hàn băng, cũng xé gió lao tới. Keng! Keng! Tiếng kiếm va chạm vang lên bên tai không dứt, mỗi một lần va chạm đều cọ sát ra tia lửa, một tên có cảnh giới chân linh tầng 5 đang giáp chiến với một tên có cảnh giới chân linh đỉnh phong, kiếm khí phóng ra liên tục, những cây cổ thụ xung quanh đều bị chặt ngang thân. Hai bên giáp chiến rất ác liệt. Kiếm pháp của Triệu Bân rất huyền ảo, đường kiếm chém tới vừa nhanh vừa mãnh liệt. Tinh thần của Hoa Dương bị chấn động, không đánh thì không biết, đánh rồi mới bị dọa giật mình. Triệu Bân mạnh vượt xa dự liệu của gã, từ đầu gã đã không chiếm được thế thượng phong, trong khi tỉ thí kiếm pháp gã còn mấy lần suýt rơi xuống thế hạ phong, cứng rắn như khôi giáp hàn băng của gã mà còn bị chém tan hoang, đã làm bị thương thân thể của gã, máu tươi từ từ nhỏ xuống, từng luồng máu cũng bị nhuộm lôi tức, chỉ vì trên thân thanh kiếm của Triệu Bân có lôi điện quanh quẩn, lôi tức xâm nhập vào khí lực của gã, sát ý bao trùm. Keng! Trong lúc Hoa Dương còn đang hoảng hồn, kiếm của Triệu Bân lại đâm tới. Ngay sau đó, tiếng răng rắc vang lên, khôi giáp hàn băng đã bị một kiếm này đâm vỡ. Phá cho ta! Hoa Dương quát lên một tiếng, năng lượng cường đại cuồn cuộn sôi trào, biến thành một luồng sáng hàn băng, kiếm thứ hai của Triệu Bân còn chưa đâm tới thì đã bị chấn lui. Gã này sao tự dưng mạnh lên đột biến vậy? Triệu Bân đứng khựng lại, nhìn vào ấn đường của Hoa Dương. Hắn có thể thấy một vết phù văn băng đang chậm rãi được khắc ra, chắc chắn là gã này đã động đến cấm thuật, cho nên trong thời gian ngắn mới có thể gia tăng lực chiến vượt bậc, cũng có thể gia trì chân lực hàn băng ban đầu. Cẩn thận thì hơn. Nguyệt thần nói một câu, không biết là vô tình hay cố ý. Hiểu rồi. Triệu Bân liếc mắt nhìn, luồng khí hàn băng đã tụ lại thành một mảnh khổng lồ giữa không trung che mất bầu trời, sắc trời vốn mờ tối. Bây giờ lại bị che giấu nên đã hoàn toàn tối đen một mảnh. Hắn dùng mình một cái, luồng khí hàn băng đã tiêu diệt địa hỏa của hắn, ngay cả uy thế của thiên lôi cũng bị suy yếu không ít. Lạnh, rất lạnh.
Sở dĩ Nguyệt Thần nhắc nhở hắn là bởi vì cấp bậc của chân lực hàn băng này hoàn toàn có thể kéo chân hắn xuống quỷ môn quan, đệ tử của Thiên Tông quả thật không phải là chuyện đùa, gã này rõ ràng rất có bản lĩnh, nếu không chú ý thì khả năng ngồi thuyền xuống suối vàng sẽ rất cao. Lên đường thong thả. Hoa Dương cười gần một tiếng, ấn quyết trong tay cách không đánh tới. Ầm. Luồng khí hàn băng khổng lồ ập tới, trong chớp mắt liền có thể nuốt trọn Triệu Bân, cái gì là địa hỏa, cái gì là thiên lôi, tất cả đều không thể ngăn chặn chân lực hàn băng. Lên đường con mợ ngươi. Trong lòng Triệu Bân thầm mắng, dựa vào cái này muốn tiêu diệt ta, nằm mơ sao? Hoa Dương có bài tẩy, hắn thì không có hay sao? Bài tẩy của hắn chính là võ hồn, hắn không bày ra động tác gì lớn, chỉ hướng mặt lên bầu trời hô một tiếng, thi triển long ngâm hổ gầm, cộng thêm uy lực của thiên lôi, mãnh liệt xông tới luồng khí hàn băng khổng lồ, khiến cho chúng ngay lập tức bị đánh tan thành từng mảnh băng vụn, từ trên trời rủ xuống. Hự! Hoa Dương kêu rên, luồng khí hàn băng khổng lồ của gã đã bị phá, cho nên gã cũng bị ảnh hưởng, bị chấn động lui về phía sau, cũng không biết là do bị phản phệ hay là bị một chiêu long ngâm hổ gầm đả thương. Sao ngươi lại có võ hồn? Hoa Dương khiếp sự, trong lòng cảm thấy khó tin. Con mẹ nó, cảnh giới chân linh lấy đâu ra vỡ hồn vậy? Khởi động xong rồi, đến đây chấm dứt. Triệu Bân một bước đạp xuống, cánh tay trái tung ra một quyền. Hoa Dương còn chưa kịp hoảng sợ, đã ngưng tụ ra phía trước người một tấm khiên băng. Đáng tiếc, tấm khiên băng cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Một quyền của Triệu Bân vô cùng bá đạo, đánh thủng tấm khiên băng, đánh thẳng vào ngực của Hoa Dương. Phụt! Hoa Dương trào máu, nét mặt vô cùng hoang mang, gã hoang mang không biết vì sao cánh tay trái của Triệu Bân lại cường hãn như vậy, trước đây không lâu hắn còn cụt một cánh tay trái, vậy cánh tay trái này từ đâu mà ra? Hắn rốt cuộc có bí mật gì? Tất nhiên là hắn có bí mật. Nhưng vào thời khắc này, gã đã không còn tâm trí để mà suy nghĩ về bí mật đó nữa. Triệu Bân lại áp sát. Cùng là cảnh giới chân linh, nhưng gã lại bị thiếu chủ Triệu gia lấn át, gặp phải một trận đánh khó khăn, chiêu thức huyễn hoặc, uy lực tuyệt đỉnh, Hoa Dương đã không còn có thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, đập vào mắt của gã lúc này là đủ mọi loại quyền cước, khiến cho gã phải che mặt nín thở. Cút! Trong chớp mắt, Hoa Dương lại vũ động cấm thuật. Luồng sáng hàn băng quỷ dị lại đánh trúng Triệu Bân một lần nữa. Vèo! Triệu Bân thi triển bước phong thần, trong nháy mắt lui trở về, rồi lại tiếp tục thi triển đấu chiến thánh pháp. Phụt! Mới vừa lấy hơi được một lúc, bây giờ Hoa Dương lại bị công kích cực mạnh. Gã có bài tẩy, hơn nữa còn có rất nhiều bài tẩy. Nhưng bài tẩy của gã lúc này đều vô dụng. Triệu Bân quá mạnh, quá cường hãn, gã căn bản là không kịp thi triển thêm bất cứ cấm thuật nào, ngay cả cơ hội nghỉ lấy hơi cũng không có, chỉ có thể một đường tháo chạy, bị đánh tới mức đứng cũng không vững. Phụt, phụt! Cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Triệu Bân lại áp sát, đấu chiến thánh pháp lại được thi triển, Hoa Dương thất kinh hồn vía, ngay cả mình tên gì cũng không còn nhớ nổi, cố hết sức bình sinh ngưng tụ ra một bộ khôi giáp hàn băng khác, nhưng nó lại bị phá vỡ một lần nữa, chỉ có trời mới biết gã đã gãy bao nhiêu cái xương, toàn thân trên dưới đều đau đến mức chết đi sống lại. Triệu Bân rất hưng phấn. Mỗi một lần áp sát kẻ thù thì máu huyết của hắn lại sôi trào. Đấu chiến thánh pháp đệ nhất thiên hạ khiến cho khí thế của hắn càng thêm cường hãn, hào quang bao quanh hắn cũng càng lúc càng mạnh. Đừng nói tới Hoa Dương chỉ là cảnh giới chân linh đỉnh phong, cho dù cảnh giới huyền dương có đứng ở đây thì hắn cũng dám đọ sức tới cùng. Á! Hoa Dương gào lên, đó là tiếng gào thét tận sâu bên trong linh hồn. Đường đường là đệ tử Thiên Tông, cảnh giới chân linh đỉnh phong thứ thiệt, nắm trong tay chân lực hàn băng. Thế mà nay gã lại bị một tên rác rưởi cảnh giới chân linh tầng 5 đánh đến mức không có cách nào chống đỡ. Nhưng đây là một cuộc chiến sinh tử, có gào to hơn nữa cũng vô ích. Như Hoa Dương, càng gào to thì càng bị đánh ác liệt hơn. Khi Triệu Bân dừng công kích, hắn liền níu một cánh tay của Hoa Dương, chân nguyên bạo dũng, hung hăng đập cả thân người của Hoa Dương xuống đất. Bang! Mặt đất lại rung lên. Hoa Dương bị đập lún xuống đất tạo thành một cái hố hình người, trong miệng của gã trào ra máu tươi giàn giụa, xương cốt gân mạch toàn thân đều đã bị gãy đứt, không chỉ trọng thương mà còn chịu cảnh bán thân bất toại, động nhẹ một cái cũng khó khăn trùng trùng. Lần này, cả thế giới đều yên lặng.
Không, không thể. Hoa Dương há to miệng, máu chảy dữ dội, nói không nên lời. Gã vẫn còn có rất nhiều lá bài tẩy vô dụng. Gã còn có rất nhiều bí thuật không kịp thi triển, thế mà vẫn bị một tên rác rưởi cảnh giới chân linh tầng 5 đánh bại, một kẻ luôn tỏ ra cao cao tại thượng như gã làm sao có thể tiếp nhận chuyện mình bị Triệu Bân đánh tàn phế, không chỉ tàn phế thân thể, mà còn tàn phế tâm cảnh. Lên đường thong thả. Triệu Bân vung kiếm Tử Tiêu lên, nói lại một câu y như câu Hoa Dương đã nói trước đó. Hoa Dương trợn to hai mắt, đôi con người co rút. Vào thời khắc sinh tử, gã mới biết thế nào là hối hận. Gã hối hận vì mình đã chọc giận Triệu Bân. Gã hối hận vì mình đã một mình đuổi theo hắn. Bây giờ thì hay rồi, chẳng những gã không bắt được Triệu Bân mà còn phải chôn xác ở đây. Phụt. Kiếm Tử Tiêu đâm xuống, Hoa Dương trong nháy mắt toi mạng. Cách xa ngàn dặm cũng tự tới nộp mạng, gã đệ tử Thiên Tông này chính là một ví dụ điển hình. Tự mình làm việc mới đủ ấm no. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Bân rất tự giác, bắt đầu xắn tay áo. Tất cả tài vật trên người Hoa Dương, bất luận là vàng bạc, binh khí, trang sức. Chỉ cần có thể lấy đi thì hắn tuyệt đối không bỏ qua, động tác nhanh thoăn thoắt, không chút suy nghĩ. Quác, quác. Trong lúc đang lục lọi, hắn bỗng nghe thấy tiếng chim kêu trên trời. Triệu Bân bất giác ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt hắn là hình ảnh hai con chim lớn, một con huyết điêu và một con bạch hạc, cũng không biết từ đâu bay tới, quanh quẩn trên đầu của hắn, hình như chúng đang đánh nhau vô cùng kịch liệt, còn có máu tươi rơi xuống, tiếng gào thét dữ dội vang khắp bầu trời. Thú vị! Triệu Bân lẩm bẩm, quay đầu tiếp tục quét sạch chiến lợi phẩm. Không đúng! Ngay lập tức hắn lại ngửa đầu lên nhìn chăm chú vào con bạch hạc, nhìn nó có chút quen mắt, bởi vì trên cánh của nó có khắc phù văn tựa như hai đóa hoa sen, trông rất sống động, giống như hắn đã từng thấy ở đâu vậy. Đó là thú cưỡi của Tử Linh tiền bối. Triệu Bân lẩm bẩm, khẽ cau mày. Chuyện này thật lạ, Tử Linh đang giữ mộ vua Âm Nguyệt, tại sao thú cưỡi của cô ta lại ở nơi này đối chiến với huyết điêu, mà con thú cưỡi đối thủ kia còn khá là bạo ngược. Có tiếng ầm ầm lại vang lên, truyền khắp nơi rừng sâu núi thẳm. Triệu Bân quan sát cục diện, đây rõ ràng là một trận đại chiến, mà hắn cũng đã đoán được vài phần đầu mối. Một phe trong trận đại chiến chắc chắn là Tử Linh, còn đối thủ chắc chắn là chủ nhân của con huyết điêu kia. Thủ đoạn rất rõ ràng. Chủ nhân đấu với chủ nhân, thú cưỡi đấu với thú cưỡi. Không suy nghĩ nhiều, Triệu Bân liền hủy thi diệt tích, chạy thẳng vào trong rừng sâu núi thẳm. Không được. Trước hết phải hạ con chim kia đã. Chạy được hai ba bước, hắn liền quay đầu trở lại, thông linh gọi đại bàng cánh vàng, hắn tất nhiên là muốn hạ con huyết điêu kia, thú cưỡi gì đâu mà tàn bạo, đánh bạch hạc đến đổ máu, nếu cứ tiếp tục như thế này thì bạch hạc chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Xông tới trước, Triệu Bân dán lên người của đại bàng một lá bùa tốc hành, thẳng hướng bầu trời đâm tới. Quác! Đại bàng sải cánh lao thẳng vào con huyết điêu. Đại chiến trên bầu trời lúc này đang nóng như lửa, bạch hạc còn thảm hơn so với tưởng tượng của Triệu Bân, toàn thân đã chẳng chịt vết thương, nó hoàn toàn không phải là đối thủ của huyết điêu. Bạch hạc là loài ôn hòa, không thiện chiến, còn huyết điêu là loài hung ác. Lạc công phạt mạnh mẽ, cùng là thú cưỡi nhưng cả hai không thuộc một phẩm chất giống nhau. Ta đến đây. Cách thật xa liền nghe tiếng Triệu Bân quát lớn, là hắn đang nói với bạch hạc. Bạch hạc tự có linh tính. Cũng nghe hiểu được, liền dương cánh bay cao, tránh khỏi con huyết điêu. Đại bàng lao đến cực nhanh, tấn công trực diện. Huyết điêu cũng có linh tính, hai mắt đỏ ngầu tràn đầy khinh miệt, mặc dù nó là thú cưỡi nhưng thực lực của nó là cảnh giới huyền dương thứ thiệt, tất nhiên không sợ Triệu Bân và đại bàng, hai tia chớp đáng sợ đã từ trong con ngươi của nó bắn ra. Quác! Đại bàng đã đoán trước được điều đó từ lâu, cho nên nó đã tránh được nguy hiểm. Keng. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, lấy hồn ngự kiếm, cách không chém tới. Cảnh giới huyền dương thì sao chứ? Cho dù ta không đánh lại chủ nhân của ngươi, thì chẳng lẽ còn không đánh lại được một con thú cưỡi như ngươi hay sao? Keng. Nhưng kiếm Tử Tiêu vẫn không thể phá được phòng ngự của con huyết điêu, một kiếm chém xuống như chém vào sắt đá vậy. Không tự lượng sức. Ánh mắt của con huyết điêu đã nói lên tất cả. Nó liền ngang ngược phóng tới, hai cánh lớn như mang theo cuống phong ác liệt,
lại phóng ra từng đạo kiếm khí, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng uy thế này cũng đã đủ đánh chết thú cưỡi cảnh giới chân linh. Không may cho nó, đại bằng không phải là thú cưỡi bình thường. Mà Triệu Bân cũng không phải cảnh giới chân linh bình thường, hắn dùng hồn ngự kiếm bổ đôi cơn lốc đang ảo tới. Chính là lúc này. Ngay khi còn cách con huyết điêu khoảng một trượng thì Triệu Bân liền tung người, nhảy lên trên lưng của con huyết điêu. Huyết điêu tức giận, tung cánh bay loạn, muốn ném Triệu Bân xuống đất. Chạy! Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, một tay giật mạnh lông vũ của huyết điêu, tay kia cầm kiếm, thanh kiếm mang theo lôi tức cùng hỏa diễm quanh thân, hung hăng phá vỡ phòng ngự của huyết điêu, máu của con huyết điêu phun ra giàn giụa, trông vô cùng chói mắt. Quác! Huyết điêu gào thét, lảo đảo một hồi, suýt chút nữa là lao đầu xuống đất. Keng! Chiêu thứ hai của Triệu Bân đã đến, hắn dùng một kiếm chém đứt đầu con huyết điêu. Ngay sau đó, đại bằng bay đến đón lấy hắn. Bạch hạc cũng bay đến, nó bị thương quả thực thê thảm. Há miệng! Triệu Bân lấy ra hồ lô nhỏ. Sau khi uống hai ngụm linh dịch, vết thương của nó liền lành lặn trở lại. Bạch hạc kêu lên vui sướng, nó đúng là một con thú cưỡi có linh tính mạnh, nó dùng cánh chỉ về phía xa, giống như đang nói rằng chủ nhân của nó đang ở bên kia. Đáp xuống tìm chỗ trốn. Triệu Bân nói, đại bằng tâm linh tương thông, từ từ đáp xuống đất. Triệu Bân sau khi đáp xuống thì liền độn thổ chui thẳng vào rừng sâu, muốn xem thử ai là kẻ đang đại chiến với tử linh, nhất định là cảnh giới địa tạng, con thú cưỡi là cảnh giới huyền dương, thì làm sao chủ nhân của nó có thể yếu hơn được. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã định thân. Hắn nhìn về phía xa, thấy hai bóng người một đen một trắng. Người mặc đồ trắng tất nhiên là tử linh. Người mặc đồ đen thì Triệu Bân cũng nhận ra được, đó là cường giả của huyết hy môn lúc trước điệu hổ ly sơn bắt cóc nhóc hám tiền, không ngờ vẫn còn ở lại đây. Cảnh giới địa tạng đỉnh phong, kẻ đó đúng là mạnh đến dọa người. Mặc dù có cùng cấp bậc, nhưng tử linh không phải là đối thủ của kẻ đó, cũng giống như bạch hạc và huyết điêu vậy, tử linh là võ tu phụ trợ, loại này không hề thiện chiến, nhưng dù vậy thì cường giả huyết hy môn vẫn rất chật vật, trên thân thể đã nhuộm đầy máu tươi. Vèo, vèo. Hai thân ảnh lao vào nhau nhanh như chớp. Triệu Bân có thiên nhãn mà cũng khó nắm bắt được tình hình, chỉ có thể thấy được dư ảnh của hai người. Ầm, ầm, ầm. Trận đại chiến đã gây ra động tĩnh rất lớn, rừng cây bị chặt xuống từng mảng lớn, cát đá bay đầy trời. Triệu Bân kêu rên, suýt chút nữa thì hắn đã bị chấn động bật ra khỏi lòng đất. Không phải là do hắn yếu, mà là do hai người kia có cấp bậc quá cao. Cũng may là hắn đang ở trong lòng đất, nếu như hắn ở trên mặt đất, hơn phân nửa đã bị dư chấn của trận đại chiến nghiền nát. Ầm. Một đỉnh núi đã bị một trưởng của lão cường giả huyết hy môn đánh sập. Đá lớn bay tứ tung, tử linh thổ huyết lui về phía sau, thân hình còn chưa ổn định trở lại thì đã thấy một tia máu từ phía đối diện bắn tới. Tuy đã cố hết sức né tránh, nhưng cô ta vẫn bị tia máu bắn xuyên thủng vai ngọc, sát ý đáng sợ xâm nhập vào khí lực, hung hãn tàn phá căn cơ của cô ta. Đến lúc này, một mảnh núi rừng mới tạm thời rơi vào tĩnh lặng. Cảm giác bị chúng cấm chú huyết môn thế nào? Lão cường giả huyết y môn cười gian ác, giơ đao lao tới, mặt mũi dữ tợn. Tử linh không nói, chỉ một tay kết ấn đánh ra. Ngay lập tức, trên ngực của lão cường giả huyết y môn đã lóe lên ánh sáng. Nhìn kỹ mới thấy đó là một ấn ký hoa sen do tử linh khắc xuống. Lão cường giả huyết y môn ngay lập tức biến sắc. Nhưng lão ta đã chậm, ấn ký hoa sen đã nổ tung. Uy lực này vô cùng bá đạo, đã khiến cho lão cường giả huyết y môn nổ tung bay ra ngoài. Phụt! Tử linh trào máu, suýt chút nữa ngã cụi, gương mặt nhợt nhạt không còn một chút máu. Nhìn bộ dáng này thì có lẽ cô ta cũng đã phải trả giá rất nhiều mới có thể tạo ra ấn ký hoa sen kia, khiến cho tổn thương càng thêm nặng nề, lúc này chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể quật ngã cô ta. Mặc dù tình cảnh rất thảm thiết, nhưng cũng thu được thắng lợi to lớn. Lão cường giả huyết y môn chết quỳ trước mặt, thân thể đã vỡ nát, trở thành một đống thịt bất động. Tốt, rất tốt. Một tiếng cười u ám vang lên. Từ bên trong đống thịt nát lại chui ra một người máu, đây chính là huyết thai, trong xác chết sẽ chui ra một huyết thai xem như là sinh mạng mới,
tuy tu vi sẽ bị hạ xuống và trí nhớ cũng bị suy giảm, nhưng đây cũng là thủ đoạn niết bàn trùng sinh trong truyền thuyết, vô cùng bất phàm. Chết tiệt! Tử Linh không đứng vững, một bước lui về phía sau. Cô ta đã sớm biết về thủ đoạn huyết thai của lão cường giả huyết y môn, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô ta thấy được. Ngươi còn có bản lĩnh gì nữa? Lão cường giả huyết y môn bật cười dữ tợn, hàm răng trắng nhợt, từng bước đi tới, lúc đi ngang qua còn tiện tay rút ra một thanh huyết đao, mỗi một bước đều là một dấu chân máu, nhìn thoáng qua giống hệt một con quỷ bước ra từ địa ngục, liếm đầu lưỡi đỏ chét, ánh mắt nhìn Tử Linh không chỉ âm u mà còn tà dâm. Phụt! Tử Linh lại trào máu, đứng cũng không vững. Cô ta chắc chắn phải chết, lão cường giả huyết y môn tuy tu vi đã suy yếu nhưng vẫn là cảnh giới địa tạng, muốn tiêu diệt cô ta chỉ cần một chiêu. Ầm. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có một cổ khí thế cường đại ầm ầm phóng tới. Thiên võ. Tử Linh nhìn lại, để chắc chắn không nhận sai người. Thiên võ. Lão cường giả huyết y môn thần sắc đại biến, bước chân cũng lui lại. Ta sẽ không giết ngươi. Trở về báo cho môn chủ của nhà ngươi biết, ngày khác ta sẽ viếng thăm. Cút. Triệu Bân đã khoác tấm hắc bào lớn lên người, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, thần diễn xuất lại nhập vào người hắn, diễn xuất vô cùng chân thật, cộng thêm năng lực của võ hồn khiến cho khung cảnh xung quanh hắn lạnh lẽo như băng, lại có thể toát ra uy nghiêm vô thượng, cứ như là một vị cảnh giới thiên võ thứ thiệt. Nhìn về phía trước. Lão cường giả huyết y môn kinh sợ, thân thể run rẩy, sắc mặt ảm đạm. Lúc trước, lão ta đắc ý từng bước một đi tới. Bây giờ, lão ta lại từng bước một lui về phía sau, sống lưng đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi vô cùng, sợ đến mức muốn xón cả ra quần, ở đâu lại xuất hiện một vị cảnh giới thiên võ. Vèo! Lão ta ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Cảnh giới thiên võ đã lên tiếng, vậy thì phải nhanh chân bỏ chạy. Chậm thêm một chút thì chắc chắn sẽ toi mạng. Phù. Trong lòng Triệu Bân thở phào nhẹ nhõm. Việc hù dọa người này hắn đã làm đến mức vô cùng thành thục. Ngài là, Hồng Uyên tiền bối. Tử Linh khẽ động, dò xét nhìn Triệu Bân. Hự. Triệu Bân tự chặn miệng mình, nhẹ nhàng gật đầu. May là hắn cơ trí, chỉ cần chậm một giây thì Nguyệt Thần chắc chắn sẽ quấy rối. Nhất định là Hồng Uyên rồi. Tử Linh cực kỳ chắc chắn, vì lão tiền bối này rất thích dùng rẻ lau chặn miệng. Triệu Bân xách hồ lô nhỏ, đưa cho Tử Linh. Ngụ ý của hắn rất rõ ràng, uống một hớp, bảo đảm thương thế của ngươi sẽ hồi phục. Tử Linh vội vàng nhận lấy, nhưng cũng không lập tức uống, mà còn quan sát hồ lô nhỏ một chút, thành thật mà nói, thứ này trông rất quen, dường như Triệu Bân cũng có một cái, lần đầu tiên cô ta tìm Triệu Bân hỏi đường thì cô ta đã thấy nó. Phù văn trên hồ lô giống nhau như đúc, thật không hổ là hai thầy trò. Linh dịch rót xuống, thân thể mềm mại của Tử Linh khẽ run lên. Thần kỳ làm sao, thương thế của cô ta trong nháy mắt đã được phục hồi như cũ. Đây, là thần dược sao? Tử Linh khiếp sợ, dược dịch của lão tiền bối cũng quá bá đạo rồi. Cô ta cảm thấy rất kính sợ, đệ nhất thiên hạ quả là danh bất hư truyền. Chíu. Trong lúc Tử Linh còn đang kính sợ, thì một tia máu đột nhiên từ đâu xuất hiện, từ trong bóng tối bắn ra. Đó chính là chiêu thức của lão cường giả huyết y môn, lão ta đã giết trở lại. Không chỉ giết trở lại, mà lão ta còn lập tức thi triển một chiêu thức cực mạnh, nhắm chính xác vào người của Triệu Bân. Tử Linh bị bất ngờ, không kịp đề phòng. Triệu Bân cũng bất ngờ không kịp đề phòng, bị tia máu xuyên thủng, bất tỉnh tại chỗ. Người xưa có câu, đi đêm thì có ngày gặp ma. Lần này, vậy mà hắn lại dọa người không thành công. Tử Linh sửng sốt. Nói cho đúng thì cô ta đang kinh ngạc ngẩn người, cảnh giới thiên võ thứ thiệt mà không thể chịu nổi một kích sao. Cố làm ra vẻ huyền bí. Lão cường giả huyết y môn cười gằn. Cơ trí như lão ta cũng không dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Chết tiệt. Tử Linh lúc này đã kịp phản ứng. Trong nháy mắt xuất kiếm, một kiếm xông tới dễ như bỡn. Lần này, đổi lại là lão cường giả huyết y môn hoảng sợ. Con mợ nó, biết bao nhiêu thương tích như vậy, sao cô ta có thể hồi phục ngay lập tức chứ? Phụt! Máu tươi bắn ra chói mắt,
lão cường giả huyết hy môn trúng đòn, bị một kiếm xuyên thủng ấn đường, tuy lão ta đã có thể niết bàn trùng sinh, nhưng tu vi cũng theo đó mà suy yếu, còn tử linh vừa mới uống linh dịch cho nên đã lấy lại được tu vi tột cùng, phóng ra một kiếm đầy đủ lực đạo. Chuyện này thật khiến cho người ta hoang mang. Không chỉ Triệu Bân hoang mang, mà lão cường giả huyết hy môn cũng hoang mang, đáng ra lão ta đã có thể thoát, nhưng hết lần này tới lần khác mặt dày mày dạn đánh trở lại, bây giờ thì hay rồi, phá được một trò lừa bịp, nhưng lại bị đoạt mất tính mạng. Tiền bối. Tử Linh ngay lập tức quay trở lại, ánh mắt nhìn về phía Triệu Bân lộ ra chút kỳ quái. Người này là Hồng Uyên sao? Mang theo sự nghi ngờ, cô ta liền cởi hắc bào của Triệu Bân ra. Sáng sớm, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu xuống mặt đất. Trong núi, có một cây cổ thụ cong cong, trên cây có treo một người đang bị trói gô lại, mặt mũi sưng húp, trên thân thể có rất nhiều dấu chân, giờ phút này, thân thể của hắn đang đung đưa theo gió. Không sai, người đó chính là Triệu Bân. Đêm qua hắn có thể nói là vô cùng ngang ngược, diệt Hoa Dương, giết Huyết Điêu, còn giả trang thành đại hạ Hồng Uyên dọa một lão cường giả của huyết hy môn bỏ chạy. Thứ duy nhất khiến cho ngày hôm qua của hắn trở nên tồi tệ đó chính là hắn đã bị một tia máu xuyên thẳng vào người, xuyên thẳng qua cả giấc mộng đẹp của hắn, rồi sau đó liền bị treo ở nơi này. Cho đến tận lúc này, hắn vẫn còn bất tỉnh. Tử Linh đang đứng dưới tán cây, đã dò xét Triệu Bân từ nửa đêm hôm qua, dò xét qua cả bắp tay bắp chân của hắn, nếu không phải chính mắt nhìn thấy thì cô ta cũng không dám tin một tên tiểu võ tu có thể bắt chước uy thế của cảnh giới thiên võ. Ngoài ra, tài diễn xuất của hắn cũng thật đáng kinh ngạc. Lúc hắn lừa người, mặt không đỏ, không thở mạnh. Tử Linh vẫn chưa xác định được cái tên này có phải là đồ nhi của Hồng Uyên hay không. Cô ta chỉ biết, người ngày hôm đó cùng cô ta về mộ của vua Âm Nguyệt chắc chắn là Triệu Bân. Đã nói mà, đường đường là một nhân vật đệ nhất thiên hạ, sao có thể nói năng tùy tiện như vậy, lại còn đi trêu ghẹo hậu bối, còn tự nhét rẻ lau vào miệng của mình. Làm mất đi sự uy nghiêm. Hôm nay chân tướng đã rõ ràng, không có gì đáng ngạc nhiên nữa. Đã xác định là Triệu Bân, cho nên cô ta mới càng tức giận. Chỉ là một thằng nhóc con, lại còn dám lừa gạt bà, lại còn dám trêu ghẹo bà. Quác, quác. Bạch Hạc cùng Đại Bằng cũng ở đây. Có lẽ là bọn chúng đã đói, cho nên mới đáp xuống dưới tán cây nhặt nhạnh thức ăn. Bạch Hạc dường như rất khó xử, không thể nào ăn tự nhiên được. Còn Đại Bằng thì khỏi phải nói, nó ăn hết sức tự nhiên vui vẻ. Chủ nhân của nó bị đánh tơi tả, vậy mà nó vẫn dửng dưng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Gió nhẹ thổi tới, Triệu Bân tỉnh lại. Cũng không biết là do đêm qua bị thương quá nặng, hay là bị Tử Linh đánh quá ác, cho đến tận bây giờ hắn vẫn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Đến khi định thần lại mới biết mình đã bị trói gô lại treo ở trên cây, cả người đều đau nhức, đặc biệt là gương mặt nóng hừng hực. Tỉnh rồi sao? Tử Linh lên tiếng, cười tủm tỉm nhìn Triệu Bân. Tiền bối, thật là trùng hợp. Triệu Bân cười ha ha một tiếng, nhất thời cảm thấy muốn tè ra quần, nụ cười của hắn so với khóc còn khó coi hơn, hắn kịch liệt giãy giụa nhưng không thể làm gì được sợi dây đặc biệt, thân thể của hắn run lên không ngừng. Tuy Tử Linh đang cười, nhưng hình ảnh đó rơi vào trong mắt hắn liền khiến cho toàn thân của hắn ớn lạnh, nếu sớm biết hù dọa không được lão cường giả huyết hy môn thì hắn đã đổi thủ đoạn rồi, bây giờ thì toi, thân phận của hắn đã bị khám phá ra. Trời đất chứng giám! Người trêu ghẹo Tử Linh không phải là hắn, là Nguyệt Thần. Nhưng hắn không giải thích được, cho dù có giải thích thì Tử Linh cũng sẽ không tin. Không muốn nói gì đó sao? Tử Linh vẫn cười, nụ cười hết sức mê người, nhưng trong ánh mắt đã bùng lên một ngọn lửa. Đừng nói gì nữa, lên giường đi. Chát. Công phu trên giường của ta rất đỉnh. Chát. Rồi sẽ có một ngày ta thu phục được cô. Chát. Đoạn đối thoại này thật là ly kỳ. Triệu Bân một câu tiếp một câu, câu sau nhanh hơn câu trước, cũng cuồng loạn hơn câu trước. Còn Tử Linh thì một tát tiếp một tát. Tát sau nhanh hơn tát trước, cũng mạnh mẽ hơn tát trước. Giờ phút này, đừng nói là Bạch Hạc, ngay cả Đại Bằng cũng đã ngẩng đầu lên. Đầu óc của tên tiểu võ tu này có vấn đề sao? Hắn không muốn sống nữa à? Chủ nhân của nó quả nhiên là rất liều mạng.
ánh mắt của con đại bàng cánh vàng đột nhiên trở nên sùng bái. Nhìn sang Tử Linh, ngực của cô ta đang phập phồng kịch liệt, gương mặt đã đỏ ửng, sắc đỏ đã lan tràn xuống cổ, không biết là thẹn thùng hay là cả giận, đường đường là cảnh giới địa tạng đỉnh phong, băng thanh ngọc khiết, chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ ồ uế như vậy, hơn nữa kẻ nói ra lại là một tên tiểu võ tu, từ những lời trêu ghẹo nói tới mức thành trần trụi vũ nhục. Khó trách người khác đều gọi ngươi là tình thánh, đáng đời ngươi. Tú Nhi, nói đi, nói thêm vài câu nữa đi. Còn nói thêm thì cả hai ta đều lên đường. Triệu Bân nằm yên chịu trận, bị Tử Linh đánh đến mức thất khiếu chảy máu. Những lời trêu ghẹo hoàn toàn không phải là do hắn nói, mà chính là kiệt tác của Nguyệt Thần. Tú Nhi nhàn nhã ngồi trên mặt trăng, tay cầm một cái gương nhỏ chỉnh lại mái tóc. Cô ta trêu ghẹo hết sức chuyên nghiệp, không uổng công thay đồ nhi chủ tính bao lâu nay, đây chính là dụng tâm khổ cực của sư phụ đó. Chỉ có điều giờ phút này cô ta không thể nói thêm được nữa. Nếu còn nói nữa, đồ nhi nhà cô ta chắc chắn sẽ bị Tử Linh đánh chết. Nói, sao không nói nữa? Trong đôi mắt của Tử Linh bùng lên ngọn lửa lớn, suýt nữa là xông cả ra ngoài hốc mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì giờ khắc này Triệu Bân chắc chắn đã xuống địa phủ uống canh mạnh bà rồi. Mặt đau. Triệu Bân nhe răng tuét miệng nói, lại hôn mê bất tỉnh. Còn không phải là do người nào đó ra tay quá ác, đánh cho hắn không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc hay sao? Lửa giận của Tử Linh vẫn chưa tiêu. Cho nên cô ta tất nhiên sẽ không thả Triệu Bân xuống. Đại bằng kêu lên một tiếng, sợ hãi chạy về linh giới. Rất sợ Tử Linh đánh chưa đã sẽ tiếp tục đánh nó một trận, về linh giới vẫn an toàn hơn. Thậm chí Bạch Hạc cũng ngồi im thin thít. Chủ nhân của nó nổi danh dịu dàng, đây là lần đầu tiên nó thấy cô ta phát hỏa như vậy, Triệu Bân này đúng là thiên tài chọc tức người khác. Linh dịch này quá bá đạo. Tử Linh khẽ nói, cầm hồ lô nhỏ của Triệu Bân lên nhìn. Hồ lô nhỏ này rất không bình thường, bên trong chứa linh dịch, lại là loại linh dịch bất phàm. Vết thương nặng như vậy cũng có thể chữa khỏi chỉ bằng một ngụm linh dịch. Nghĩ như vậy, cô ta liền tìm một bình ngọc, len lén chia linh dịch vào bình ngọc, để sau này nghiên cứu một chút. Cô ta đã tu đạo nhiều năm như vậy mà lần đầu tiên mới được thấy loại linh dịch thần kỳ như thế này. Hồi lâu, cô ta lại liếc nhìn Triệu Bân. Cho dù cô ta vẫn còn rất tức giận, nhưng đối với tên nhóc này, cô ta vẫn rất khiếp sợ. Cảnh giới chân linh nho nhỏ mà có thể bắt chước khí thế của cảnh giới thiên võ, còn nữa, hắn đã bị vây hãm ở thành Thương Lang, sao có thể thoát ra được. Một nhân tài như vậy, cho dù sư tôn của hắn không phải là Đại Hạ Hồng Uyên thì nhất định cũng là một người cực kỳ đáng sợ. Không biết bao lâu sau thì Triệu Bân mới được thả xuống. Thiếu chủ Triệu gia cuối cùng cũng tỉnh, ôm đầu ngồi xổm dưới tán cây. Tư thế này của hắn nhìn sao cũng giống như một tên tội phạm đang bị cải tạo, thành thật mà nói, Triệu Bân ở trước mặt Tử Linh đã sớm không còn thể diện rồi, nếu không nghĩ tình hắn đã cứu cô ta một mạng thì Tử Linh nhất định đã một chưởng giết chết hắn. Bị đòn cũng là một loại tu hành. Nguyệt Thần nói, trong lời nói của cô ta lúc nào cũng tràn đầy hiểu biết. Triệu Bân đen mặt lại, rất muốn lớn tiếng văng tục vào lúc này. Ta muốn thành thần. Chuyện này chính là tâm nguyện từ lâu trong lòng hắn. Không vì mục đích gì khác, chỉ vì hắn muốn dạy cho Nguyệt Thần một bài học, bà cô này càng lúc càng xấu xa rồi. Vị vua của nhà ta đâu? Tử Linh khoan thai nói, tất nhiên là cô ta đang nói tới vua Âm Nguyệt. Nếu như Triệu Bân đã sắm vai Hồng Uyên, thì kẻ mang quan tài của vua Âm Nguyệt đi chắc chắn là hắn. Bị sư phụ của ta mang đi rồi. Chát! Đoạn đối thoại cực kỳ ngắn gọn, Triệu Bân còn muốn hù dọa người, Tử Linh lại tiếp đón hắn bằng một cái tát, ý tứ rõ ràng dễ hiểu, người đã bị ta nhìn thấu rồi mà còn dám lừa dối bà đây, Đại Hạ Hồng Uyên mà lại chịu thu nhận một đệ tử không có liêm sỉ như ngươi hay sao? Để ở vùng đất U Minh rồi. Triệu Bân che mặt, hắn bị đánh mạnh đến mức trước mắt bây giờ toàn sao là sao? Tử Linh không nói, trừng mắt nhìn Triệu Bân. Theo như lời đồn thì vùng đất U Minh là nơi tiếp giáp giữa Dương Gian và Địa Phủ, tất nhiên là cô ta đã nghe qua, nhưng cô ta cũng không tin lắm, chỉ vì chuyện này nghe khá là mơ hồ, chẳng có ai chứng thực. Nó thật sự đang ở đó.
Triệu Bân bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Ta không tin. Giọng nói của Tử Linh vô cùng lạnh lùng, bởi vì cô ta cảm thấy e sợ khả năng diễn xuất của Triệu Bân. Cô ta là người giữ mộ, chuyện có liên quan đến vua Âm Nguyệt thì cô ta không thể không thận trọng, nếu như để cho Triệu Bân tùy tiện sử dụng thi thể của vua Âm Nguyệt thì cô ta làm sao có thể ăn nói với liệt tổ liệt tông được. Mau dẫn ta đến vùng đất U Minh. Không đi được. Xem ra ngươi còn chưa chịu khổ đủ. Tử Linh rất tự nhiên rút kiếm ra đặt trên vai của Triệu Bân, lưỡi kiếm sắc bén, chỉ cần lưỡi kiếm nhích qua một tấc thì đầu của hắn sẽ không còn nằm trên thân của hắn nữa. Tất nhiên cô ta chỉ muốn hù dọa Triệu Bân. Chủ yếu là do cô ta lo lắng cho thi thể của vua Âm Nguyệt. Ta không nên cứu tiền bối. Triệu Bân lau máu mũi, lại muốn tè ra quần. Đó là sứ mệnh của ta. Lời nói của Tử Linh có chút dịu lại. Chỉ cần thi thể của vua Âm Nguyệt bình an vô sự thì việc gì cũng dễ nói. Người sống không được đi tới vùng đất U Minh. Nhưng nếu tiền bối vẫn ngang ngạnh muốn tìm lại thi thể vua Âm Nguyệt, thì vãn bối cũng có thể gọi thi thể của ông ta trở về. Chỉ có điều tiền bối phải tự gánh lấy hậu quả. Triệu Bân đứng dậy, ôm chặt cái eo già nua mà nhe răng trợn mắt nói. Hắn nói tự gánh lấy hậu quả, tất nhiên là đang ám chỉ đến vua Âm Nguyệt, dám quấy nhiễu ông ta thêm một lần nữa, đợi ông ta nổi giận lên rồi thì có 100 tử linh cũng không ngăn cản nổi, thi thể cảnh giới thiên võ cường đại một khi hiện thế thì thiên hạ sẽ đại loạn. Tử Linh không nói gì, xem ra là đã đồng ý. Triệu Bân cũng không còn cách nào khác, từng bước đứng vững, hai tay tạo thành chữ thập, miệng niệm chú ngữ. Ông! Tiếng ông vang lên. Một cỗ quan tài nhô lên khỏi mặt đất. Đây đúng là quan tài của vua Âm Nguyệt, được triệu hồi về từ vùng đất U Minh. Thuật trầm quan. Tử Linh thầm nói, cô ta đã từng thấy người khác thi triển thuật pháp này. Chỉ có điều, cách mà Triệu Bân thi triển thuật pháp không giống với người của tộc xác chết. Ông! Trong khi cô ta còn đang thì thầm thì cỗ quan tài đã trỗi dậy. Giai đoạn tiếp theo thì vô cùng dọa người. Cỗ quan tài khổng lồ đang lắc qua lắc lại. Nắp quan tài rung lên tới mức tưởng như muốn bật ra, từ các khe hở của quan tài còn có âm khí lan tràn ra, uy thế cường đại của cảnh giới thiên võ ầm ầm bộc phát, đừng nói tới Triệu Bân, ngay cả Tử Linh cũng bị chấn lui về phía sau mười mấy bước, uy áp bá đạo thiên địa này chắc chắn là của vua Âm Nguyệt rồi. Cỗ quan tài lắc lư mạnh như thế, hiển nhiên là do vua Âm Nguyệt đã nổi giận. Con mợ nhà ngươi, ông đây khó khăn lắm mới được ngủ yên giấc, ngươi lại muốn triệu hồi ông đây lên như thông linh thú sao? Tử Linh biến sắc, có thể nhận ra vua Âm Nguyệt đang rất tức giận, dám làm náo loạn giấc ngủ của ông ta là đã xúc phạm đến uy nghiêm tối thượng, ông ta đang muốn xông ra khỏi quan tài đại khai sát giới. Vậy là Triệu Bân không lừa cô ta. Vùng đất U Minh trong truyền thuyết thật sự có tồn tại. Mà chuyện đó cũng không quan trọng là vua Âm Nguyệt đã có dấu hiệu thi biến, thi thể vua Âm Nguyệt mà hiện thế thì thiên hạ sẽ đại loạn. Cảnh giới thiên võ không xuất hiện thì trên thế gian này không ai có thể ngăn cản được thi thể của vua Âm Nguyệt. Hối hận. Cô ta rất hối hận. Cô ta hối hận vì mình đã không tin Triệu Bân, cũng hối hận vì đã không nghe Triệu Bân khuyên bảo. Có tiếng xì xầm. Trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng, Triệu Bân lại đột nhiên mở miệng. Hắn nói rất nhiều, nhưng hoàn toàn không dùng ngôn ngữ của người sống. Tất nhiên đó là thi ngữ. Không phải Triệu Bân nói. Mà là Nguyệt Thân đang nói. Còn may là quan tài của vua Âm Nguyệt chi mới rung động, nếu như ông ta đã xông ra ngoài thì chỉ với đạo hạnh của Triệu Bân sẽ không bao giờ làm gì được ông ta. Ông! Lại có thêm một tiếng ông vang lên. Cỗ quan tài lại một lần nữa trầm mình xuống ba tấc đất, ngay lập tức không còn nhìn thấy bóng dáng. Phù! Triệu Bân thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới dám đặt mông ngồi xuống. May là còn có Nguyệt Thần chống đỡ, nếu không con tép siêu như hắn chỉ có thể bó tay chờ chết. Là do ta, quá lỗ mãng. Tử Linh cười tự giễu, cũng như biểu đạt lời xin lỗi đối với Triệu Bân. So với Triệu Bân, cảnh giới địa tạng đỉnh phong như cô ta quả thật vẫn còn quá nhiều thiếu sót. Chuyện này không lớn. Đúng rồi, lên giường không? Khung cảnh đang rất hòa hợp, quay ngoắt một cái lại bắt đầu chuyển cảnh. Chát. Tiếng bạt tai giòn giã lại vang vọng. Lúc này, dường như cả thế giới đều im lặng. Lồng ngực của Tử Linh lại phập phồng kịch liệt, ánh mắt bốc lửa,
cô ta vừa mới lấy lại được ấn tượng tốt với tên nhóc này thì hắn liền tiếp tục trêu ghẹo, giở trò lưu manh. Thật không hiểu ngày thường hắn hành tẩu giang hồ như thế nào mà lại không bị người ta đánh chết. Khi Triệu Bân tỉnh lại thì hắn đã ở trên lưng Bạch Hạc. Việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại là nhét một miếng vải vào miệng, trong tình hình này thì không thể để Tú Nhi nói lung tung nữa, cũng không thể chọc đến Tử Linh nữa. Học đâu ra thi ngữ và thuật trầm quan thế hả? Tử Linh lạnh lùng nói, theo cô ta nghĩ thì chỉ có người của tộc xác chết mới biết những bí thuật này. Một người lớn tuổi sống dai đã dạy ta. Triệu Bân trả lời lại một câu rồi nhanh chóng nhét miệng mình lại. Câu nói đó là thật 100%, người lớn tuổi sống dai là chỉ Nguyệt Thần. Rốt cuộc sư phụ của ngươi là ai? Tử Linh nhìn thẳng vào Triệu Bân rồi hỏi tiếp, giống như trước đây từng nói, dù không phải là Hồng Uyên thì nhất định cũng phải là cao thủ khét tiếng, nếu không thì cũng không thể dạy được một học trò xuất sắc như thế, khả năng diễn xuất điệu nghệ, gan cũng lớn, chủ yếu là năng lực cũng hơn người, chỉ nói khí thế thiên võ không thôi thì cô ta cũng chưa từng nghe nói đến. Là một người phụ nữ tên Tú Nhi. Triệu Bân rút miếng vải ra, nói một câu rồi nhét vào miệng trở lại. Tú Nhi. Tử Linh nhướng mày, đấy là tên người hả? Sau khi trao đổi mấy câu đơn giản thì không khí lại trở nên yên tĩnh, Bạch Hạc vụt qua bầu trời như một tia sáng. Thằng danh con này. Đợi ta quay về lại, ta sẽ mắng cho ngươi chết. Hì. Ngoài mặt thì bình yên nhưng thực tế thì sóng ngầm đang tuôn trào. Chẳng hạn như tên đồ đệ tên Triệu Bân, chẳng hạn như sư phụ tên Tú Nhi. Hai người này đã mắng nhau suốt dọc đường. Trong khoảng thời gian đó, hắn nhìn thấy rất nhiều cảnh chim bay thú chạy, tất cả đều là tòa kỵ, tất cả đều đang phóng nhanh về thành Thương Lang, xem náo nhiệt cũng được mà làm loạn cũng được, tóm lại bọn họ đều đến đó vì thiếu chủ nhà họ Triệu. Tử Linh nhìn thấy hết nhưng không nói gì. Sở dĩ cô ta đối đầu với cao thủ của Huyết Hy Môn cũng là vì gặp phải trên đường đến thành Thương Lang, kẻ thù gặp phải nhau, không cần phải nói nhiều, gặp nhau là đánh thôi. Đám người này đã định sẵn là phải uổng công một chuyến. Triệu Bân ở đây, Hán Diễm có tìm đến chết cũng không thể tìm ra được. Nhắc đến Hán Diễm, lão ta đang nổi điên, mắng cha mắng mẹ trong phủ thành chủ đấy. Tìm thật kỹ cho ta. Thành Thương Lang dưới ánh trăng náo nhiệt hơn thế giới bên ngoài rất nhiều. Người đứng ngồi không yên nhất vẫn là Hán Triều, nhiều người như thế, tìm 3 ngày 2 đêm rồi, chỗ nào cũng lục soát mà cũng vẫn không tìm thấy bóng dáng Triệu Bân, cái tên đó đã bốc hơi khỏi thế gian rồi sao? Người bắt được Triệu Bân được thưởng 10 vạn lượng vàng. Sắc mặt của Hán Diễm rất khó coi, thân là thành chủ, ở địa bàn của mình mà đến một người cũng tìm không ra. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì lão ta làm sao mà lăn lộn giang hồ được nữa. Vào đêm, tình hình trong thành càng ồn ào và hỗn loạn hơn. Dường như không có con phố nào mà không có binh vệ mang đao, họ đang lục soát từng nhà một. Vẫn chưa tìm thấy sao. Đèn đuốc sáng rực cả thành, người ngoài thành cũng thấy lo lắng. Thật sự đã đánh giá cao Hán Diễm rồi. Chắc là đã đánh giá thấp Triệu Bân rồi. Trốn đâu rồi không biết. Gấp gì chứ, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Rất nhiều thế lực đều tập trung lại. Vẫn là câu nói đó, không nghe được tin Triệu Bân bị tiêu diệt thì họ vẫn không thể ngủ được. Thanh thế như thế này, chậc chậc chậc. Trên đỉnh đồi, lão mập đứng khoanh tay, không ngừng tặc lưỡi. Lão huyền đạo đứng bên cạnh, tay cầm túi thuốc, mắt nhìn quanh bốn phía, miệng phà ra một hơi thuốc với vẻ mặt nặng nề. Khói thuốc vây quanh giống như đang tu tiên, nói không chừng còn có thể phi thăng. Có vẻ thể diện của ngươi không hề đáng giá. Lão huyền không suýt xoa, lão ta đang nói với Dương Hùng. Đều là thành chủ, đều có quyền điều binh nhưng giờ lại không vào được cổng thành, có xấu hổ không cơ chứ? Hắn là một kẻ thù dai. Lời của Dương Hùng đầy triết lý. Vốn dĩ quan hệ của lão ta và Hán Diễm không tốt, trước đây. Lúc Hán Triều đến thành Vong Cổ thì đã bị lão ta gây khó dễ, đương nhiên người xét nét như Hán Diễm sẽ ghi hận trong lòng, vào thành ư. Lão ta không cho quân đội ra xử lý lão ta thì đã là nể mặt lắm rồi. Lúc họ đang nói chuyện với nhau bỗng dưng có một luồng sáng bay đến. Nhìn kỹ thì thấy đó là một con bướm được biến ra từ phép thuật, nhỏ bằng ngón tay cái, đang bay giữa không trung.
là do tử linh truyền đến. Đó là một bí thuật truyền tin, tương tự như bổ câu đưa tin. Mở. Lão huyền đạo giải ấn bằng một tay, con bướm được biến ra biến thành mẩu giấy truyền tin. Trên mẩu giấy cũng chỉ có vỏn vẹn một câu Triệu Bân ở thành vong cổ. Bốn người họ nhìn thấy vậy thì đều mỉm cười. Mẹ kiếp, tên đó ra khỏi thành Thương Lang từ khi nào? Với lại hắn đã về thành vong cổ từ bao giờ? Buồn cười là hiện tại bọn họ mới biết. Vậy thì còn nói gì nữa, tập thể cùng về hỏi thăm thiếu chủ nhà họ Triệu thôi. Trên lưng Bạch Hạc, Triệu Bân hắt xì một cái mạnh. Rất nhanh sau đó, Bạch Hạc đã đáp đất. Từ cách đó không xa đã có thể nhìn thấy thành vong cổ. Triệu Bân ngồi xổm không động đậy bỗng đứng lên, vừa lăn vừa bò, chạy còn nhanh hơn cả thỏ, chớp mắt đã vào trong thành, tử linh nhìn thấy vậy thì vừa tức vừa mắc cười. Có nên vạch trần hắn không nhỉ? Tử linh lẩm bẩm trong lòng. Nếu như mình nói cho bọn lão huyền đạo biết chuyện hắn chỉ là đang hù dọa người khác thôi thì nhất định sẽ rất náo nhiệt. Thành vong cổ cũng sẽ vô cùng náo nhiệt. So với bên ngoài thì nhà vẫn ấm áp hơn, ít ra thì Triệu Bân cũng cho là như thế. Ra ngoài một chuyến mà phải lượn mấy vòng trước quỷ môn quan. Hắn nhẹ nhàng đi ngang qua là có thể nhìn thấy các binh vệ đeo theo đao đi trên các con đường nhưng họ không phải đang tìm người mà là đang đi tuần tra. Dương Hùng lo người ta nói lời ra tiếng vào nên cũng không dám lơ là. Sao Triệu Bân lại đến thành Thương Lang nhỉ? Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là hắn không thể ra khỏi đó nữa. Không biết Triệu Uyên sẽ đau buồn biết chừng nào. Khó khăn lắm con trai mới nối lại được linh mạch, nhưng giờ lại gặp phải chuyện này. Nghe nói trong lúc ông ta ra ngoài kiếm Triệu Bân còn bị thương nặng nữa. Đi đến đâu cũng nghe chuyện về thiếu chủ Triệu Bân. Phần lớn những người tụ tập trong quán trà, quán rượu đều đang bàn tán, sự việc không liên quan đến họ nên họ chỉ chịu trách nhiệm chém gió thôi. Phụ thân bị thương. Triệu Bân trao chặt mày, bước đi nhanh hơn. Hắn cảm thấy áy náy, trước khi đi hang động quỷ minh thì đáng lẽ hắn nên quay về thành vong của một chuyến trước. Vậy thì phụ thân cũng sẽ không bị trọng thương. Hắn quay về nhà họ Triệu, chưa kinh động đến bất cứ ai thì đã chạy thẳng đến biệt uyển của phụ thân. Ta biết là người vẫn còn sống mà. Hắn vừa vào biệt uyển thì Ngưu Anh đã nhảy cẫng lên. Ngoài hắn ta ra thì còn có thằng nhóc tóc tím, Xích Hiên và Tiểu Linh Lung. Triệu Bân không nhìn thấy nhóc ham tiền đâu, chắc là đã được lão huyền đạo giấu ở phủ thành chủ rồi. So với nhà họ Triệu thì phủ thành chủ vẫn an toàn hơn, huyết y môn không dám xông vào phủ thành chủ để cướp người. Phụ thân ta đâu? Đang hôn mê. Triệu Bân không rảnh hàn huyên với bọn họ, mà vội đi ngay. Mạng của tên này cũng lớn thật. Thằng nhóc tóc tím không ngừng chậc lưỡi, tối hôm đó, người mà Triệu Bân đuổi theo là cảnh giới địa tạng, hắn rơi xuống sông rồi lại bị đủ phe truy sát, vậy mà vẫn có thể sống sót trở về. Cũng không nhìn thử hắn là đồ đệ của ai. Xích Hiên nói, tên tuổi của Hồng Uyên không phải chuyện chơi. Nhân tài. Tiểu Linh Lung thầm suýt xoa. Nói thật lòng, ngoại trừ cái tính mặt dày như mo thì tên đó thật sự rất giỏi. Trong phòng, Triệu Bân đã đứng trước giường. Triệu Uyên nằm dài, không còn sức lực, giống như đang hôn mê, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Triệu Bân vội vã lấy hồ lô nhỏ ra. Rót linh dịch vào thì thương tích gì cũng là chuyện nhỏ. Vậy là khỏe rồi sao? Triệu Uyên nằm trên giường một lúc lâu, không còn cảm thấy đau nữa. Cha! Bân Nhi! Là con đây! Triệu Bân mỉm cười, ẩn trong nụ cười là sát ý, đương nhiên không phải sát ý đối với phụ thân mà là đối với người đã làm phụ thân hắn bị thương, nói không chừng là người do đại trưởng lão phái đến, cũng có thể là huyết y môn, hoặc cũng có thể là cao thủ của tộc lớn và các gia tộc thù địch. Bất luận là ai thì sau này cũng phải trả hết nợ. Về là tốt rồi! Triệu Uyên leo xuống giường, nước mắt chảy dài. May mà con trai đã về, nếu đến Triệu Bân cũng chết thì chắc ông ấy sẽ sụp đổ. Không lâu sau, cửa địa cung được mở ra. Hai người họ vội vã bước vào, Phù Dung nằm im lặng bên trên như một bức tượng băng. Mỗi lần đến đây Triệu Uyên đều nước mắt lưng tròng. Mà những lời trước đây của Triệu Bân lại thắp lên niềm hy vọng trong ông ấy. Tú Nhi, làm thế nào đây? Đợi đến trăng tròn. Nguyệt thần lạnh lùng nói, chiêu hồn vào đêm trăng tròn thì khả năng cứu sống sẽ càng lớn.
Trong mấy giây đó, Triệu Uyên cũng nhìn Triệu Bân mấy lượt. Cuối cùng ông ấy cũng không mở lời hỏi, là một người cha, ông ấy không thể tạo áp lực quá lớn cho con mình. Sẽ cứu sống được. Triệu Bân mỉm cười an ủi. Tiện thể còn liếc nhìn hoa hồn linh trong túi càn khôn. Ngày trăng tròn. Xem hoàng lịch thì còn 2-3 ngày nữa là đến. Hai đóa hoa hồn linh, cộng thêm cây đèn trường minh, mẫu thân hắn sẽ trở về lại với nhân gian. Cha, cẩn thận với đại trưởng lão. Triệu Bân dừng suy nghĩ rồi từ từ nói. Triệu Uyên trao chặt mày, ông ấy hiểu được ý của Triệu Bân, hắn đã phát hiện ra gì sao? Triệu Bân không nói rõ, vì vẫn chưa chắc chắn. Vào thời khắc quan trọng này, đề phòng vẫn tốt hơn. Lão ta tàn nhẫn, độc ác như thế, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Đến nửa đêm Triệu Bân mới ra khỏi địa cung. Sao ngươi trốn ra ngoài được thế? Nhóc mập đen vẫn còn ở đó, hắn ta chọt Triệu Bân một cái. Chuyện này, nói ra thì dài dòng lắm. Triệu Bân hít một hơi đầy tâm trạng. Suốt chặng đường đó, hắn chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ trắc trở. Có thể sống sót quay về đã là kỳ tích. Có sư phụ là thiên hạ đệ nhất tuyệt thật. Thằng nhóc tóc tím chỉ biết suýt xoa, cứ đinh ninh việc Triệu Bân có thể sống sót quay về là nhờ có đại hạ Hồng Uyên, đồ đệ không chống đỡ nổi thì đương nhiên sư phụ phải ra mặt rồi. Cao thủ cấp thiên võ ra khỏi hang động quỷ minh là sư phụ ngươi hả? Xích Hiên liếc nhìn Triệu Bân, Ngưu Anh và thằng nhóc tóc tím cũng hóng tai lên nghe. Ngoài sư phụ ta ra thì còn ai có bản lĩnh đó nữa? Triệu Bân chỉnh lại cổ áo, sải bước rời đi. Dưới ánh trăng, dường như trên đầu hắn còn có thêm một vòng ánh sáng, là đẳng cấp, trong đêm tối, đẳng cấp đó lại càng được thể hiện rõ hơn. Đúng thật là đại hạ Hồng Uyên. Ba người họ ở phía sau đều chậc lưỡi, khó giấu được vẻ kính sợ. Là sư phụ sao? Tiểu Linh lung lẩm bẩm. Cô ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng, sư phụ xuất quan từ khi nào? Đến cấm địa làm gì? Bên này, Triệu Bân đã lén mò về lại phòng. Liễu Tâm như ngủ rất say, hắn bèn rón rén đi đến bên cạnh giường, dùng chân nguyên giúp nàng điều dưỡng cơ thể, thỉnh thoảng còn đưa tay, sờ nhẹ lên ngực của vợ. Nguyệt Thần thấy vậy liền liếc mắt, có tiền đồ hơn chút được không hả? Người đâu rồi, cút ra đây. Trời vẫn chưa sáng hẳn thì bọn lão huyền đạo đã về, ai cũng thổi dâu, trợn mắt. Đợi 3 ngày 2 đêm đến lòi con mắt mà mẹ nó, Triệu Bân lại ở thành vong cổ. Nhóc ham tiền cũng đã đến với vẻ vô cùng cảm kích. Đi cùng với cô nhóc còn có Tử Linh, họ đều liếc mắt với Triệu Bân. Nói thật lòng. Gặp ai cũng không sao, gặp phải người này thì Triệu Bân thấy hơi mất tự nhiên, chỉ muốn chạy khỏi đó ngay, bị treo trên cây một đêm, hắn suýt chút bị đánh chết. Sao lại ra được thế? Lão huyền đạo lớn tiếng mắng, mặt tối đen như than. Sư phụ ta đã cứu ta ra. Triệu Bân ho gượng gạo, hắn lại lôi sư phụ mình vào. Lúc hắn nói câu đó thì còn không quên liếc mắt nhìn Tử Linh, đừng có vạch trần ta đấy. Xem biểu hiện của ngươi thôi. Tử Linh không nói gì nhưng vẻ mặt thì thể hiện tất cả. Bốc phét, tiếp tục bốc phét đi. Tiểu Linh lung thầm bĩu môi trong bụng. Tử Linh biết sự thật thì cô ta cũng biết sự thật. Sư phụ của ngươi à? Mấy lão già nghe thấy tên của Hồng Uyên thì ai cũng để tâm. Ngày trăng tròn. Triệu Bân vừa nói vừa uống một ngụm rượu. Hắn đã chuẩn bị sẵn trong đầu những gì phải nói, chẳng qua là phải cho một ngày chính xác. Trăng tròn đẹp, trăng tròn yên tĩnh. Lão mập vuốt râu, lão huyền đạo và lão huyền không cũng vậy. Nói thế nào nhỉ, mấy ngày không gặp. Thật sự rất nhớ. Sáng sớm, mới sáng ngày mà Triệu Bân đã ra khỏi biệt huyền, ngày trăng tròn phải chiêu hồn, hắn còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Nguyệt Thần từng nói có cũng được, không cũng được, nhưng với hắn mà nói, chỉ cần có chút tác dụng thì hắn cũng phải chuẩn bị cho đầy đủ, không cho phép có thiếu sót gì. Triệu Bân bình thản ra khỏi biệt huyền khiến người nhà họ Triệu đều ngây ra. Tưởng rằng đã gặp phải quỷ. Mẹ! Chẳng phải hắn đang ở Thương Lang sao? Đại trưởng lão nghe nói còn không tin, khi đích thân đến xem thì lão ta thật sự đã tin, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lão ta chỉ chờ tin Triệu Bân chết để dìu dắt con trai mình lên kế vị, như thế thì có thể đoạt quyền,
giờ thế nào mà Triệu Bân lại quay về rồi? Phế vật! Lão ta thầm mắng trong lòng, người lão ta mắng là Hán Diễm. Dầu gì cũng là chủ của một thành, đến một tên cảnh giới chân linh mà cũng không bắt được sao? Đại trưởng lão, hôm nay sắc mặt không được tốt đấy nhé. Triệu Bân mỉm cười rồi lạnh lùng nói, đằng sau nụ cười là sát ý đáng sợ. Con cháu nhà họ Triệu ta đại nạn không chết ắt có hậu phúc. Đại trưởng lão cười giả tạo, dù trong lòng đang tức giận nhưng vẫn nói lời đẩy đưa. Trông lão ca này lạ mặt thế. Triệu Bân liếc mắt, nhìn sang bên cạnh đại trưởng lão. Bên tay phải của đại trưởng lão còn có một người đàn ông trung niên mặc áo đen. Không phải người của nhà họ Triệu. Triệu Bân liếc nhìn tay trái của người đàn ông trung niên áo đen mà không ai phát giác. Có 6 ngón tay. Vậy thì mọi thứ đều khớp. Pháp sư Tà Ác và Liễu Sĩ Nguyên đều từng nhắc đến người 6 ngón, hôm nay là lần đầu hắn gặp, nhưng cũng có thể chắc chắn sát thủ phế linh mạch của hắn 3 năm trước là người do đại trưởng lão phái đến, còn mẹ của hắn nữa, chắc chắn cũng có liên quan đến tên này. Bạn tốt của ta. Người đàn ông trung niên áo đen vẫn chưa lên tiếng thì đã nghe đại trưởng lão lạnh lùng nói. Khá lắm. Triệu Bân mỉm cười quay lưng đi càng xa. Lúc hắn quay đi có thể nhìn thấy ánh mắt hắn toát lên vẻ sắc lạnh. Phế vật. Đợi sau khi Triệu Bân biến mất dạng, đại trưởng lão liền tỏ vẻ mặt đáng sợ. Câu phế vật đó là đang mắng người 6 ngón. Là do thuộc hạ làm việc bất lực. Người 6 ngón hoảng hốt khom người, toàn thân không kiềm được mà run lên. Đúng vậy, là do hắn ta làm việc bất lực. 3 năm trước, nếu như đích thân hắn ta ra tay thì sao còn có Triệu Bân ngày hôm nay, câu phế vật đó, ngay cả hắn ta cũng muốn mắng nữa là. Đúng là không có kim cương thì đừng miễn cưỡng ôm đồ sứ. Người của La Sinh Môn đâu? Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cơn tức giận. Họ nói tình báo của chúng ta không đúng, đòi thêm tiền. Người 6 ngón vội vã nói, chuyện đó cũng nằm trong dự liệu. Lúc thuê thích khách rõ ràng Triệu Bân đã là một người tàn phế bị cắt đứt linh mạch. Cuối cùng lại là võ tu, hơn nữa lại có thực lực phi phàm, thích sát mấy lần đều thất bại, La Sinh Môn cũng tìm được một lý do tốt, nếu như tình báo chính xác thì họ đã tiêu diệt được Triệu Bân từ lâu rồi. Đưa đi! Đại trưởng lão vừa nghiến răng vừa nói. Chắc là vì lão ta đang tiếc tiền công La Sinh Môn đòi cao ngất ngưởng mà. Nhưng nếu có thể tiêu diệt được Triệu Bân thì lão ta cũng bằng lòng trả số tiền đó. Đúng thật là hao tâm tổn sức. Triệu Bân sớm đã ra khỏi khuôn viên, không kiềm được mà cười lạnh lùng. Hắn không nghe được lời của đại trưởng lão và người 6 ngón nói nhưng Nguyệt Thần thì lại nghe thấy. Lão già hay lắm, mời cả La Sinh Môn cơ đây. Ta đã nói mà, sao lại có nhiều người gây rắc rối cho hắn như thế chứ? Thì ra là đại trưởng lão nhà hắn. Đúng là một người độc ác, tàn nhẫn. Nếu như đã chắc chắn thì phải tính hết nợ. Có điều, hắn không hề nôn nóng chút nào, mọi chuyện cứ đợi cứu sống mẫu thân lại rồi mới tính tiếp. Ôi trời, đấy là Triệu Bân sao? Chẳng phải ở thành Thương Lang sao? Sao lại đi ra từ nhà họ Triệu thế? Đã chạy trốn ra được rồi sao? Thành Vong Cổ lúc sáng sớm vô cùng náo nhiệt. Lúc nhìn thấy Triệu Bân thì lại càng xôn xao hơn. Mấy ngày nay mọi người đồn nhau dần dần, rất nhiều người đến đó xem kịch hay, không ngờ ngoảnh đầu thì hắn lại ở thành Vong Cổ. Người trên phố bàn luận, Triệu Bân không thèm để mắt đến. Vốn dĩ hắn định giấu thêm mấy ngày. Nhưng nghĩ lại thì thôi vậy, sớm muộn gì mỗi ý người cũng biết. Có người kinh ngạc, có người lại lo lắng. Chẳng hạn như thế lực chống đối nhà họ Triệu, hay những gia tộc lớn, hay La Sinh Môn, Huyết Hy Môn gì đấy. Ai nghe thấy tin này cũng tụng lại chửi tục, cơ bản ai cũng ở bên thành Thương Lang, chố mắt chờ trong thành tung tin Triệu Bân chết. Sao có thế chứ? Hán Triều vẫn còn đang ở trong thành la hét, giờ thì ngây mặt ra. Nghe tin xong thì lảo đảo, suýt chút rơi từ trên lưng Huyết Ưng xuống. Chắc chắn là Triệu Bân sao? Sắc mặt Hán Diễm cực kỳ khó coi. Chắc chắn. Quản gia của thành chủ nhỏ tiếng nói. Khốn nạn. Hán Diễm nổi giận. Tung một chưởng khiến chiếc bàn nát vụn, một ngụm máu tươi trào lên không biết nên nôn ra hay nuốt vào, hành động rầm rộ như thế, đến cả quân đội cũng bị kéo vào mà cuối cùng Triệu Bân lại không có trong thành Thương Lang. Lần này lão ta nổi tiếng rồi.
Lần này Thành Thương Lang cũng nổi tiếng rồi. Lão ta và Thành Thương Lang đều sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Hèn gì lại không tìm ra. Quản gia thành chủ ho khẽ, gượng gạo cảm thán một câu. Người không có ở đây mà tìm ra được mới lạ. Nhưng ông ta thắc mắc, tò mò là tại sao Triệu Bân chạy ra khỏi đây được, cả thành đã bị phong tỏa, không có đường lên trời cũng không có đường xuống đất, mẹ nó, sao tên đó lại chạy ra được. Cuối cùng Thành Thương Lang cũng mở cửa. Cửa lớn được mở ra, quân đội được đưa vào thành cũng nối đuôi nhau rời khỏi. Mẹ nó, gặp ma thật rồi. Những người trước đây vì đuổi giết Triệu Bân mà vào thành rồi bị nhốt lại bên trong cũng ùn ùn ra ngoài. Cũng không biết nên mắng Triệu Bân hay nên mắng Hán Diễm nữa. Bị nhốt 3-4 ngày mà không tìm được gì, vậy làm thành chủ làm gì? Đúng là gặp ma thật rồi. Giống như bọn họ, người của các thế lực ở bên ngoài thành cũng đang mắng chửi. Động tĩnh lớn như thế mà nhân vật chính lại không có ở đây, rõ ràng là đang tấu hài mà. Trước đây cửa thành đóng chặt, ai cũng muốn vào trong xem thử. Bây giờ cửa thành đã mở nhưng lại không có ai muốn vào nữa. Ai về nhà nấy? Triệu Bân đâu có ở thành Thương Lang, quỷ mới muốn vào đó lãng phí thời gian. Cấm tiết lộ ra ngoài, nếu không phải tự chịu hậu quả. Thành Thương Lang đã mở cửa, thành vong cổ lại làm căng. Dương Hùng cũng ra lệnh, điều động quân đội vào thành. Lão ta muốn chuẩn bị trước ấy mà. Phần lớn các thế lực đều trở về từ bên thành Thương Lang, không chừng mọi người sẽ tụ tập hết ở thành vong cổ, vậy thì phải duy trì tốt trật tự. Bên này, Triệu Bân đã trở về với rất nhiều thu hoạch. Tất cả đều là những thứ cần cho việc chiêu hồn, chẳng hạn như giấy tiền, bùa vàng, hắn đều chuẩn bị rất nhiều. Hắn vừa mới ra khỏi cửa hàng thì đã gặp một bóng dáng quen thuộc. Đó là Vân Phượng sư phụ của Liễu Như Nguyệt, không ngờ cô ta lại ở trên đường phố của thành vong cổ. Dáng vẻ giống như một thần tiên không nhuốm bụi trần, lạnh lùng, cao ngạo, không thuộc về phàm trần, không hổ là sư đồ, thần thái đó giống hệt như Liễu Như Nguyệt. Nói không chừng Liễu Như Nguyệt cũng học từ sư phụ của cô ta mà ra. Con bé không phải là người ngươi có thể động vào. Lúc đi ngang qua Triệu Bân, Vân Phượng đã nói một câu. Con bé trong lời của bà ta là đang chỉ Liễu Như Nguyệt. Đường đường là thể thiên linh, sao người trần như Triệu Bân có thể sánh được? Tiền bối nghĩ nhiều rồi. Triệu Bân thuận miệng đáp lại, ta có vợ và là người rất trung tình. Về việc trêu chọc đồ đệ của bà thì hãy tìm Tú Nhi nhà ta. Ánh mắt Vân Phượng đầy vẻ khinh bỉ, cô ta biến mất trong đám đông như một vị tiên nữ không nhuốm bụi trần, đi đến đâu cũng được mọi người ngước nhìn. Có rất nhiều người nhìn đến thất thần. Ta nói cho mà biết, Hoa Dương đã bị ta giết chết. Triệu Bân cầm một linh quả, cắn một cái thật mạnh. Đương nhiên hắn không dại gì mà nói ra, nhưng nếu như còn muốn tìm Hoa Dương thì chỉ có thể đến âm tào địa phủ. Nói thật lòng ta cũng thấy bà ta chướng mắt. Triệu Bân đang đi, không biết thằng nhóc tóc tím ở đâu chạy ra, đi ngang hàng với Triệu Bân. Suốt dọc đường nó đều bĩu môi. Cùng là người của Thiên Tông nhưng quan hệ của họ chẳng tốt đẹp gì. Tại sao ngươi lại không ở lại trong Thiên Tông? Triệu Bân tò mò nói. Vấn đề này hắn đã muốn hỏi từ lâu rồi. Giống như ngươi ngày xưa, bọn ta đều bị điều ra ngoài. Nhóc tóc tím nhún vai, Thiên Tông không đơn giản như ngươi nghĩ, cục diện giữa các thế lực rất phức tạp, cũng phải trách sự thay đổi quyền lực, có người lên chức thì cũng có người gặp nạn. Là vậy à? Triệu Bân vừa nghe là hiểu ngay. Xem ra mấy người như Lão Huyền Đạo, Lão Mập, thằng nhóc tóc tím và Xích Hiên đều thuộc nhóm gặp nạn, còn kiểu như Vân Phượng và Hoa Dương thì đa phần là phe được lợi, một người đắc đạo, cả họ được nhờ, đạo lý đó không khó hiểu. Chuyện này tự dưng lại khiến hắn thấy kiêng dè Thiên Tông hơn. Giống như Chư Cát Huyền Đạo, cũng như Lão Mập, họ đều là cảnh giới địa tạng thật sự, vậy mà lại bị đuổi ra khỏi tông môn. Vậy thì thế lực của Thiên Tông phải đáng sợ đến mức nào? Còn có hoàng tộc. Hoàng tộc mới là nguồn gốc của sự thay đổi quyền lực. Vì Thiên Tông sống là để bảo vệ hoàng tộc, bên trong chắc hẳn phải có rất nhiều bí mật. 2-3 ngày thoáng chốc trôi qua. Tối nay, trăng tròn lên cao, ánh sáng trong vắt. Triệu Bân lại trùm áo khoác đen, che đậy thân phận, ngồi trong đình nghỉ mát trong vườn.
sau đó thì để lộ ra một tia khí tức thiên võ. Vù, vù, vù. Không bao lâu thì nghe thấy tiếng gió mạnh thổi ào ào. Lão Mập là người nhanh chân nhất, Chư Cát Huyền Đạo cũng không hơn không kém, sau ông ta là thằng nhóc tóc tím, Xích Hiên, nhóc ham tiền và nhóc mập đen, đương nhiên không thiếu phần của Dương Hùng và Lão Huyền không, đến cả Tử Linh cũng đã đến. Tử Linh đến đây chủ yếu là để xem kịch. Muốn xem thử Triệu Bân bịp người khác như thế nào, có phải thật sự sẽ mặt không đỏ, thở không gấp không? Triệu Bân nhìn thấy bà ta thì không khỏi có cảm giác lo lắng. Sở dĩ hắn dùng thân phận của Hồng Uyên là vì chiêu hồn cần sự giúp đỡ của mọi người. Tú Nhi, tối nay đừng phá đấy. Những lời như thế không biết Triệu Bân đã làm nhảm bao nhiêu lần rồi nữa. Nguyệt Thần không trả lời. Vào thời khắc quan trọng thì bản thân luôn đáng tin. Triệu Uyên cũng đã hớt hải chạy đến, lần trước ông ấy không đến kịp, lần này thì đã đến kịp rồi. Tên nhóc Triệu Bân đâu rồi? Nhóc mập đen lẩm bẩm rồi nheo mắt. Chẳng phải đang đứng bên đấy sao? Tử Linh và Tiểu Linh Lung đều biết rõ, Hồng Uyên đó chính là Triệu Bân. Xin chào tiền bối. Mọi người đều khom lưng chắp tay chào hỏi. Đến Tử Linh cũng phải làm cho có. Giảm thọ mất thôi. Triệu Bân thầm ho gượng trong lòng. Phần lớn những người có mặt ở đó đều là lão tiền bối, trong đó còn có phụ thân của hắn, họ hành lễ với hắn thì chẳng phải hắn sẽ tổn thọ sao? Nếu phải tổn thọ thật thì chắc chẳng còn sống được mấy năm nữa rồi, có điều, để chiêu hồn, cứu sống lại mẫu thân thì dù có tổn thọ cũng đáng. Ta tìm các vị là có việc cần nhờ. Triệu Bân lạnh lùng nói, kỹ thuật diễn xuất vẫn điệu nghệ như thường ngày. Người đừng nói vậy, cứ dặn dò là được. Thằng nhóc tóc tím cười he he, đấy là vinh dự to lớn mà. Triệu Bân mỉm cười, nhìn sang Triệu Uyên. Triệu Uyên hiểu ý, vội vã đi trước dẫn đường. Triệu Bân đã nói trước với ông ấy từ sớm, Hồng Uyên sẽ chiêu hồn vào ngày trăng tròn. Hắn biết, mọi người đều đã mất hết sự sáng suốt. Bao gồm cả bọn Tiểu Linh Lung, cũng cùng nhau đi vào phòng của Triệu Uyên. Ù, một âm thanh vang lên, cửa địa cung lại được mở ra. Ây già, mọi người đều nheo mày, không ngờ trong phòng còn có cơ quan. Sau khi vào trong địa cung, mọi người đều nhích mày rồi lại cho mày. Đây là thê tử của ta, mẹ của Triệu Bân. Triệu Uyên không che giấu, lúc nói chuyện thì ánh mắt đầy vẻ bi thương. Chuyện này, mọi người ngước mắt nhìn nhau. Đặc biệt là Lão Huyền Đạo, ở trong thành vong cổ lâu như thế, đương nhiên ông ta biết quá khứ của Triệu Bân. Nhiều năm về trước, mẹ của Triệu Bân đã qua đời nhưng thật không ngờ, xác vẫn còn được giữ lại, Triệu Uyên đã thay xà đổi cột sao. Ông ta biết thì những người khác cũng biết, ai cũng nghe nói không ít. Đấy là, đèn Trường Minh sao? Tử Linh thầm thấy kinh ngạc trong lòng, cô ta đang nhìn chiếc đèn đá đặt trên giường băng ngọc. Cô ta cũng chỉ mới nghe nói về nó. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy, không ngờ nhà họ Triệu lại có vật trong truyền thuyết này. Phù Dung. Tiểu Linh Lung khẽ lẩm bẩm, hình như có quen mẫu thân của Triệu Bân. Người phụ nữ đang nằm trên giường băng ngọc đó có tên tuổi ngang ngửa với Đào Tiên Tử. Đều là thợ thêu của hoàng tộc. Một người là Song Phượng Đào Hoa, một người là Đơn Phượng Phù Dung, cả hai đều nổi danh khắp thiên hạ. Nhưng rất nhiều năm về trước, Phù Dung đã biến mất khỏi thế gian. Không ai biết bà ấy đã đi đâu. Thật không ngờ, lại làm vợ của Triệu Uyên ở thành vong cổ. Niềm vui này thật sự khiến cô bé cảm thấy quá bất ngờ. Ta tìm các vị đến đây, là để chiêu hồn cho bà ấy, Triệu Bân mỉm cười và nói. Mọi người đều ngạc nhiên, hoặc cũng có thể nói là ngơ ngác. Nếu như lời đồn là thật thì bà ấy đã chết gần được 10 năm rồi thì phải, còn có thể cứu sống lại sao? Có thể. Có thể. Triệu Bân nói một cách nghiêm túc, giọng điệu rất khẳng định. Mọi người nhìn nhau, thành thật mà nói, bọn họ cũng không tin lắm. Tuy nhiên, Hồng Uyên đã lên tiếng thì chắc là có thể, phương pháp của nhân vật đệ nhất thiên hạ mà, người bình thường không thể nào lý giải được, có thể ông ta thật sự sẽ tạo ra được một kỳ tích. Tên nhóc này thật sự có sức mạnh to lớn như vậy sao? Tiểu Linh Lung nói thầm, Tử Linh cũng lẩm bẩm. Ở đây cũng chỉ có hai người biết được thân phận của Triệu Bân, nếu là Đại Hạ Hồng Uyên thì không sao, nhưng còn Triệu Bân, chẳng qua chỉ là một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh,
nếu như hắn có thể mang một người đã chết gần 10 năm trở về dương gian, vậy thì đúng là rất dọa người. Nhập trận. Triệu Bân lại mở miệng, hắn đã bố trí xong trận pháp từ trước. Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng đều tự động tản ra tìm các đầu trận tuyến, trên từng đầu trận tuyến đều đã viết tên của mỗi người, chỉ cần tìm tới là được, ngay cả Tiểu Linh Lung cũng có vị trí của mình, cái đầu nhỏ đang lắc qua lắc lại đi tìm vị trí đó. Chiêu hồn trận. Chư Cát Huyền Đạo chống tay nhìn trận pháp xung quanh rồi nói. Lão Huyền không rất thâm thúy, tất nhiên cũng đã từng nghe qua tên của trận pháp này rồi. Bút tích của Hồng Nguyên quả nhiên không tầm thường. Lão mập tặc lưỡi, đây là lần đầu tiên lão ta nhìn thấy chiêu hồn trận. Tại sao không có chỗ của ta? Thằng nhóc tóc tím nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy vị trí viết tên của mình. Triệu Bân khoát tay, rồi nhét cho nó một cái túi lớn. Trong túi có đầy giấy tiền vàng bạc. Giải những thứ này ở đây là được. Thằng nhóc tóc tím cười, được rồi, nó sẽ giải thật nhiệt tình. Bên này, Triệu Bân lại đưa cho Triệu Uyên một lá cờ lớn. Chính xác mà nói, đây là một lá cờ chiêu hồn tự chế, có khắc những hoa văn cổ xưa mà trong số những người ở đây không ai có thể hiểu được, Triệu Bân khắc được nó là bởi vì Nguyệt Thần đã truyền dạy. Đến đây, cầm lấy. Triệu Bân lấy hai đóa hoa hồn linh ra, đưa một đóa cho Tiểu Hắc Mập và một đóa cho nhóc hám tiền. Hai người này đứng ở vị trí chủ âm và chủ dương, cũng chính là đầu mối của toàn bộ trận tuyến. Tất cả những việc này đều là do Nguyệt Thần dặn dò cụ thể. Hắn nghĩ, có lẽ là do ngày sinh của hai người này. Hoặc là do huyết mạch của hai người này. Hoa hồn linh. Tất cả mọi người đều giật mình, không thể nào tin được. Tương truyền, hoa hồn linh đã biến mất trên thế gian từ lâu. Bọn họ cũng chỉ có thể nghe qua danh tiếng của nó, không ngờ lại có thể nhìn thấy nó ở đây, hơn nữa còn có tận hai đóa. Người xâm nhập vào hang động quỷ minh thật sự là Hồng Nguyên. Lão Huyền không thầm nói, chính lão ta đã nghe được tin tức hoa hồn linh có ở cấm địa cho nên đã báo cho Triệu Bân biết, bây giờ hai đóa hoa hồn linh đã xuất hiện ở đây, như vậy càng có thể xác minh được phán đoán của lão ta, đêm đó cảnh giới thiên võ bước ra khỏi hang động quỷ minh chắc chắn là đại hạ Hồng Nguyên. Lão ta chỉ đúng một nửa. Hai đóa hoa hồn linh này không cùng nằm trong hang động quỷ minh. Trong số đó có một đóa mà Triệu Bân đã nhọc lòng lừa được của thành chủ thành Thương Lang. Thật quá đáng sợ. Tiểu Linh Lung và Tử Linh lại kinh hãi, hai người cũng biết về chuyện có một nhân vật cảnh giới thiên võ bước ra khỏi hang động quỷ minh, lần này xem ra, nhân vật đó không phải là đại hạ Hồng Nguyên mà chính là Triệu Bân. Đó là nơi mà ngay cả cảnh giới thiên võ tiến vào cũng khó bảo toàn được tính mạng. Thiếu chủ Triệu gia làm sao có thể sống sót bước ra khỏi cấm địa chứ? Mỗi một khắc lắc một lần. Triệu Bân lấy một cái chuông nhỏ đưa cho Xích Hiên. Đây là chuông chiêu hồn, trên cái chuông còn có dán một lá bùa vàng gấp thành hình tam giác. Triệu Bân vẫn chưa dừng lại. Ở đây có bao nhiêu người, hắn đều đưa cho mỗi người cầm một món đồ vật khác nhau. Chẳng hạn như bùa, nến đỏ và xạ hương, việc này cũng là do Nguyệt Thần dặn dò. Bây giờ hắn đã có đèn trường minh, hoa hồn linh, chiêu hồn trận, đêm trăng rằm. Tất cả mọi thứ trợ giúp cho việc chiêu hồn đều đã được bày ra trước mắt, nếu như còn không thể hồi sinh được phù dung, thì chỉ còn có cách xuống âm tào địa phủ tìm hồn phách mà thôi. Đi một vòng qua tất cả mọi người, cuối cùng Triệu Bân mới khoanh chân ngồi xuống. Mọi người ai cũng đều hít sâu một hơi. Chuyện này có liên quan đến mạng người, cho nên cũng không ai dám lơ là. Tất nhiên, bọn họ cũng đều đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Đêm nay, bọn họ có thể sẽ được chứng kiến một điều kỳ diệu. Chỉ là một chiêu hồn trận nho nhỏ mà cũng làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật mất mặt. Nguyệt Thần thở dài một tiếng, nếu như cô ta còn thần lực thì cũng không cần phải phiền toái như vậy. Chiêu hồn cái gì chứ, cô ta chỉ cần gặp trực tiếp Diêm Vương nói một lời là xong. Tuy vậy, bây giờ cô ta chỉ còn một tia tàn thức, vẫn nên tập trung chiêu hồn thì tốt hơn. Bộ dạng lúc này của cô ta tốt hơn hết là không nên chọc giận Diêm Vương, nếu như để cho lão ta tức giận lên thì mất đi bài vị chỉ là chuyện nhỏ, có khi còn bị đánh cho hồn bay phách lạc. Bắt đầu, Triệu Bân nhẹ nói, khoanh chân ngồi xuống, hai tay đan vào nhau. Tiếp đó, hắn niệm một loạt chú ngữ kỳ lạ, không ai có thể hiểu được.
chỉ thấy khi chú ngữ niệm ra thì từng đạo trận văn của chiêu hồn trận đều lóe lên ánh sáng, có một nguồn năng lượng kỳ dị tràn ngập, hòa với ánh trăng sáng chiếu xuống mặt đất, xuyên qua vách đá chiếu lên thân thể của Phù Dung, khiến cho thân thể mềm mại của bà ấy dần dần trở nên rạng rỡ. Leng keng, tiếng chuông lanh lảnh vang lên, Xích Hiên đang rung chuông chiêu hồn. Thằng nhóc tóc tím đứng ở bên ngoài, cầm cái túi giải giấy tiền vàng bạc. Phù Dung, Triệu Uyên dùng hết sức bình sinh phất cờ chiêu hồn. Mọi người hiện tại đều không nhàn rỗi, mỗi người đều có việc để làm. Mẹ, mẹ có nghe thấy không? Ngoài mặt Triệu Bân vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang thổn thức kêu lên. Ngọn đèn trường minh chậm rãi sáng, dấy lên ngọn lửa màu xanh biếc. Lại nhìn sang hai đóa hoa hồn linh, chúng đang héo úa nhanh đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, còn có một tia hào quang mà mắt thường không thể nhận ra đã bay vào trong thân thể của Phù Dung. Đó chính là hồn lực. Hồn lực dung nhập, mang cho Phù Dung đang bị đóng băng thêm được một tia sinh khí. Tất nhiên, hồn lực bên trong thân thể Phù Dung lúc này không phải là của bà ấy, mà chỉ là của hai đóa hoa hồn linh mà thôi. Linh hồn của Phù Dung còn chưa triệu hồi lên được, bà ấy vẫn là một người chết. Thi thể sẽ không vùng dậy chứ? Thằng nhóc tóc tím vừa giải giấy tiền vừa lẩm bẩm. Thi thể sẽ không vùng dậy. Nếu hỏi thì Nguyệt Thần sẽ trả lời như vậy. Người đã chết thì hồn cũng rời khỏi dương gian, nhưng việc âm khi xâm nhập vào nhiều hay ít còn tùy thuộc vào nơi chôn cất. Giống như thi thể của vua Am Nguyệt được chôn sâu trong mặt đất thì hàng năm đều hấp thu âm khí, cho nên thi biến là chuyện có thể xảy ra. Còn thi thể của Phù Dung thì khác. 10 năm nay đều được phong ấn trên giường bằng ngọc, chẳng những bảo tồn được thân thể mà còn ngăn cách được âm khi gia chủ Triệu gia đúng là cũng có chút hiểu biết. Thi thể được bảo quản nguyên vẹn thì không sợ bị âm khí ăn mòn. Đây là điều kiện tiên quyết nhất để chiêu hồn. Nhưng cũng không có gì là tuyệt đối. Có một số chuyện ở phàm giới không làm được, nhưng đến tiên giới thì lại khác. Tú Nhi, linh hồn của mẹ ta đã trở lại chưa? Triệu Bân vừa niệm chú vừa thấp giọng hỏi trong thần thức. Ngươi tưởng chiêu hồn dễ dàng như vậy sao? Nguyệt Thần nói, ngụ ý rất rõ ràng, cứ tiếp tục niệm chú chiêu hồn đi. Thay đổi, màu sắc đã thay đổi rồi. Tiểu Hắc Mập la lớn, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trường minh. Không cần gã nói, tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn thấy, ngọn lửa vốn có màu xanh biếc tự nhiên lại biến thành màu đen, một ngọn lửa màu đen vô cùng quỷ dị. Hơn nữa còn mang đến cho người ta dự cảm rất xấu. Sao lại biến thành màu đen? Khi Triệu Bân nhìn thấy điều đó, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Hắn đã xem qua thiên thư huyền môn, đối với thuật chiêu hồn cũng có trình bày. Đèn trường minh bùng lên ngọn lửa màu đen, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Tú Nhi. Bất lực, hắn lại nhìn Nguyệt Thần. Chuyện này thú vị rồi đây. Nguyệt Thần nói. Cô ta đã nhìn ra vấn đề nằm ở đâu rồi. Lạch cạch. Tiếng xích sắt bị kéo lê vang lên, không biết bắt nguồn từ đâu. Âm thanh kỳ lạ này khiến mọi người trở nên căng thẳng. Cùng lúc đó, mọi người đều nhìn về phía một bức tường. Trên bức tường lại hiện ra một cánh cửa tối đen, trên cửa khắc đầy hoa văn hắc ám, âm thanh xích sắt kéo lê là từ phía sau cánh cửa vọng ra. Đó là gì? Mấy người chưa cắt huyền đạo cũng không khỏi giật mình. Cổng minh giới. Triệu Bân lẩm bẩm, lông mày nhíu lại thành một đường thẳng. Ngồi đi, chuyện này giao cho thần linh. Nguyệt Thần lại lấy ra một chiếc gương, vẫn nhàn nhã vuốt lại mái tóc hư ảo, giống như không có việc gì xảy ra. Việc mà cô ta chuyên nghiệp nhất đó chính là lừa người. Trong cục diện lần này chắc là cô ta cũng chỉ có thể tiếp tục lừa người. Ông! Cổng minh giới mở ra. Một luồng âm phong không thuộc dương gian thổi ra ngoài, khiến cho tất cả mọi người dùng mình, lại nhìn vào sâu bên trong phía sau cổng minh giới, bọn họ chỉ thấy một mảng tối đen, giống như thông thẳng xuống địa phủ, càng nhìn lâu thì càng cảm thấy tinh thần bị xâm lấn. Ngoài ra, còn có tang khúc nổi lên. Không sai, là tang khúc, chính là tiếng lệ quỷ kêu rên khi đưa tang người chết đan xen với tiếng cười quỷ dị âm hiểm, vô cùng đáng sợ. Ô ô ô! Ngay sau đó, có một người đi ra khỏi cổng minh giới, người này trông rất mờ ảo, toàn thân mặc đồ đen, thân hình vặn vẹo, chỉ lộ ra một đôi mắt màu xanh lá cây u ám. Trong tay của người đó còn cầm một sợi xích sắt dài. Đó chính là xích sắt minh phủ trong truyền thuyết,
chuyên dùng để trói hồn phách của vong linh. Kẻ đó, là quỷ sao? Tiểu Hắc Mập tò mò liếc mắt lên xuống. Quỷ sai. Mấy lão già đều lẩm bẩm nói. Vị này hiển nhiên là quỷ sai ở âm tào địa phủ. Chính là vị thường có mặt khi trong nhà có người chết. Mặc dù nghe nói là vậy, nhưng bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua, đây là lần đầu tiên gặp phải. Bầu không khí lúc này thật sự rất thú vị. Chiêu hồn trận chẳng những không thể chiêu được hồn của Phù Dung mà còn đưa tới một vị quỷ sai. Ngươi đã phá vỡ quy tắc. Quỷ sai hừ lạnh, không nhìn mọi người, chỉ nhìn Triệu Bân. Ngươi không đủ tư cách, gọi Diêm Vương nhà ngươi tới đây. Triệu Bân thản nhiên nói, kỳ thực là Nguyệt Thần đang nói. Lời nói này lạnh như băng, lại vô cùng uy nghiêm, là do Nguyệt Thần đã dùng võ hồn của Triệu Bân bộc phát ra uy áp vô thượng. Loại uy áp này đối với con người thì vô dụng, nhưng đối với quỷ sai thì đó chính là một loại khí tức hủy diệt. Lời nói đó thật sự có tác dụng. Một khắc trước, quỷ sai còn toát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Nhưng chỉ trong chớp mắt sau đó, quỷ sai không thể nào đứng vững, thân thể càng lúc càng vặn vẹo. Không còn nhìn thấy uy áp của một quỷ sai đâu nữa. Tất nhiên, nhìn vào trạng thái của quỷ sai, có thể đoán được rằng quỷ sai đang rất sợ hãi. Quỷ sai sợ hãi đến nỗi khiến cho những người có mặt cũng bị kinh hãi theo. Diêm Vương, vị chúa tể của âm tào địa phủ trong truyền thuyết. Vậy mà lại có một kẻ dám nói ra tên của vị đó nhẹ bẫng như nói ra tên của loại tôm tép nào đó, hơn nữa lại còn toát ra khí thế bức người, hào quang quanh thân tỏa ra vô cùng chói mắt. Triệu Bân vẫn rất bình tĩnh. Tú Nhi nhà hắn chính là một vị thần hàng thật giá thật. Thần linh mà, tất nhiên sẽ tự có uy áp của mình, hiển nhiên đây không phải là thứ mà Diêm Vương có thể so sánh. Bầu không khí bên trong địa cung nhất thời trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều càng lúc càng cảm thấy kinh hãi. Dám gọi Diêm Vương tới, hắn lấy khí phách này ở đâu ra vậy? Lúc này, ngay cả Tử Linh và Tiểu Linh Lung đều không khỏi liếc nhìn về phía Triệu Bân. Làm sao có thể? Quỷ sai cũng kinh hãi. Quái lạ, một phàm nhân nho nhỏ sao lại có uy áp đến vậy? Làm phiền rồi. Quỷ sai cười khan một tiếng, rồi quay đầu định rời đi. Quay lại đây. Nguyệt Thần lại mở miệng, hung hăng vươn vai. Quỷ sai giật mình, lại đứng bất động, có chút muốn tè ra quần. Triệu Bân phất tay áo, một tờ giấy tiền bay tới. Đây, dùng để chuộc lại linh hồn của bà ấy. Đủ rồi đó. Nguyệt Thần thản nhiên nói thông qua miệng của Triệu Bân. Hù ngươi thôi. Phải ra oai một chút. Quan trọng nhất vẫn là lấy lại được linh hồn của Phù Dung. Đủ, đủ rồi. Quỷ sai cười, cầm lấy tờ giấy tiền rồi bỏ chạy. Sau đó, người ta nhìn thấy một bàn tay đen thui lại đang vươn ra từ phía sau cánh cửa. Đó là tay của quỷ sai. Bởi vì vẫn còn nhiều giấy tiền vương vãi trên mặt đất, cho nên quỷ sai mới thò tay ra lấy tiếp một nắm. Khóe miệng của Triệu Bân khẽ giật giật. Đúng là một tên quỷ sai hám tiền. Thật sự quá thú vị, đi một hồi rồi còn quay lại gom thêm một nắm giấy tiền. Quỷ sai kiểu này, đúng là ít gặp. Quỷ sai đi rồi à? Giấy tiền ở dương gian, dưới âm phủ cũng có thể sử dụng được sao? Không hổ là nhân vật đệ nhất thiên hạ, ngay cả quỷ sai cũng bị dọa chạy. Mọi người xì xào bàn tán, thần sắc vô cùng kính sợ. Không chỉ kính sợ. Mà còn cảm thấy rất quái lạ. Hóa ra quỷ sai cũng không đáng sợ đến thế, cũng rất dễ nói chuyện. Tên nhóc này, cũng quá. Thần sắc của Tử Linh và Tiểu Linh Lung vô cùng phấn khích. Bản lĩnh hù dọa của thiếu chủ Triệu gia quả nhiên không tầm thường, không chỉ dọa được người phàm mà còn dọa được quỷ sai, vậy mà mặt hắn cũng không đỏ, tay chân không hề run rẩy. Nói bừa, bà đây sợ gần chết. Nguyệt Thần ho khan, đưa tay lên lau mồ hôi. Cô ta thật sự rất sợ quỷ sai kia quay đầu tìm Diêm Vương tới thật, như vậy thì cũng không cần chiêu hồn nữa, cô ta cùng Triệu Bân chắc chắn sẽ được thỉnh xuống âm tào địa phủ uống trà. Nói thật thì quỷ sai hoàn toàn có thể làm như vậy, nhưng khả năng rất nhỏ. Nếu so sánh với dương gian, thì quỷ sai cũng tương đương với bộ khoái. Mà Diêm Vương thì tương đương với hoàng đế,
bộ khoái không dám đi tìm hoàng đế, cũng như không thể dễ dàng tìm gặp hoàng đế, tương tự như vậy thì vị trí của quỷ sai cũng xa tít tắp so với Diêm Vương. So với việc đi tìm Diêm Vương, thì việc cầm tiền rời đi sẽ dễ dàng thoải mái hơn. Vì hiểu như vậy cho nên cô ta mới dám thị uy, cô ta chắc chắn quỷ sai không dám tìm Diêm Vương, hơn nữa uy áp của cô ta thật sự đã khiến cho quỷ sai khiếp đảm. Hợp tác đôi bên cùng có lợi. Bọn họ có hồn phách thì quỷ sai có giấy tiền, dại gì mà không làm. Sớm biết có thể mua chuộc quỷ sai thì ta đã chẳng bày vẽ phiền toái thế này. Nguyệt thần lại ngồi trên mặt trăng lẩm bẩm một mình. Lời này không sai, có mối quan hệ tốt với quỷ sai còn hữu dụng hơn bày ra thuật chiêu hồn, thậm chí còn không cần dùng tới hoa hồn linh, ngay cả chiêu hồn trận cũng không cần bố trí, lại càng không cần nhiều người như vậy đến hỗ trợ, chỉ cần một ngọn đèn trường minh là đủ rồi. Ông! Trong khi đó, cổng minh giới đã đóng lại. Sau khi cổng minh giới đóng lại, ngọn đèn trường minh khôi phục lại ánh sáng xanh biếc bình thường, hơn nữa còn có hồn phách bay ra, dưới ánh mắt theo dõi chăm chú của mọi người, hồn phách đó đã bay vào trong cơ thể của Phù Dung. Chuyện này chắc chắn là do quỷ sai làm, nhận tiền tài của người thì trả hồn phách lại cho người. Người xưa nói rất đúng, có tiền có thể điều ma khiển quỷ. Hôm nay, câu nói đó đã được mọi người ở đây chứng thực. Hóa ra quỷ sai không đáng sợ đến như vậy, cũng rất dễ nói chuyện. Chuyện có thể giải quyết được bằng tiền thì cũng không tính là chuyện lớn. Quỷ sai đã đi rồi, đã đến lúc chứng kiến kỳ tích. Nhìn sang Phù Dung, bà ấy vốn đang nằm yên bất động thì ngón tay út lại đột nhiên hơi động đậy, thân thể toát ra sinh khí như một đốm lia dân lan rộng trên thân thể, dần dần có nhịp đập của trái tim, máu huyết đông cứng 10 năm qua cũng chậm rãi lưu động, hai má trắng bệch dần dần ửng hồng trở lại. Thật sự, sống lại rồi sao? Mọi người khiếp sợ, hai mắt trợn to. Mặc dù Phù Dung vẫn chưa tỉnh lại nhưng sức sống của bà ấy đã dần hồi phục, việc bà ấy tỉnh lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Những nghi ngờ trước đây cuối cùng cũng đã có câu trả lời. Người chết gần 10 năm thật sự có thể trở về dương gian. Chỉ trong chớp mắt, mọi người đều nhìn về phía Triệu Bân mặc hắc bào. Đúng là đệ nhất thiên hạ. Quá thần thông. Thật sự khiến cho người ta khiếp sợ. Tử Linh khẽ lẩm bẩm, cô ta chắc chắn sẽ không tin vào chuyện này nếu như không được tận mắt chứng kiến. Tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh này thật sự có sức mạnh to lớn, có thể xoay chuyển càn khôn. Cho dù là sư tôn có khi cũng không thể làm được. Tiểu Linh Lung vô cùng kích động, có thể khiến cho Phù Dung hoàn dương, đúng là thủ đoạn thông thiên. Thân thể của Triệu Bân khẽ run lên, cố gắng kìm nén nước mắt. Nếu như không phải tình huống không cho phép, thì hắn nhất định sẽ quỳ trước giường băng ngọc mà khóc. Hắn đang sắm vai đại hạ Hồng Uyên, hắn còn phải tiếp tục diễn, không thể làm bại lộ thân phận. Hắn phải kiềm chế, nhưng Triệu Uyên thì không cần. Phù Dung. Cha của hắn đã lao tới giường băng ngọc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Triệu Bân lập tức xoay người rời đi nhanh như gió. Hắn muốn cởi bỏ hắc bào càng sớm càng tốt, trở lại với tư cách là Triệu Bân. Đi thôi. Mọi người tuy vẫn còn chưa hết kích động, nhưng cũng đều đứng lên, lui ra yên lặng không một tiếng động. Bọn họ hiển nhiên không thích hợp ở lại đây, âm dương cách biệt 10 năm, hai vợ chồng hẳn có rất nhiều lời muốn nói với nhau. Đây, là đâu? Phù Dung tỉnh lại, sau gần 10 năm. Bà ấy lại mở mắt ra. Có lẽ vì đã chết quá lâu, sau khi mở mắt thì ánh mắt của bà ấy vẫn đờ đẫn như một con rối, thần sắc nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng, lặng yên nhìn lên trần. Phù Dung. Triệu Uyên nghẹn ngào gọi. Thanh âm của ông ấy trầm khàn. Lúc này Phù Dung mới chậm rãi đảo mắt, ánh mắt trống rỗng dần trở nên hoang mang, trong hoang mang còn có một tia tỉnh táo, một tia xúc động. Mọi thứ đều hóa thành giọt lệ lấp lánh phản chiếu dưới ánh lửa nến. Ta, không phải đã chết rồi sao? Sư tôn của Bân Nhi, Đại Hạ Hồng Uyên, đã khiến cho nàng sống lại. Sư tôn, Hồng Uyên. Chuyện đó không quan trọng. Triệu Uyên không nhịn được nữa, mãnh liệt ôm Phù Dung vào trong lòng, giống như đã dùng hết sức bình sinh muốn đem phu nhân hòa vào bên trong cơ thể của mình. Xa cách đã gần 10 năm rồi, cuối cùng nàng cũng đã trở về. Ngươi đã chạy đi đâu vậy? Sư tôn của ngươi đã tới đây, còn khiến cho mẹ của ngươi sống lại nữa. Bên này,
mọi người vừa mới ra khỏi cửa đã gặp Triệu Bân vội vàng chạy tới. Từ khi Hồng Uyên tới thì không thấy mặt của Triệu Bân đâu. Tốt xấu gì thì hắn cũng là đồ nhi của Hồng Uyên. Tốt xấu gì thì hắn cũng là con trai của Phù Dung. Sao hắn lại có thể thờ ơ với chuyện có liên quan tới mình như thế chứ? Hắn phải sắm vai Hồng Uyên, cho nên hắn làm sao có thể có mặt lúc đó được. Tử Linh và Tiểu Linh Lung biết rất rõ. Nhưng hai người cũng không vạch trần Triệu Bân. Xa cách 10 năm mới có thể gặp lại mẹ mình, tâm tình này hai người có thể hiểu được. Mẹ! Triệu Bân lao vào địa cung như điên. Tiếng gọi của Triệu Bân cũng đã xả ra hết biết bao nhiêu đau đớn trong suốt 10 năm trời, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của hắn. Con trai! Một nhà ba người cuối cùng cũng đã được đoàn tụ. Khiến cho ta cũng muốn khóc theo. Tiểu Hắc Mập cúi đầu, vội vàng lau nước mắt. Gã chưa từng gặp mẹ của mình, gã cũng muốn được gọi lớn một tiếng mẹ đầy sảng khoái như vậy. Hồng Uyên tiền bối lại đi rồi sao? Thằng nhóc tóc tím lẩm bẩm, nó còn đang muốn Hồng Uyên giúp nó trị bệnh mà. Bệnh của nó chính là hình thái cơ thể có vấn đề. So với tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Tiểu Linh Lung thì nó là người thấp bé nhất. Đêm nay thật không uổng công. Đám đông tụ tập trong tiểu viện hết sức xúc động. Ngày hôm nay ai cũng được mở mang đầu óc, tâm tình kích động không thôi. Kích động nhất vẫn là Tử Linh và Tiểu Linh Lung. Nếu như người đó thực sự là Hồng Uyên thì họ còn có thể chấp nhận. Vấn đề ở đây, người đó lại chính là Triệu Bân, một tiểu võ tu cảnh giới chân linh, hắn lấy bản lĩnh đó ở đâu ra? Bên trong địa cung, bầu không khí trở nên vô cùng ấm áp. Triệu Uyên cùng Triệu Bân rơi lệ không ngừng, những giọt lệ của hạnh phúc trào dâng. Hai mắt của Phù Dung cũng đẫm lệ, ánh mắt vô cùng mông lung. Còn có rất nhiều hoảng hốt, bà ấy đã chết gần 10 năm, nay sống lại liền giống như đã trải qua một hồi ảo mộng, mộng tỉnh thì người một nhà lại đoàn viên, có chồng có con, muốn gì được nấy. Nhân lúc còn trẻ, hay là sinh thêm một tiểu bảo bối đi. Một bức tranh gia đình cảm động lại bị một lời của Triệu Bân phá hỏng. Nói chính xác thì đó là lời nói của Nguyệt Thần, cái bà này đúng là biết cách hãm hại người ta. Nghe lời này, Triệu Uyên sửng sốt. Chỉ một lời nói đã khiến cho sắc mặt của Phù Dung đỏ bừng. Cha, mẹ, hai người tiếp tục nói chuyện đi. Triệu Bân ho khan một tiếng, tự bịt miệng rồi rời đi. Hắn phải nhanh chóng rời đi, nếu không rời đi thì Nguyệt Thần có khi lại còn nói thêm những lời cuồng loạn hơn. Hắn vốn định cảm ơn Nguyệt Thần một cách chân thành, nhưng bây giờ thì hắn chỉ muốn mắng cô ta một trận. Còn mợ nó, cô không biết lúc nào thì không nên nói bậy hay sao? Bầu không khí dưới địa cung bắt đầu trở nên hết sức bối rối. Nhìn đôi vợ chồng dưới địa cung, cũng có chút khó xử. Triệu Uyên mấy năm nay đã gặp phải không ít đả kích, khiến cho ông ấy từ một thanh niên anh tuấn tráng kiện biến thành một người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc. Còn Phù Dung mấy năm nay ngủ say trên giường băng ngọc, nay tỉnh dậy vẫn giữ được vẻ xinh đẹp trẻ trung. Thời gian đúng là quá khắc nghiệt, bây giờ hai người đứng cạnh nhau. Người không biết có khi còn tưởng là cha và con gái. Mà điều đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là bọn họ vẫn còn sống. Có quỷ. Tờ mờ sáng, bên trong Triệu gia đã vang lên tiếng hét thất thanh. Đó là tiếng hét của một người hầu dậy sớm và vô tình nhìn thấy Phù Dung. Bà ấy đứng ở đó, khiến cho trên dưới Triệu gia đều sôi sục. Có rất nhiều người không tin, liền chạy vào vườn nhà gia chủ. Đông đúc như một cái chợ, trưởng lão trong tộc và đệ tử trong tộc đều chạy tới, vừa nhìn thấy Phù Dung liền không thể nào đứng vững, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Sao có thể sống lại được? Lão Phu tận mắt nhìn thấy bà ấy đã được an táng. Triệu Uyên thay xà đổi cột sao? Mọi người chen chúc nhau, tất nhiên là có không ít lời xì xào bàn tán, có kinh ngạc, nghi hoặc, khó hiểu, chấn động. Đủ mọi thể loại biểu cảm trên nét mặt. Cứ cho là Triệu Uyên thay xà đổi cột, nhưng Phù Dung làm sao có thể sống lại được? Làm sao có thể? Lúc này, đại trưởng lão chính là người có nét mặt khó coi nhất. Sự việc đêm đó lão ta vẫn còn nhớ rõ ràng, chính lão ta đã dẫn cô lang vào nhà, cũng chính lão ta tận mắt nhìn thấy Phù Dung bị chấn nát tâm mạch, cũng chính lão ta tận mắt nhìn thấy Triệu Uyên đặt Phù Dung vào trong quan tài. Chuyện đã trôi qua 10 năm,
lại còn có thể thay đổi được. Hả, Phù Dung sống lại. Đảm bảo là thật, rất nhiều người của Triệu gia đều đã nhìn thấy. Chuyện này. Trong thành vong cổ ngày hôm nay cũng rất náo nhiệt, giai thoại về Triệu Bân còn chưa kể hết thì nay lại có thêm một giai thoại đáng sợ hơn được ra đời. Triệu gia đúng là nơi sản sinh ra những giai thoại. Nói đến Triệu Bân, trước là thiên tài võ đạo, sau bị đoạn mạch phế thể. 3 năm sau, hắn thay đổi nhanh chóng, lại trở thành kỳ tài có 102. Nay lại nói đến mẹ của hắn, đã chết gần 10 năm, không ngờ còn có thể trở về nhân gian. Cuối cùng cũng đã khổ tận cam lai. Rất nhiều người già vuốt râu cười ôn hòa nói, bọn họ chính là mừng thay cho Triệu Uyên. Triệu Uyên bao năm qua đã quá đau khổ, vợ bị giết, con bị phế, con dâu mù, thực tại của ông ấy đúng là không dễ dàng. Mẹ, mời mẹ uống trà. Bên này, nàng dâu mù cũng đã được gặp mẹ chồng. Thời gian qua đã lâu nhưng Liễu Tâm Như vẫn là một cô gái rất nhút nhát, lúc nào cũng cúi đầu cụp mắt, thế giới của nàng chỉ là một màu đen, cứ như thể chỉ cần đi nhầm một bước là sẽ rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Nha đầu, đến đây nào. Phù Dung đỡ nàng đứng dậy, mỉm cười dịu dàng. Bà ấy đã ngủ quá lâu, có quá nhiều chuyện không biết. May mà tối hôm qua Triệu Uyên đã kể cho bà ấy biết chuyện của những năm trước. Thân là một người mẹ, bà ấy đương nhiên cũng rất tức giận. Chỉ có điều, Liễu Tâm Như là Liễu Tâm Như, Liễu Gia là Liễu Gia, bà ấy vẫn có thể phân biệt rõ ràng, Triệu Bân đã bái đường với cô gái này thì bà ấy cũng sẽ nhận nàng làm con dâu của mình. Bữa sáng ngày hôm nay vô cùng ấm áp. Đêm qua là một nhà 3 người, sáng nay là một nhà 4 người. Triệu Bân ngồi trên bàn cơm giống như một con quỷ đói, hắn ăn không ngừng, đã lâu hắn không được ăn cơm của mẹ nấu, hơn nữa hắn còn phải nhồi cơm vào đầy miệng thì mới có thể ngăn được Nguyệt Thần nói ra những lời bậy bạ. Cái bà này ẩn trong ý thức của hắn, chắc là rất rảnh rỗi, cho nên lúc nào cũng suy nghĩ ra cách hãm hại hắn, chỉ cần hắn lơ đãng một chút là xem như toi đời. Ăn chậm lại, không ai giành với con. Phù Dung nở nụ cười dịu dàng nói với con trai. Triệu Bân lại vùi đầu vào ăn, còn không quên gắp thức ăn cho vợ. Sau khi ăn xong, mẹ chồng và con dâu cùng nhau đến khuê phòng, mẹ chồng chải tóc cho con dâu giống như một người mẹ ruột chải tóc cho con gái vậy. Trong đình nghỉ mát, Triệu Uyên bày ra bộ ấm trà. Hai cha con nói chuyện với nhau, Triệu Bân đang châm trà cho cha của mình. Hồng Uyên là do con giả trang đúng không? Cha biết sao, Triệu Bân sửng sốt. Con trai của ta dù có hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra. Triệu Uyên cười, từ lúc gặp Hồng Uyên đêm qua, chỉ trong chớp mắt ông ấy liền biết người đó là do Triệu Bân giả trang, chẳng qua lúc ấy tình cảnh không thích hợp để ông ấy vạch trần mà thôi. Cha đừng tiết lộ ra ngoài nhé. Triệu Bân bật cười, có chút xấu hổ. Gừng càng già càng cay, đúng là không tránh được pháp nhãn của cha. Uống xong 3 chén trà, Triệu Bân rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Triệu Uyên thầm thở dài, con trai nhà mình càng lúc càng thần bí, khiến cho ông ấy rất kinh ngạc, giống như kể từ khi lấy Liễu Tâm Như thì Triệu Bân đã biến thành một con người khác vậy. Nối lại linh mạch, trở thành thiên tài một lần nữa. Hơn nữa còn mạnh mẽ hơn trước. Nhưng điều quan trọng nhất chính là, những thần thông này Triệu Bân đã học được từ ai? Ông ấy chưa bao giờ hỏi, vẫn giữ cho con trai của mình sự riêng tư. Đương nhiên ông ấy cũng sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Chuyện này nếu như lộ ra ngoài thì chỉ có trời mới biết có bao nhiêu người sẽ đào tổ tông nhà ông ấy lên mà mắng. Bên này, Triệu Bân đã rời khỏi phủ đệ. Phía trước phủ đệ có rất nhiều người đều đang đứng khoanh tay, rất muốn vào trong xem thử có phải mẹ của Triệu Bân đã sống lại rồi hay không. Việc này đúng là tà đạo, người đã chết gần 10 năm, sao còn có thể trở lại dương gian được. Triệu Bân nở nụ cười, rồi hòa mình vào con phố ồn ào. Thoát một cái đã không còn thấy hắn ở đâu nữa, hắn đã tiếp tục giả trang, khoác lên mình bộ hắc bào, trở thành đại hạ Hồng Uyên. Ngày hôm nay hắn phải tiếp tục đi thu công, bất kể là Ngọc Viêm Linh hay Hỏa Diễm Lôi Điện, hắn đều sẽ thu hết, càng nhiều càng tốt. Lúc hắn đi tới cửa hàng binh khí, tất cả mọi người đều đứng lên. Cả Tử Linh cũng đứng. Cho dù hắn là Triệu Bân hay là Đại Hạ Hồng Uyên,
thì chỉ riêng chuyện đêm qua cũng đã khiến cho cô ta tăng thêm vài phần kính trọng đối với Triệu Bân. Có một số khía cạnh, tên tiểu võ tu này tuyệt đối có thể vượt qua được Hồng Uyên, cũng chính là nói, tương lai khi Triệu Bân tu luyện đại thành thì hoàn toàn có thể tranh giành vị trí đệ nhất thiên hạ với đại hạ Hồng Uyên. Bái kiến tiền bối. Từ xa, mọi người đã chắp tay cúi người. Trải qua chuyện chiêu hồn đêm qua, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy sợ ngây người. Trong mắt của bọn họ, đại hạ Hồng Uyên chính là một vị thần. Khô Sơn cũng có ở đây, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu, ông ta không biết người khoác hắc bào này là ai, chỉ biết lai lịch của người này chắc là rất lớn, cho nên ngay cả mấy người như lão Huyền Đạo cũng đều phải tỏ ra cung kính. Nhất định đây là một lão tiền bối, đã là lão tiền bối thì ông ta cũng phải hành lễ chào hỏi. Không cần đa lễ. Triệu Bân mỉm cười, tự giác vào ngồi trong đình nghỉ mát. Trong nháy mắt ngồi xuống, hắn còn cố ý để lộ ra một tia khí tức cảnh giới thiên võ. Hắn cố ý muốn để cho mọi người thấy, cũng là để cho Khô Sơn thấy. Thời hạn một tháng sắp tới, hắn muốn vị luyện khí đại sư này ở lại Triệu gia. Thiên võ. Khô Sơn vừa nhìn thấy khí tức cảnh giới thiên võ thì ngay lập tức cả kinh, toàn thân khẽ run lên, lúc nãy ông ta chỉ biết vị này là một lão tiền bối. Cũng không biết lão tiền bối lại là cường giả cảnh giới thiên võ trong truyền thuyết, đây là lần đầu tiên ông ta có vinh hạnh được nhìn thấy. Này, người đó là sư phụ của Triệu Bân. Tiểu Hắc Mập thì thầm nói với Khô Sơn, còn không quên bồi thêm một câu, đại hạ Hồng Uyên. Đại! Khô Sơn không ngừng run, ngay cả linh hồn cũng run lên bần bật, miệng lưỡi đều khô khốc. Con mợ nó, chống lưng của Triệu gia lớn đến vậy sao? Khó trách ông ta lại thất bại trước Triệu Bân. Dám thách đấu hắn mà cũng không tìm hiểu một chút xem sư phụ của hắn là ai, ông ta đúng là quá lỗ mãng. Sư phụ của hắn vậy mà lại là nhân vật đệ nhất thiên hạ được thế nhân công nhận, đại hạ Hồng Uyên. Đồ nhi do Hồng Uyên dạy dỗ ra sao có thể là người tầm thường được, bây giờ nghĩ lại, ông ta bị Triệu Bân đánh bại cũng không khiến cho ông ta cảm thấy tức giận nữa, mà trái lại còn có chút vinh hạnh. Ông tự do rồi. Thằng nhóc tóc tím đẩy Khô Sơn một cái. Ta bị bệnh, ở lại thêm mấy ngày. Đúng như dự đoán, ông ta bây giờ cho dù có bị đuổi cũng không muốn rời đi. Con người mà, ai chẳng muốn tìm cho mình một chỗ dừng chân tốt một chút chứ. Làm người tốt, sống chan hòa với mọi người thì sớm muộn cũng sẽ gặp được cơ duyên tốt, giống như người ta vẫn thường nói, biết điều thì sẽ gặp nhiều may mắn vậy. Tiền bối, vãn bối xin hiếu kính ngài. Tiếp theo là đến phần hiếu kính lão tiền bối. Mấy người lão Huyền Đạo, lão Mập đều cười ha hả, không ai thắc mắc xem Triệu Bân đang ở đâu nữa, người nào cũng bận rộn lấy ra bảo bối dâng lên, nào là hỏa diễm, lôi điện, nào là ngọc viêm linh. Bọn họ đã chuẩn bị những thứ này từ lâu, chỉ chờ Hồng Uyên đến thu mà thôi. Có mấy hậu bối tốt như các ngươi, lão Phu cũng cảm thấy rất an ủi. Triệu Bân cất giọng âm trầm nói, thanh âm tràn đầy nội lực. Rất có uy thế. Tất nhiên là sự uy nghiêm đó khi rơi vào trong mắt của Tử Linh thì lại trở thành một chuyện rất buồn cười. Giờ phút này nếu như lôi hắc bào của Triệu Bân xuống thì bầu không khí ở đây hẳn sẽ trở nên rất náo nhiệt. Tiền bối, ngàn vạn lần đừng lên tiếng. Trong khi thu bảo bối, Triệu Bân còn không quên nhìn thoáng qua Tử Linh, ánh mắt ngụ ý rõ ràng, nếu như tiền bối tiết lộ chuyện này ra thì đám người này nhất định sẽ đập chết hắn. Còn phải xem biểu hiện của ngươi. Tử Linh không nói gì, chỉ nhún vai, ánh mắt đã nói lên tất cả. Được được. Triệu Bân thầm cười trong lòng. Chuyện có thể giải quyết được bằng tiền thì không phải là chuyện lớn. Thu công thì phải nộp thuế, vậy mới sống tốt được. Đều là người nhà cả, Triệu Bân cũng không keo kiệt, liền phát ra một ít bùa lơ lửng. Đây là thứ mà hắn chuẩn bị từ trước, hơn nữa còn cho mỗi người một bộ bí pháp. Người nào cũng có phần, ngay cả Khô Sơn cũng không ngoại lệ, được truyền cho một bộ bí thuật luyện khí. Đúng là niềm vui bất ngờ. Khô Sơn cảm động đến rơi nước mắt, nhân vật đệ nhất thiên hạ đúng là hào phóng. Triệu gia có chống lưng lớn như vậy, cho dù có bị đuổi thì ông ta cũng nhất quyết không đi. Cảm ơn tiền bối. Mọi người vui vẻ ra mặt, tâm tình rất tốt. Hồng Uyên lão tiền bối, ra tay hào phóng. Bình dị gần gũi, chưa bao giờ để cho bọn họ tay không ra đi. Mấy người này,
đúng là óc heo. Tử Linh thở dài, bọn họ vẫn chưa thể nhìn ra sao. Đầu óc của tiền bối cũng không tốt đến vậy đâu. Triệu Bân thầm ho khan trong lòng, lén lút liếc nhìn Tử Linh. Ngày trước tiền bối cũng đâu có nhận ra ta. Nếu không phải là ông đây bị lão cường giả huyết y môn đánh lén bất tỉnh thì làm sao tiền bối có thể nhận ra được thân phận thật của ta chứ? Rồi sẽ có một ngày ta cũng treo tiền bối lên cây y như vậy. Tiền bối, xin ngài trị bệnh cho ta. Thằng nhóc tóc tím xoa xoa tay, ngượng nghịu cười. Nó quá thấp bé, ra khỏi nhà cũng không dám đi đến chỗ có nhiều người, sợ người ta dẫm đạp lên mình, có một số kẻ còn cố tình dẫm đạp lên nó nữa. Ngươi cứ hỏi Bân Nhi là được. Triệu Bân nói xong liền đứng dậy rời đi, rất sợ ngồi lâu sẽ lộ ra sơ hở. Không lâu sau thì hắn liền lắc lư trở lại, còn cầm theo hai bầu rượu. Ngươi đã đi đâu vậy? Lúc nãy sư phụ của ngươi đã tới đây đó. Nói tới liền tới. Triệu Bân quay về với bộ dạng tùy tiện, diễn xuất vô cùng tự nhiên, khiến cho Tử Linh cũng phải âm thầm dựng thẳng ngón tay cái lên khen ngợi hắn. Tên nhóc này rất có thiên phú, một thân thần thông bản lĩnh, không để cho ai có thể nắm thóp được mình. Có một sư phụ như vậy thì thật tốt. Lão mập thổn thức, thì thầm nói với lão huyền đạo, hai lão già đang ngồi ở đình nghỉ mát nghiên cứu bí thuật mà Hồng Uyên truyền lại. Bí thuật này đúng là quá huyền diệu, khiến cho hai lão già bất giác cũng muốn có được một sư phụ giống như đại hạ Hồng Uyên. Có một sư phụ như vậy thì thật tốt. Tiểu hắc mập cũng tặc lưỡi. Gã đang ngồi đếm bạc với nhóc hám tiền. Xích Hiên liếc nhìn Triệu Bân, ánh mắt vẫn không thể nào hiền lành được, mặt của Triệu Bân từ lâu đã hóa thành mặt chó trước mắt của cô ta, không còn chút thể diện nào. Mau chữa bệnh cho ta. Thằng nhóc tóc tím lẹ làng chạy tới, túm lấy góc áo của Triệu Bân, rất sợ Triệu Bân lại chạy đi mất. Đan dược không thể dùng bậy đâu. Triệu Bân lấy giấy bút ra, vung tay viết vài nét rồng bay phượng múa. Đây là phương pháp hóa giải mà Nguyệt Thần đã truyền lại cho hắn, để có được nó hắn đã phải cầu xin cô ta suốt mấy ngày liền. Tên nhóc này đúng là cái gì cũng biết. Trước khi Tử Linh lên lầu, cô ta đã đánh giá Triệu Bân như vậy. Trên thế gian này, ngoài chuyện sinh con thì có lẽ không còn có chuyện gì mà hắn không làm được. Một người đã chết gần 10 năm mà hắn còn có thể làm cho sống lại, thế thì còn thứ gì có thể làm khó hắn nữa đây? Huyền Diệu. Thật sự quá huyền diệu. Có rất nhiều tiếng cảm than vang lên bên trong cửa hàng binh khí. Có được bí thuật, cả lão huyền đạo và lão mập đều trở thành những người si mê võ đạo, tự động ngồi trong đình nghỉ mát trầm trồ không dứt, giống như những kẻ ngu muội lần đầu tiên khám phá ra triết lý nhân sinh, chủ yếu là bởi vì bí tịch mà Triệu Bân đưa cho bọn họ toàn là sách cổ, tri thức bên trong vô cùng cao thâm. So với hai người họ, Xích Hiên bình tĩnh hơn nhiều. Mặc dù cũng rất kinh ngạc, nhưng cô ta còn chưa biểu lộ ra ngoài mặt, vẫn đang lẳng lặng tìm hiểu. Người bình tĩnh lúc này còn có Tử Linh. Thân là người giữ mộ, cũng là người trấn giữ cửa hàng binh khí, bảo vệ nhóc hám tiền. Sau đêm đó, cô ta không dám bất cẩn giao lại chuyện này cho lão huyền đạo và lão mập nữa. Cô ta rất lo lắng, huyết hy môn nội tình hùng hậu. Sau khi đã bị diệt hai cao thủ cảnh giới địa tạng đỉnh phong, bọn chúng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên cô ta không được rời khỏi đây dù chỉ là một tấc. Chính vì biết rõ hoàn cảnh của mình lúc này cho nên Bạch Nhật Mộng cũng đã an phận không ít. Cô nhóc đang trâu đầu với tiểu hắc mập, ngồi dưới gốc cây cổ thụ đếm tiền, suy nghĩ xem có nên vào sòng bạc kiếm trác chút đỉnh hay không. Tu luyện cũng cần tiêu tốn nhiều tài nguyên, trong số đó tốn nhiều nhất vẫn là bạc mà. Còn Khô Sơn thì khỏi phải nói, ông ta tất nhiên là không rời đi, đang khóa mình ở trong phòng, nghiên cứu thuật luyện khí thâm sâu. Khi nghiên cứu xong nhất định sẽ thay Triệu gia luyện chế ra những loại binh khí thượng thừa nhất. Triệu gia, đại hạ Hồng Uyên, đúng là những cây đại thụ. Bận rộn nhất chính là thằng nhóc tóc tím, nó có được phương pháp hóa giải vấn đề của mình rồi thì liền chạy ra khỏi cửa hàng binh khí, đi mua dược dịch cùng các loại dược liệu cần thiết, về nhà nó phải ngâm mình với những loại dược liệu này mỗi ngày mới được. Nhưng Triệu Bân cũng biết. Thằng nhóc tóc tím cho dù có phương pháp hóa giải thì cũng phải mất dăm 3 năm mới có thể từ từ cao lớn trở lại, có trời mới biết thằng nhóc tóc tím đã nuốt phải loại đan dược gì, dược lực thật sự quá mạnh, nó còn sống đã là kỳ tích rồi. Trong phòng, Triệu Bân đã khoanh chân ngồi xuống, dung hợp từng món hỏa diễm thu được. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa thể dung hợp ra được thiên hỏa.
về phần thiên lôi thì lại càng đừng nói tới, con đường thăng cấp vẫn còn cách xa vạn dặm. Rốt cuộc nó có năng lực gì? Triệu Bân lại cầm chiếc nhẫn ma lên ngắm nghía. Mới vừa rồi nó còn hấp thu một khối ngọc viêm linh, nhưng vẫn chưa thể giải được phong ấn. Nguyệt thần nhắm mắt dưỡng thần, không hề đáp lại. Triệu Bân tự cảm thấy mất mặt, lại cất chiếc nhẫn ma vào, chuyên tâm cúng tế luyện độ khí huyền hoang, mỗi ngày đều phải dùng chân nguyên tẩm bổ, còn lâu lắm mới có thể sử dụng được. Một khi cúng tế thành công, uy lực nhất định không tầm thường. Nếu như nội lực của hắn đủ mạnh, thì hắn còn có thể bổ đôi núi lớn. Răng rác, răng rác. Hắn lại tiếp tục làm nhiều việc cùng một lúc, vừa cúng tế luyện độ khí huyền hoang, vừa luyện thể, vừa bối bổ thiên nhãn, không hề có chút khó khăn nào. Nguyệt thần đã quá quen với chuyện này. Thứ mà Triệu Bân cần chính là thời gian, thiên phú của hắn không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh được, trong trí nhớ của cô ta thật sự không tìm ra được mấy người có thể sánh được với Triệu Bân. Như chính bản thân cô ta đây, nếu sinh cùng thời cũng sẽ kém xa tên nhóc này. Triệu Bân tu luyện hết cả một ngày. Khi màn đêm buông xuống thì hắn mới mở mắt, phun ra một ngụm khí đục ngầu. Khí huyền hoang ở Đan Hải đã mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích. Cảnh giới chân linh tầng 5 đã gần chạm tới tầng 6, chỉ cần nắm bắt được cơ duyên tốt thì hoàn toàn có thể thăng cấp. Khí lực của hắn cũng được hưởng lợi, võ hồn cũng trở nên tinh túy hơn không ít. Tú Nhi, truyền cho ta một ít bí pháp liên quan đến thiên nhãn đi. Triệu Bân xoa xoa tay, cười nói. Nguyệt thần cũng không keo kiệt, tùy ý phất tay áo, biến ra một luồng sáng vàng. Triệu Bân vừa nhìn thấy thì hai mắt đã sáng lên, đây chính là bí thuật dành cho thiên nhãn, nói chính xác thì nó là một loại ảo thuật thiên nhãn, đối với tinh thần lực có yêu cầu cực cao, nếu như có thể phối hợp với võ hồn thì sức mạnh lại càng tăng cao, có thể kéo đối thủ vào ảo cảnh, thần không biết quỷ không hay. Tất nhiên, uy lực của nó còn tùy thuộc vào việc hắn dùng nó để đối phó với ai. Nếu như phải đối phó với những kẻ như lão huyền đạo thì ảo cảnh mà cảnh giới chân linh tạo ra căn bản không có tác dụng, cho dù lão huyền đạo không có võ hồn thì món huyền thuật này cũng không thể làm gì lão ta được. Rốt cuộc, nội lực vẫn là điểm mấu chốt. Thiên nhãn tuy mạnh, nhưng nếu như người nắm giữ nó có tu vi thấp thì cũng không thể phát huy được sức mạnh của nó. Nhưng nếu dùng để đối phó với người cùng cấp bậc hoặc cấp bậc không quá cao thì cũng không thành vấn đề. Huyền thuật đúng là cao thâm, trong lúc đọ sức, chỉ cần chớp mắt liền có thể chuyển bại thành thắng. Hắn lại nhắm mắt, tĩnh tâm lĩnh hội. Ảo thuật thiên nhãn không khó học, đạo lý cũng không khó hiểu, đơn giản là thuật pháp xâm nhập vào tinh thần của đối phương, khiến cho đối phương sinh ra ảo giác, về phần có dùng được hay không thì còn phải nhìn đạo hạnh của hắn. Nhóc con, có người tìm kìa. Không lâu sau, tiểu hắc mập gọi vọng vào. Triệu Bân mở mắt. Xuyên tường bước ra ngoài. Lọt vào trong tầm mắt của hắn là một tiểu thư sinh, một cô gái giả làm tiểu thư sinh. Đó là Phượng Vũ. Bốn mắt nhìn nhau, Phượng Vũ chớp chớp đôi mắt đẹp, cô ta đã hẹn trước rằng cô ta sẽ tới tìm Triệu Bân hỗ trợ, nhưng vì chuyện Thành Thương Lang phong tỏa cho nên cô ta không ra được. Nay Thành Thương Lang đã hết phong tỏa, cô ta mới trộm ra khỏi thành, dọc theo đường đi nghe được rất nhiều giai thoại về Triệu Bân mới có thể tới được đây. Nhưng cô ta biết càng nhiều thì càng cảm thấy kinh hãi, cũng giống như khi cô ta biết được chuyện hắn có thể bắt chước khí thế cảnh giới thiên võ vậy. Thật sự dám tới đây sao? Triệu Bân thở dài trong lòng, đi xuống lầu. Oa, thơm quá! Bên này, cái mũi của tiểu hắc mập bị kích thích, ghé sát vào người Phượng Vũ giống như một con chó săn, hết ngửi lại ngửi, gã không biết cô ta là nữ giả nam, chỉ biết trên người cô ta có mùi hương rất đậm của mấy cô nương. Phượng Vũ liếc mắt, nhìn Ngưu Anh bằng một ánh mắt rất kỳ quái. Cái tên này ăn gì mà lớn lên vậy, sao lại vừa béo vừa đen đến thế? Đây là một em gái đó. Nhóc hám tiền xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn, đi vòng quanh Phượng Vũ xem xét, nhìn từ đầu xuống chân, lại nhìn từ chân lên đầu, khiến cho toàn thân Phượng Vũ cảm thấy mất tự nhiên. Đây chắc là thánh nữ Bạch Gia. Phượng Vũ thì thào nói nhỏ. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Danh tiếng của nhóc hám tiền cô ta đã từng nghe qua, đừng nhìn thấy cô nhóc này còn nhỏ mà xem thường, cô nhóc này có man lực mạnh mẽ dọa người, đường đường là cảnh giới huyền dương tầng 1 như cô ta nhưng lỡ đâu bị cô nhóc đánh trúng một quyền thì chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi.
Khi Bạch Nhật Mộng không để ý đến cô ta nữa thì cô ta liền quan sát khắp tiểu viện, vừa nhìn thấy mấy người chưa cắt huyền đạo thì đã không nhịn được mà tặc lưỡi, tiểu viện này đúng là ngọa hổ tàng long. Cô thật to gan. Triệu Bân đã bước tới, mỉm cười nhìn Phượng Vũ. Đêm đó ở thành Thương Lang, do hắn không nắm chắc mình có thể giết chết Phượng Vũ nên mới bỏ qua, nếu như có chút nắm chắc phần thắng thì hắn đã tiêu diệt cô ta rồi, trong chớp mắt hắn vẫn còn ôm ý niệm này trong đầu, chỉ vì Phượng Vũ đã biết bí mật của hắn, cho nên hắn phải giết người diệt khẩu. Ta đã giữ bí mật cho ngươi, đổi lại ngươi cứu ta một mạng đi, Phượng Vũ cười nói. Đó là sự thật, trước đây nếu như cô ta làm cho thân phận của Triệu Bân bị lộ thì cho dù Triệu Bân có 10 cái mạng cũng không đủ để cho hán diễm giết. Bây giờ cô ta tính toán như vậy kể cũng hợp lý. Nói vậy cũng không sai. Triệu Bân ngoắc tay chỉ vào phòng, có việc gì vào trong nói sẽ tiện hơn. Phượng Vũ đi theo hắn. Tên nhóc này thật đào hoa quá, tiểu hắc mập cảm thán, gãi gãi đầu nói, ta đẹp trai thế này mà không có ai thích. Trông ngươi đen quá. Rộn chuyện. Ngưu Oanh bĩu môi một trận, rồi lầm lì bỏ đi. Trong phòng, Triệu Bân đã ngồi xuống, nhìn trái nhìn phải nhưng không dám nhìn thẳng Phượng Vũ, bởi vì hắn có thiên nhãn. Có những thứ không nên thấy nhưng hắn sẽ nhìn thấy nếu nhìn thẳng vào cô ta, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy xấu hổ rồi. Trước hết xin chúc mừng mẹ của ngươi đã sống lại, Phượng Vũ cười nói, còn lấy ra một hộp ngọc nhỏ, chút lòng thành tặng cho bá mẫu. Thật là ngại quá. Triệu Bân nói xong thì tay cũng rất tự giác thu lấy hộp ngọc, bên trong là một viên linh châu, theo như hắn thấy thì đây nhất định là Thúy Ngọc Châu, có tác dụng an thần dưỡng lực, cực kỳ quý giá. Cô muốn cứu ai? Triệu Bân hà hơi vào viên linh châu, còn không quên dùng ống tay áo xoa xoa, linh châu này cũng không tặng không, nhận quà của người thì phải giúp người làm việc, đạo lý này hắn vẫn có thể hiểu. Đại ca của ta, Phượng Vũ vội vàng nói, huynh ấy bị giam giữ ở khổ ngục. Lại đây, cầm linh châu đi đi, không tiễn. Triệu Bân lại đặt linh châu vào trong hộp ngọc, sau đó nhét lại vào tay Phượng Vũ. Hắn đã từng nghe nói về khổ ngục, nghe tên là đã biết nó không phải nơi tốt đẹp gì, nói là nơi đại hung cũng còn chưa đủ để miêu tả về nó. Ngục thì đương nhiên là nơi giam giữ phạm nhân, nhưng khổ ngục lại là nơi giam giữ trọng phạm, từ khi Triều Long Đại Hạ kiến quốc, bất cứ ai bị giam vào khổ ngục đều không có cơ hội sống sót trở ra. Nơi đó cao thủ nhiều như mây, làm gì có ai dám tới cướp ngục. Trong chuyện này đã từng có một ví dụ tàn khốc, ngày xưa có một gia tộc đại náo khổ ngục, trong gia tộc đó có không ít cường giả, có cả cảnh giới địa tạng, nhưng toàn tộc đều bị tiêu diệt. Một ví dụ này cũng đã đủ đẫm máu rồi. Không có ai bình thường mà lại đi gây chuyện trong khổ ngục cả. Đầu óc của hắn vẫn còn hoàn toàn bình thường, tất nhiên sẽ không chạy tới nơi đó tìm kích thích. Không cần ngươi chiến đấu, chỉ cần ngươi để lộ ra chút khí thế cảnh giới thiên võ là được rồi. Phượng Vũ nói, hạ thấp tư thế xuống hết mức có thể, giọng điệu khẩn cầu. Cảnh giới huyền dương như cô còn có thể nhận ra thân phận của ta, vậy thì ai có thể cam đoan cao thủ bên trong khổ ngục sẽ không nhận ra chứ? Triệu Bân quát một tiếng, rồi lại chậm rãi nói, cô nghĩ đi, nếu như ở đó ta bị phát hiện ra thân phận thật sự, thì ta chắc chắn sẽ phải xuống quỷ môn quan báo danh. Đại ca của ta không phạm phải tội ác gì tày trời để bị giam vào trong đó, Phượng Vũ nghẹn ngào nói, huynh ấy là người cuối cùng cấm đại kỳ đại hạ trong mỗi trận chiến ở biên quan, 10 năm chiến tranh không làm thất vọng hoàng triều, dựa vào đâu mà phán tội huynh ấy. E rằng không đơn giản như thế. Ta đã đắc tội với đệ tử nhà quyền quý, Phượng Vũ không hề che giấu. Sau đó, cô ta không nói gì nữa, nhưng Triệu Bân thì đã tự suy nghĩ đi xa ngàn dặm. Minh thương dễ tránh, ám khí khó phòng. Nhà quyền quý mà, thật quá dễ dàng để dùng việc công trả thù riêng, đưa người ta thẳng vào khổ ngục. Triệu Bân im lặng. Thấy chưa, mọi thứ còn phức tạp hơn hắn tưởng. Chịu đi theo ta thì ta sẽ giúp cô. Sự yên tĩnh trong phút chốc bị phá vỡ bởi lời nói của ai đó. Triệu Bân liếc nhìn Nguyệt Thần, gương mặt trong nháy mắt đen lại. Y phục của cô. Phượng Vũ đứng đó đã nghe hiểu. Bắt đầu cởi thắt lưng, khiến cho y phục tuột xuống. Ta chỉ nói nhầm thôi. Triệu Bân vội vàng phất tay, một tấm hắc bào bay ra, che lại thân thể thanh tú của Phượng Vũ. Phượng Vũ cúi đầu, đôi mắt đã đầm đìa nước, cũng không biết là do đau lòng chuyện của đại ca, hay là do cảm thấy quá tủi nhục, hai hàng nước mắt đã thấm đẫm hắc bào.
nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Triệu Bân che ngực, có một sư phụ không biết điều, thật con mợ nó vui sướng. Chỉ cần ngươi có thể cứu đại ca của ta, thì cho dù ngươi muốn tiền, bảo vật, hay là ta, tất cả ta đều cho ngươi. Phượng Vũ cố kìm nước mắt, nhưng nước mắt cứ rơi xuống mãi, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Triệu Bân. Cho ta chút thời gian. Thật lâu sau mới nghe thấy tiếng Triệu Bân đáp lại. Cảm ơn. Phượng Vũ chắp tay, nắm chặt tấm hắc bào chạy ra khỏi phòng. Cô ta cứ thế mà chạy ra ngoài, khiến cho đám người bên ngoài tiểu viện đều trợn to hai mắt. Một cô nương chạy ra từ trong phòng Triệu Bân, quần áo xộc xệch, nước mắt ngắn dài. Nhìn thấy hình ảnh này, bất cứ ai cũng sẽ nảy ra những suy nghĩ không được hay ho cho lắm. Tên nhóc đó càng lúc càng cuồng loạn rồi. Sao ta không nghe thấy động tĩnh gì cả vậy? Hắn bịt miệng cô gái sao? Thật là xúc sinh. Mọi người tụ tập lại bàn tán không thôi, tiền bối thì thâm sâu thấm thía, tiểu bối thì ý vị thâm trường. Vẫn là Xích Hiên đơn giản, mang theo gậy gộc, đá bay cửa phòng của Triệu Bân. Làm sao, làm sao, chạy, chạy đi đâu? Ta có chọc giận cô đâu, để tiện. Thành Vong Cổ dưới ánh trăng vô cùng náo nhiệt. Nhưng, sự náo nhiệt đó càng tăng lên gấp bội khi có một người đi ngang qua. Đương nhiên đó là Triệu Bân. Hắn dùng một tay bụng cái mũi đầy máu, một tay còn lại chống sau hông, mặt mày bầm tím, bước đi què quặt, khắp người đều là dấu chân, mái tóc đen vốn suôn mượt cũng rối bời như ổ gà. Hắn đi trên đường thì thật sự rất thu hút sự chú ý. Bị ai đánh thế không biết? Tình thánh mà, chắc là lại nói bậy nữa rồi. Vậy thì đáng đời. Người trên phố tụng lại bàn tán xôn xao, ai cũng phát huy trí tưởng tượng, tự liên tưởng đến biệt hiệu tình thánh, đến chị vợ cũng dám trêu ghẹo thì còn ai mà hắn không dám chứ. Lại đánh mình. Triệu Bân lau máu mũi, nghiến răng nghiến lợi. Đến giờ hắn vẫn không biết tại sao Xích Hiên lại đánh mình, là vì chuyện đêm hôm đó sao. Ăn đòn cũng là một kiểu tu hành. Lời của Nguyệt Thần vẫn đầy triết lý nhân sinh. Thấy đồ đệ mình bị đánh, người làm sư phụ như cô ta lại vô cùng sảng khoái. Hả? Lúc Triệu Bân định đi thì tự dưng hơi chau mày, năng lực cảm ứng của hắn cũng rất khá, hắn cảm giác có người đang âm thầm theo dõi mình và còn có nguy cơ tiềm tàng khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng, toàn thân cũng lạnh buốt. Người của La Sinh Môn sao? Triệu Bân khẽ lẩm bẩm, sự suy đoán đó của hắn cũng rất có khả năng. Không chừng lại là người do đại trưởng lão mời đến, mà cũng có thể là bên Huyết Y Môn, các gia tộc lớn hoặc là bất cứ thế lực thù địch nào của nhà họ Triệu, ai cũng muốn hắn chết. Cây to đón gió, có quá nhiều người xem hắn như kẻ thù, có quỷ mới biết được là ai. Tú Nhi, làm sao mới có thể che giấu thân phận tốt hơn, Triệu Bân hỏi. Hắn đã hứa với Phượng Vũ thì đương nhiên sẽ giúp, nếu thật sự tính đến ân tình thì đúng là hắn đã nợ cô gái đó một mạng. Nếu đến nhà lao mà không bị nhận ra thì mới có thể bảo toàn được tính mạng. Làm một chiếc huyền bảo tị thế thì có thể tránh được việc bị người khác nhìn lén. Nguyệt Thần tùy tiện đáp, muốn xông vào hang hổ thì phải chuẩn bị đầy đủ trang bị. Tránh được cả thiên nhãn luôn sao, Triệu Bân nhướng mày. Vậy thì phải xem thiên nhãn cấp mấy và cũng tùy thuộc vào tu vi của đối phương nữa, Nguyệt Thần lạnh lùng nói, nếu trong nhà lao có cao thủ thiên võ thì dù dùng gì để che đậy cũng không có tác dụng. Cô ta nói xong thì lại đưa tay lên, rắc xuống một vùng ánh sáng vàng kim. Thứ cô ta truyền thụ không phải là bí thuật mà là cách làm huyền bào tị thế, bao gồm cả chất liệu làm áo, hoa văn và biểu tượng cần khắc lên áo, bên trong đều có miêu tả cực kỳ chi tiết. Nó hơi giống với cách vẽ bùa, mặc dù có nhiều thứ nhỏ nhặt nhưng lại yêu cầu khắt khe, đương nhiên, nếu huyền bào tị thế càng tốt thì khả năng che đậy cũng sẽ càng cao. Có đồ tốt thế mà không chịu lấy ra sớm. Triệu Bân vừa nói vừa học thuộc pháp môn, nếu như biết cách làm huyền bào tị thế sớm hơn thì trước đây cũng không bị lộ, còn suýt chút mất mạng nữa. Hắn uống một ngụm linh dịch rồi bắt đầu dạo quanh các cửa hàng, phải chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, còn về phần chất liệu làm áo, hắn đã đặc biệt đến chợ đen một chuyến, tốn hết 3 vạn lượng để mua loại tơ hiếm có, sau đó lại nhanh chân đem đến xưởng làm vải lụa. Lúc hắn về lại nhà họ Triệu thì Liễu Tâm Như đã ngủ rồi. Triệu Uyên và Phù Dung vẫn chưa đi nghỉ, họ đang ngồi uống trà và ngắm trăng trong đình nghỉ mát. Cũng có thể nói là hai người đang đợi Triệu Bân. Cha, mẹ, Bân Nhi, ngồi đi con.
Sao cha mẹ vẫn chưa ngủ thế? Triệu Bân ngồi xuống, tùy tiện cầm một quả trái cây lên, nhét tọt vào miệng, chủ yếu là để bịt miệng mình lại, ai bảo hắn có một vị sư phụ luôn mất ngủ cơ chứ? Mẹ con cũng có thể cứu sống lại được, vậy mắt Nhi Nhi còn chữa được không? Triệu Uyên mỉm cười, ông ấy không muốn con dâu của mình phải sống trong bóng tối. Có thể. Triệu Bân nhanh nhảu đáp. Có điều, hắn không làm được. Nguyệt Thần đã từng nói, mắt của Liễu Tâm Như không cần hắn trị, lúc cần phải sáng lại thì nó tự khắc sẽ sáng lại thôi, chắc là do huyết mạch của Liễu Tâm Như. Vậy thì tốt, Phù Dung mỉm cười, mẹ còn chờ bế cháu nữa đấy. Ha ha. Triệu Bân ho gượng gạo, bất giác liếc nhìn Nguyệt Thần một cái. Hắn đang xin ý kiến, nhưng hơi mắc cười nhỉ, có vợ mà cũng phải hỏi sư phụ có cho ấy ấy không? Đợi. Nguyệt Thần lạnh lùng đáp lại bằng một chữ, huyết mạch của Liễu Tâm Nhu không tâm thường. Trước khi hai mắt nàng sáng trở lại, nếu động vào nàng thì đồng nghĩa với việc động vào huyết mạch của nàng, vậy sẽ mất đi sự thuần túy vốn có, cô ta không muốn một hạt giống tốt như thế lại phải yểu mạng. Không nhịn được thì có thể dùng tay mà. Lần này đến lượt Triệu Bân liếc cô ta. Nữ thần trong thần giới đều thoáng đến vậy sao? Hay là chỉ có Nguyệt Thần cô, là người duy nhất? Nhân lúc còn trẻ, sinh thêm một đứa nữa đi. Cha mẹ nói chuyện với nhau nhé. Triệu Bân nói xong thì đứng dậy chạy mất. Vì Nguyệt Thần lại phá nên hắn tranh thủ chuồn đi sớm cho lành. Cái thằng bé này. Phù Dung cảm thấy dở khóc dở cười, biết cách trêu chọc cha mẹ từ khi nào thế không biết. Thằng nhóc này hơi thay đổi rồi. Triệu Uyên vuốt râu, ông ấy đã nghe nói, lúc Triệu Bân thi luyện khí với Khô Sơn, hắn còn trêu ghẹo Liễu Như Nguyệt, vì vậy mà còn bị đặt cho biệt danh tình thánh. Triệu Bân về lại phòng thì lại rón rén. Chỉ cần hắn ở nhà thì ngày nào cũng phải điều dưỡng cơ thể cho Liễu Tâm Như. Tiện thể còn lén sờ soạng một chút. Ngày hôm sau, sáng sớm Triệu Bân đã đến xưởng làm vải lụa. Số tơ mà hắn đã tốn hết 3 vạn lượng để mua đã được dệt thành áo, một chiếc áo màu đen huyền, mặc lên người trông khá sang trọng. Sau đó hắn ghé cửa hàng binh khí, vừa vào là nhìn thấy Phượng Vũ ngay. Vẫn với dáng vẻ nữ giả nam, cô ta đang đợi Triệu Bân cùng cô ta đi cứu huynh trưởng, chỉ cần Triệu Bân cần, dù là bản thân cô ta thì cô ta cũng sẽ không chau mày. Cho ta thêm chút thời gian. Triệu Bân nói một câu rồi nhanh chân đi lên cầu thang, tay bụng kín miệng lại. Trước khi bước vào, hắn đã gặp Xích Hiên và còn bị cô ta nhìn bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Không phải ta đánh không lại cô đâu nha. Triệu Bân thầm hét lên trong lòng, đã nói là trùng hợp rồi mà, không thể cứ đánh ta suốt ngày thế được. Nếu cô ta còn ăn hiếp ngươi thì hãy nói với ta sẽ đánh chết cô ta. Tên mập đen vỗ ngực. Nhưng bộ dạng đó trông khá buồn cười, cùng đứng ở đó còn có Phượng Vũ cao giáo nữa. Một người đen, một người trắng, đứng với nhau tạo nên sự khác biệt rất rõ ràng. Phượng Vũ cười gượng rồi đến đình nghỉ mát ở gần đó. Võ tu cảm giác, lão huyền đạo nhìn lướt qua rồi nhẹ nhàng vuốt râu. Sao trông quen mặt thế nhỉ? Lão mập khoanh tay, chắc vì Phượng Vũ giả trai nên khiến lão ta bất giác nhớ lại một cậu bạn cũ, tiếc là lâu lắm rồi chưa gặp lại. Nghe nói 108 đệ tử chân truyền Thiên Tông đã vào lãnh thổ của ma giới để tôi luyện, lão huyền đạo lạnh lùng nói. Mặc dù ông ta không có trong Thiên Tông nhưng lại biết chuyện của Thiên Tông. Mấy lão già đó điên thật rồi, lão mập hừm một tiếng lạnh lùng, chờ mà xem, trong 108 đệ tử chân truyền đó, ít nhất sẽ có một nửa sẽ bỏ mạng ở đó. Thời buổi loạn lạc, đừng có kẻ gây rối mới được. Lão huyền đạo dụi mắt, mấy ngày nay mắt càng lúc càng giật nhiều hơn. Ở trên lầu, Triệu Bân đã trải chiếc áo khoác màu đen tuyền ra, trước tiên, hắn dùng ngọn lửa bọc lấy nó, tế luyện một lượt rồi mới cầm bút, chấm mực và vẽ hình bát quái lên sau lưng áo. Tiếp đó, hắn mới vẽ các đường vân và rất nhiều phù văn cổ. Từ đó tạo ra một trận pháp che mắt, hình bát quái, đường vân và phù văn đều là chân của trận pháp, còn chiếc áo đen thì tương tự như trận đài. Tất cả là để mê hoặc nhằm che giấu thân phận thật. Thế là hắn đã mất hết một ngày. Sau khi vẽ xong mọi thứ, hắn lại lấy ngọn lửa ra, luyện cho những đường vân và phù văn đó bám vào trong chiếc áo, ngoài hình bát quái ra thì tất cả đều ẩn hẳn vào trong áo. Vẫn chưa xong, đó chỉ là bước đầu tiên. Hắn lại cầm bút, chấm mực,
vẽ các đường vân và phù văn, lớp này chồng lên lớp khác. Theo như những gì pháp môn nói, cần có 9 lớp, chỉ tính phù văn thôi thì đã có đến 9.999 cái, thế càng không cần phải nói đến đường vân, vẽ cái này tỉ mỉ hơn nhiều so với vẽ bùa, nếu như có chỗ nào đó sơ hở thì phải xóa hết để làm lại. Cũng may là hắn có võ hồn nên có thể khống chế độ chính xác. Thiếu chủ, ăn cơm thôi. Trong đêm tối, có tiếng gọi từ bên ngoài truyền vào. Không đói. Triệu Bân tùy tiện trả lời lại một câu, nói không đói nhưng thật ra bụng đã đói lả rồi. Hắn đang cầm một cái màn thầu, ăn ngon lành, vừa ăn vừa không ảnh hưởng đến việc vẽ áo. Nhân tài đi ngược với lẽ trời bướng bỉnh vậy đó. Phượng Vũ vẫn chưa đi nên cũng được mời đến cùng ăn tối. Trong lúc ăn, cô ta liên tục nhìn về căn gác mà Triệu Bân đang ở, không biết có phải tên nhóc đó đang lừa cô ta không, nhưng cô ta vẫn phải đợi, vì chỉ có thiếu chủ Triệu gia mới có hy vọng cứu được anh của cô ta. Nhóc, có phải ngươi có một huynh trưởng không? Lão mập uống một ngụm rượu rồi hỏi nửa đùa nửa thật. Nhà ta chỉ có mình ta, là con một,